Diệp Thần cái này một tí, có thể nói là cho hắn tổn thương nặng. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vẻ độ cong, là huyết đao tà tổ trước muốn giết hắn, hắn không thể nào mềm yếu khuất phục, nhất định phải lấy ngang hàng thủ đoạn hồi kính. Nếu là hắn cúi đầu, truyền ra ngoài, hắn cũng không xứng lại thống lĩnh luân hồi trận doanh. Luân hồi chi chủ, kẻ địch đã trừ, xin phép hạ. Tại Phượng Vũ cung kính hướng Diệp Thần xin phép, ánh mắt lại nhìn trời một chút lên huyết đao tà tổ, tựa như coi như Diệp Thần hạ lệnh, muốn nàng dẫn đội đi đánh vào huyết đao tà tổ, nàng vậy sẽ không chút do dự thi hành vậy. Tuy nói chính là 3.000 đại tuyết long kỵ, dám đánh vào huyết đao tà tổ mà nói, chỉ có một con đường chết. Nhưng, nếu đại tuyết long kỵ, nghe cho đòi tới, vậy vô luận Diệp Thần có yêu cầu gì, bọn họ cũng sẽ thể thi hành, cho dù đánh vào thiên đế chủ thần. Ừ, có thể, các ngươi trở về đi thôi. Diệp Thần gật đầu một cái, gặp tốt hãy thu, biết binh tổ thiên tôn, đào tạo đại tuyết long kỵ cũng không dễ dàng, cũng không muốn bọn họ hy sinh ở chỗ này. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vào huyết đao tà tổ, hoàn toàn xé rách ra mặt, dẫu sao nơi này là của người khác địa bàn. Hắn mới vừa nghiền giết thiên cương thần đạo vệ, cũng là giữ lại một đường, không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là hướng huyết đao tà tổ, tỏ rõ mình thái độ. Ưng, tại Phượng Vũ nghe lệnh, lập tức mang đại tuyết long kỵ, dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, rất nhanh liền rời đi. Ô, Diệp Thần triệu hoán trục cuốn, cũng là hóa thành bụi bặm. Ở giữa thiên địa, đặc biệt là như vậy lưu lại đại tuyết long kỵ binh uy sát khí, toàn trường nghiêm túc. Tiền bối, người mới vừa nói, chỉ cần đánh bại thủ hạ ngươi thiên cương thần đạo vệ, ta và Hàn Diễm, liền có thể rời đi. Hiện giờ, chúng ta có thể đi được chưa? Diệp Thần cười một tiếng, hướng huyết đao tà tổ nói. Huyết đao tà tổ gương mặt vặn vẹo, những lời này, hắn mới vừa xác thực nói qua. Lấy hắn thiên đế chủ thần, đạo tông tôn tổ thân phận, tự nhiên bất tiện làm trái lời hứa. Nhưng hắn dưới con mắt mọi người, bị Diệp Thần như vậy đánh mặt, dưới quyền thiên cương thần đạo vệ chết hết sức, khẩu khí này, thì như thế nào có thể nuốt được? Có thể, luân hồi chi chủ, người có thể đi. Nhưng là, ta cái này cháu ngoan, hắn lại không thể rời đi. Huyết đao tà tổ suy nghĩ một tí, lộ ra một cái dữ tợn nụ cười, ánh mắt mang theo một chút tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Hàn Diễm. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ kính khí, đem Diệp Thần bức lui. Rồi sau đó, trong hư không hiu hiu vang dội, huyết đao tà tổ tay áo bảo bên trong, bay giết ra trăm ngàn đạo dao nhọn. Một cái cầm dao nhọn, mang hàn mang, từ bầu trời bạo rơi xuống, phốc xích vang dội, trong nháy mắt, liền đem Hàn Diễm thân thể, đóng vào trên vùng đất. Hàn Diễm rên lên một tiếng, trên người cắm đầy dao nhọn, bị gắt gao đóng xuống đất, trên mình thời gian tuyến, ít nhất có một nửa bị chém chết, bị thương rất nặng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hàn đệ, Diệp Thần thất kinh, tiến lên trước một bước, lại gặp đến một cổ vô hình không khí tường ngăn trở, không cách nào đến gần Hàn Diễm. Huyết đao tà tổ cười híp mắt nói, luân hồi chi chủ, người thần uy vô địch, có thể triệu hoán đại tuyết long kỵ hạ xuống, ta không lời có thể nói. Nhưng, ta đứa cháu này, hắn nhưng không có bản lãnh gì, dựa vào chính hắn mà nói, nhất định là không địch lại ta thủ hạ thiên cương thần đạo vệ. Cho nên, người có thể đi, nhưng, hắn không được. Hàn Diễm bị đóng đinh trên đất, cực kỳ khó chịu, nhìn Diệp Thần, khó khăn kêu một tiếng, đại ca. Hắn cả người cắm đầy dao nhọn, liền cổ họng cũng bị mấy cầm dao nhọn xuyên qua, tiếng đại ca này thanh âm khàn khàn, làm người ta lộ vẻ xúc động. Diệp Thần tức giận, nhìn huyết đao tà tổ nói, huyết đao tà tổ, đủ rồi. Hắn nhưng mà ngươi cháu ruột. Huyết đao tà tổ cười tủm tỉm nói, đúng vậy, hắn là cháu ruột của ta, cho nên ta cũng không có giết chết hắn. Luân hồi chi chủ, ta cho một mình ngươi mặt mũi, ngươi như muốn cứu người nói. Ngày mai luyện chế mệnh giới cửu nguyên đan, người tới làm chủ đan sư. Huyết đao tà tổ người bị trọng thương, cần mệnh giới cửu nguyên đan chữa trị. Viên này mệnh giới cửu nguyên đan, vốn là định ra ngày mai luyện chế, do Thanh Phù Tuyết tới làm chủ đan sư, Diệp Thần phụ trợ. Nhưng hiện tại, huyết đao tà tổ lại nói, muốn Diệp Thần tự mình làm chủ đan sư. Rồi sau đó, huyết đao tà tổ nói tiếp, ta muốn ngươi chảy khô trên mình luân hồi máu, là ta nhúng đan. Ha ha, người luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, coi như máu tươi chảy làm, tối đa qua được một năm nửa năm, là được khôi phục. Ta cần người luân hồi máu,
là ta nhúng đan chữa thương, như vậy đan dược hiệu quả tốt nhất, ha ha, như thế nào? Chỉ cần ngươi chịu, ta liền thả Hàn Diễm. Mới vừa Diệp Thần diệt hết Thiên Cương Thần Đạo vệ, để cho huyết đao tà tổ có vẻ căm hận, hiện tại hắn muốn Diệp Thần trả giá lớn bằng máu, chân chính máu giá phải trả, muốn để Diệp Thần chảy hết máu tươi, là hắn nhúng đan. Nghe được huyết đao tà tổ mà nói, toàn trường người đều là chấn động. Diệp Thần mặt liền biến sắc, nếu như chảy khô máu tươi, hắn coi như sau này có thể khôi phục, ắt phải tổn thương nguyên khí nặng nề, ảnh hưởng căn nguyên căn cơ, giá phải trả cực kỳ to lớn. Luân hồi chi chủ, không thể. Thanh Phù Tuyết quả quyết khuyên can, cũng biết hậu quả của làm như vậy, vô cùng nghiêm trọng. Nàng hướng huyết đao tà tổ nói, huyết đao tà tổ, ngươi lập tức cho ta thả người, nếu không ta thiên đan tháp, sẽ không lại vì ngươi luyện đan. Huyết đao tà tổ thần sắc âm lãnh, cười nói, quyết định khế ước sự việc, các ngươi thiên đan tháp cũng dám vi phạm, không sợ gặp thiên phạt sao. Hơn nữa, ngươi chỉ là thiên đan tháp thánh nữ. Không phải phía sau màn nắm giữ, ngươi không tư cách cùng ta đàm phán. Coi như Thanh Phù đồ tới, hắn cũng không dám đắc tội ta, ngươi là thứ gì, ta cho ngươi mặt mũi, là bởi vì ngươi là Nguyệt Thần hậu duệ, ngươi nếu là dám ẩu tả, lão tử như nhau muốn ngươi chết. Nói xong lời cuối cùng, huyết đao tà tổ giọng bộc phát âm ngoan, rất nhiều xé rách ra mặt, không chết không thôi thế. Ở Thanh Phù Tuyết sau lưng, Thanh Phù Trần và Đan Đế, kia gặp qua tràng diện này. Đều là câm như hến, không dám lên tiếng. Mà huyết đao tà tổ ngai vàng phía sau, rất nhiều trảm linh thời không cường giả, đã là dục dịch. Chỉ cần huyết đao tà tổ hạ lệnh, bọn họ lập tức phải ra tay, nghiền giết hết thảy kẻ địch, không để ý giá phải trả. Diệp Thần gặp thế cục kế cận mất khống chế, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hiện giờ bày ở trước mặt hắn, có ba điều đường. Cũng phải triệu hoán luân hồi trận doanh cao cấp cường giả xuống. Cùng huyết đao tà tổ tử chiến. Nhưng làm như vậy, giá phải trả to lớn, nơi này dẫu sao là huyết đao tà tổ địa bàn, coi như hắn có thể thắng, cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Con đường thứ hai, chính là hắn ngay lập tức rời đi, không để ý Hàn Diễm sống chết, mình có thể trở lui toàn thân, nhưng Hàn Diễm nhất định là phải chết, hắn lại tại tim vì sao nhẫn. Một điều cuối cùng đường, chính là đáp ứng huyết đao tà tổ, ngày mai chảy khô luân hồi máu, là hắn nhúng đan. Làm như vậy, có thể cứu Hàn Diễm, nhưng tự thân tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cái này ba con đường, cũng không tốt đi. Diệp Thần ánh mắt thay đổi thật nhanh, không ngừng suy nghĩ cân nhắc, cuối cùng hướng huyết đao tà tổ nói. Huyết đao tà tổ, ta đáp ứng ngươi là được. Ngày mai luyện đan, ta làm chủ đan sư, chảy hết ta luân hồi máu, vì ngươi nhúng đan, chỉ cần ngươi chịu thả qua ta Hàn đệ. Con đường này, rất khó khăn. Nhưng Diệp Thần vẫn là lựa chọn. Chí ít, con đường này, có chu toàn chỗ trống, chưa chắc thật nói sẽ chảy hết máu tươi. Nghe được Diệp Thần lại có thể thật đáp ứng, Thanh Phù Tuyết, Thanh Phù Trần, Đan Đế các người, đều là đại chấn. Đại ca, Hàn Diễm vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng làm sao thân thể bị một cái cầm dao nhọn đóng đinh, nhúc nhích không được, hắn ngũ quan vặn vẹo, rõ ràng chẳng muốn Diệp Thần là hắn bỏ ra hy sinh lớn như thế. Chảy hết luân hồi máu, coi như không chết, Diệp Thần vậy muốn trả một cái giá thật là lớn. Ha ha ha, rất tốt, luân hồi chi chủ, người quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Ta cái này không ra hồn chất tử, có thể kết giao ngươi như thế một vị huynh đệ, thật là hắn tám đời đã tu luyện có phúc. Huyết đao tà tổ nghe được Diệp Thần đáp ứng, cũng là vỗ tay cười lớn. Hắn bị kiếm tổ chi kiếm gây thương tích, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thật ra thì cho dù có vậy mệnh giới cửu nguyên đan, nguyên khí khôi phục cũng cần rất dài thời gian. Nhưng nếu như, có Diệp Thần luân hồi máu, phụ trợ nhúng đan, vậy mệnh giới cửu nguyên đan hiệu quả trị liệu, sợ rằng sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi. Đến lúc đó, hắn thương thế, tất có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa chuyện này, truyền ra ngoài mà nói, cũng có thể lớn mạnh hắn thanh danh. Có thể đem luân hồi chi chủ, ép đến máu tươi chảy hết sức bước. Đây là thiên đại quang vinh, đủ để cho mọi người rung động. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dùng mình máu tươi, là ta nhúng đan, đan dược đúc thành sau đó, ta sẽ thả Hàn Diễm. Huyết đao tà tổ rất nhiều xuống cam kết, hắn dĩ nhiên không thể nào hiện tại liền thả Hàn Diễm, ít nhất phải chờ ngày mai, Diệp Thần thành công cầm đan dược luyện chế được nói sau. Diệp Thần gật đầu một cái,
nhìn về phía cả người cắm đầy dao nhọn Hàn Diễm, nói, Hàn đệ, ngươi lại nhẫn nại một ngày. Hàn Diễm trong mắt bên trong, tràn đầy thống khổ không cam lòng, lại là không biết làm sao, còn có một chút cảm kích. Thương nghị đã định, Diệp Thần và Thanh Phù Tuyết các người, trở lại Tinh Không cung điện chỗ ở. Huyết Đao Tà Tổ phái người đem Hàn Diễm nhốt lại, nghiêm ngặt trông coi. Vừa về tới vậy Tinh Không cung điện, Thanh Phù Tuyết liền mặt đầy lo âu, hướng Diệp Thần nói, ngươi nếu là chảy hết trên mình máu, bỏ ra thảm như vậy mãnh liệt giá phải trả, vậy sau này nên làm thế nào cho phải? Diệp Thần nhưng là ung dung cười một tiếng, quyết định rồi sự việc, lại lo âu cũng là vô dụng, nói chuyện ngày mai nói sau, chí ít, coi như máu chảy khô ta cũng không sẽ chết. Thanh Phù Tuyết thở dài nói, à, tùy ngươi, dù sao các ngươi luân hồi trận doanh, hoặc là Mạc Kim lão tổ trách tội xuống, ngươi cũng không thể nói là ta hại ngươi. Diệp Thần cười nói, biết, ngày hôm nay đa tạ ngươi ra mặt. Thật ra thì Thanh Phù Tuyết đã sớm nói, nếu như Diệp Thần mạo phạm Huyết Đao Tà Tổ, nàng là sẽ không ra mặt, nhưng mới vừa nàng vẫn là hạ xuống. Mặc dù đến cuối cùng, Diệp Thần vẫn là rơi vào khốn cảnh, nhưng chí ít, Thanh Phù Tuyết có phần này tương trợ tâm tư, hắn tự nhiên cảm kích. Một mình trở lại trong gian phòng, Diệp Thần trước triệu hồi Thanh Liên phân thân. Trước đây dùng Thanh Liên phân thân, đem kiếm tổ chi kiếm địa giới canh phòng dẫn ra, coi như thuận lợi, Diệp Thần phân thân, cũng không có bị hư hại. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Lập tức, Diệp Thần phá vỡ lòng bàn tay, đem trong cơ thể một phần chia máu tươi, còn có bổn nguyên nhất máu tươi, trước dẫn dắt tiến vào Thanh Liên trong thân thể phân thân. Như vậy thứ nhất, coi như ngày mai hắn bản thể, đã tiêu hao hết máu tươi, mượn dùng Thanh Liên phân thân máu, cũng có thể bổ sung trở về một ít, chưa đến nỗi thật rơi vào khô kiệt. Rồi sau đó, Diệp Thần lại đem tạo thần tiên trì, niêm phong đến trong đan điền. Tạo thần tiên trì, là thập đại hồ tiên một trong, ao nước nguyên khí dư thừa. Nếu như Diệp Thần đã tiêu hao hết máu tươi, mượn dùng tạo thần tiên trì năng lượng, cũng có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thần lại lấy ra Lạc Bảo Kim Tiền, muốn hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, thu thập thiên địa pháp tắc dấu vết. Chỉ cần có đầy đủ dấu vết cùng đầu mối, mà Kim lão tổ bên kia, liền có thể suy tính thiên cơ, xác định Huyết Đao Tà Tổ có phải là thật hay không nội gián. Nhưng, trực tiếp quang minh chánh đại, dùng Lạc Bảo Kim Tiền hấp thu linh khí, mục đích quá rõ ràng, tất nhiên sẽ kích động thiên cơ, bị Huyết Đao Tà Tổ phát hiện. Hiện giờ Diệp Thần cùng Huyết Đao Tà Tổ, mâu thuẫn đã là chạm một cái liền bùng nổ, nếu là lại bị hắn phát hiện, Diệp Thần có tính toán hắn ý niệm, tình cảnh kia nhất định là không cách nào thu thập. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền trước đem Lạc Bảo Kim Tiền thu, dự định cùng thời cơ thích hợp, lại thu thập linh khí quy luật. Một đêm yên lặng, đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần, Thanh Phù Trần, Thanh Phù Tuyết, Đan Đế bốn người, còn có đi theo đan sư, hộ vệ, toàn bộ lên đường, đi trảm linh thời không trung ương thánh địa. Vậy phiến trung ương thánh địa, mênh mông vô tận, chu vi không biết có nhiều ít ngàn vạn dặm, lãnh thổ mênh mông, thủy khí thiên điều, hà thải hòa hợp, linh khí đặc biệt dư thừa, không biết cuộc sống bao nhiêu nhân khẩu, khắp nơi đều lập có Huyết Đao Tà Tổ pho tượng, hàng tỷ tín đồ quỳ bái, hương khói cường thịnh hết sức. Làm Diệp Thần đoàn người, đi tới trung ương thánh địa sau đó, đang nhận được vậy không thiếu mắt lạnh. Bởi vì, bọn họ là người ngoại lai. Trảm linh thời không, cũng không hoan nghênh người ngoài. Hơn nữa, Diệp Thần ngày hôm qua vào Huyết Đao Tà Tổ mâu thuẫn, đã ở chính giữa thánh địa truyền ra, rất nhiều tín đồ, cũng đối Diệp Thần truyền tới căm thù ánh mắt. Diệp Thần thậm chí hoài nghi, cùng luyện đan sau khi kết thúc, mình có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Một đường đi tới trung ương thánh địa nhất trung tâm, đó là Huyết Đao Tà Tổ ở cư trú thần điện, cung điện liên miên không sứt mẻ, tường vân lững lờ, khí tượng muôn vàn. Huyết Đao Tà Tổ danh hiệu, tuy có một cái tà chữ, nhưng đó là bởi vì hắn tu luyện đao pháp, phá lệ âm ngoan ác liệt thôi. Hắn địa giới, hắn chỗ ở, hắn nền, không một không cho thấy huy hoàng, thần thánh, trật tự, phép tắc khí tượng. Chỉ có hoàn mỹ trật tự, mới khá chống lại vô thời ý không hắc ám nội tình. Diệp Thần đoàn người, đi tới thần điện trên quảng trường, nhưng đã thấy Huyết Đao Tà Tổ, phía nam mà ngồi, ngồi ở đó màu máu ngai vàng, thân chu thị vệ vờn quanh, phô trương thật lớn. Huyết Đao Tà Tổ cười híp mắt nhìn Diệp Thần đoàn người, nói, luân hồi chi chủ, buổi sáng khỏe.
Diệp Thần cũng cười cười, nói tiền bối, buổi sáng khỏe. Hai người lẫn nhau đạo gọi, bề ngoài nhìn như khách khí, nhưng người ở chỗ này đều biết, hai người ngày hôm qua là sống chết gặp nhau, hôm nay bình tĩnh sau lưng, cũng là dòng nước ngầm phun trào. Huyết Đao Tà Tổ chỉ quảng trường một bên, nói, lò luyện đan và luyện đan vật liệu, ta đều chuẩn bị xong. Ở quảng trường một bên, để một tòa thật to lò luyện đan. Bên cạnh lò luyện đan, là một tấm ngọc bàn, phía trên để tất cả loại chân quý dược liệu, còn có thượng cổ long cốt, thái cổ thần linh thi hài, một ít yêu thú tinh hạch, dị thú nội đan vân. Vân, đều là đồ giá trị không rẻ. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha. Huyết Đao Tà Tổ nói, ta cần luyện chế đan dược, là nửa bước thiên đế cấp mệnh giới cửu nguyên đan, viên thuốc này hiệu quả chữa thương cực tốt, đan phương ngươi liền không cần nhìn. Ta đã bày ra nhân quả luật, ngươi chỉ cần đem những dược liệu này, dung hợp luyện chế thành đan dược, luyện ra đan dược, liền nhất định sẽ là mệnh giới cửu nguyên đan. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, cùng hắn trước kia luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan kém không nhiều. Chỉ muốn thành công đem dược liệu dung hợp thành đan, đan dược liền có thể ra lò, không cần đan phương. Nửa bước thiên đế cấp đan dược đan phương, Huyết Đao Tà Tổ cũng không khả năng tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Huyết Đao Tà Tổ lại cười nói, nhưng là, cái này mệnh giới cửu nguyên đan dược liệu, mọi thứ đều là vật chân quý, ta cũng chỉ thu thập được một phần. Cho nên, lần này luyện đan, ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngàn vạn lần không thể thất bại. Diệp Thần nói, được, ta biết. Huyết Đao Tà Tổ chưa nói thất bại hậu quả là cái gì, nhưng Diệp Thần cũng biết, nếu như hắn luyện đan thất bại, Hàn Diễm nhất định là cứu không ra ngoài, mình vậy rất khó trở lui toàn thân. Huyết Đao Tà Tổ cười nói, rất tốt, ngươi bắt đầu đi, nhớ nhúng đan lúc đó, phải dùng ngươi luân hồi máu. Diệp Thần gật đầu một cái, liền quay đầu nhìn một chút Thanh Phù Tuyết, đan đế các người, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Thanh Phù Tuyết tiến lên trước một bước, nói chậm, dùng ta lò luyện đan đi. Nàng sử dụng một tòa đồng xanh chế tạo lò luyện đan, trầm hậu phong cách cổ xưa, phía trên in bát quái đồ án, còn có trăng sáng bay mây khắc hoa văn, phong cách cổ xưa bên trong thấm ra một chút tinh xảo. Ta chỗ tòa này bát quái xanh thắng lò, có lẽ thích hợp hơn luyện đan. Huyết Đao Tà Tổ nói, không có vấn đề, chỉ cần có thể đem mệnh giới cửu nguyên đan, luyện chế được là được. Lập tức, Huyết Đao Tà Tổ liền kêu người đem mình chuẩn bị lò luyện đan rời đi, đổi lại Thanh Phù Tuyết bát quái xanh thắng lò. Thanh Phù Tuyết nhìn Diệp Thần một mắt, nói, luân hồi chi chủ, có thể bắt đầu. Diệp Thần gặp Thanh Phù Tuyết trong ánh mắt, tựa hồ có thâm ý khác, không khỏi được trong lòng động một cái. Luyện đan bắt đầu. Diệp Thần là chủ đan sư, đứng ở trước nhất bên, đem ngọc trên bàn một mặt vị thuốc, đưa vào lò luyện đan bên trong, lại vận chuyển đạo tông chú đan thuật. Hóa thành luân hồi tinh đấu khí, bắt đầu đốt chế thuốc tài. Huyết Đao Tà Tổ chuẩn bị dược liệu, thuộc tính khác nhau, muốn dung hợp lại, đặc biệt khó khăn. Dược liệu luyện hóa trước sau trình tự, cũng cần chú ý thứ tự, một cái sơ sẩy, thì sẽ thất bại, nguyên lò dược liệu đều có thể hóa thành bụi bặm. Diệp Thần dè đặt, căn cứ trước dược liệu dược tính, chậm chạp dung luyện dung hợp. Như vậy dung hợp, đối Diệp Thần luyện đan tu vi yêu cầu, còn có tinh thần lực yêu cầu. Linh khí nội tình yêu cầu, đều vô cùng nghiêm khắc. Nếu như là hắn một người mà nói, nửa bước thiên đế cấp đan dược, đó là vô luận như thế nào, cũng không thể luyện chế được. Bất quá thật may, lần này luyện đan, hắn cũng không phải là một người. Hắn là chủ đan sư, sau lưng còn có Thanh Thì Phù Tuyết, Thanh Phù Trần, đan đế đám người phụ trợ. Thanh Phù Tuyết cùng tất cả đan sư, đứng ở Diệp Thần sau lưng, đều đưa tự thân đan khí lực tính. Mượn dùng cho Diệp Thần. Diệp Thần có Thanh Phù Tuyết đám người phụ trợ, vậy dĩ nhiên là ung dung nhiều. Bất quá, luyện chế nửa bước thiên đế cấp đan dược, vẫn là đặc biệt rườm rà, dưới tình huống bình thường, không có mấy ngàn năm thời gian, là không thể nào. Huyết Đao Tà Tổ đánh ra từng đạo thủ quyết, bố trí cái kế tiếp thời gian pháp tắc kết giới, bao phủ ở quảng trường. Ở nơi này thời gian kết giới bao phủ hạ, trên quảng trường thời gian, trôi qua được đặc biệt chậm chạp. So ngoại giới muốn chậm chạp rất nhiều. Diệp Thần các người, luyện đan luyện 100 năm, ngoại giới cũng chỉ là đi qua nửa giờ thôi. Như vậy thời gian pháp tắc vận dụng, ở vô thời y không 10 phần thường gặp, chẳng có gì lạ. Rốt cuộc, đang luyện đan luyện 1000 năm sau, ngoại giới chỉ là qua 5 giờ, tất cả dược liệu, đều đã ở lò luyện đan bên trong,
dung hợp lại, hóa thành một đoàn màu vàng kim nước thuốc. Diệp Thần lại xài 100 năm thời gian, vậy đoàn màu vàng nước thuốc liền dần dần cô đọng lại thành đan dược. Viên đan dược này, Diệp Thần cũng không có tận lực tạo nên, ở huyết đao tà tổ nhân quả luật dưới ảnh hưởng, trên đan dược hiện ra tầng tầng đồ đằng phù văn, nho nhỏ một viên đan dược, trên thực tế tựa như tinh thần vậy nặng nề, phía trên phù văn lộ ra thiên đế phép tắc lực lượng, đậm đà đan nhang tràn ngập ra, mạnh mẽ sinh mệnh lực làm người ta lộ vẻ xúc động. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người đan thuật, quả nhiên là lợi hại, chính là ngàn năm thời gian, liền đem ta mệnh giới cửu nguyên đan, cho luyện chế ra. Huyết đao tà tổ thấy đan dược thành hình, nhất thời mừng như điên. Xem vậy mệnh giới cửu nguyên đan tản ra linh khí, hắn thương thế, coi như nặng hơn, vậy đủ để trị liệu. Diệp Thần thấy đan dược luyện chế ra, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này luyện đan, thật ra thì xuất lực lớn nhất, là Thanh Phù Tuyết. Diệp Thần cái này chủ đan sư, chỉ là khống chế luyện đan trình tự thứ tự thôi. Ngoại giới sắc trời, đã tối xuống. Diệp Thần từ buổi sáng luyện đan, luyện đến hiện tại, màn đêm đã mau hạ xuống. Dĩ nhiên, ngoại giới đi qua nửa ngày thời gian, trên thực tế Diệp Thần đã trải qua ngàn năm. Cũng may Diệp Thần đạo tâm cường hãn, ngàn năm năm tháng mài mòn, đối hắn mà nói, không đáng giá để ra. Chỉ bất quá, luyện chế nửa bước thiên đế cấp đan dược, áp lực đúng là lớn, hắn cũng lau mồ hôi một cái, may mắn là thành công. Luân hồi chi chủ, tiếp theo, nên dùng máu ngươi nhúng đan. Huyết đao tà tổ cũng không có để cho Diệp Thần nghỉ ngơi ý, khóe miệng nhếch một cái độ cong, cười thúc giục, thanh âm nhưng là có chút hài hước tàn nhẫn ý. Diệp Thần lần này chảy khô máu tươi, sau này thì coi là có thể khôi phục, chỉ sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Thấy người khác chịu khổ bị khó khăn, huyết đao tà tổ trong lòng liền cảm thấy cao hứng. Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm ra một thanh kiếm, đem lòng bàn tay phá vỡ, máu tươi liền phún ra ngoài. Hắn thúc giục linh khí, mở rộng lòng bàn tay vết thương, không để cho hắn khép lại, để cho trong cơ thể máu tươi, liên tục không ngừng chảy ra đi. Đại lượng máu tươi, tràn vào lò luyện đan bên trong. Diệp Thần luân hồi máu, màu máu bên trong, hiện lên lau một cái màu vàng kim sáng bóng, linh khí đặc biệt dư thừa, tới đến viên kia mệnh giới cửu nguyên đan trên, viên đan dược kia vậy dần dần biến thành kim đỏ màu sắc. Diệp Thần lại hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, đạo ẩn quy luật, không ngừng tưới đan dược, lớn mạnh vậy mệnh giới cửu nguyên đan dược lực. Như vậy là đan dược hấp thu thiên địa linh khí, Diệp Thần nhưng trong lòng thì động một cái. Nếu như lúc này, hắn để cho Lạc Bảo Kim Tiền, vậy đi theo cùng nhau hấp thu thiên địa linh khí, có mệnh giới cửu nguyên đan che giấu, khẳng định sẽ không bị huyết đao tà tổ phát hiện. Nghĩ như vậy, Diệp Thần tỉnh bơ, đem trong cơ thể Lạc Bảo Kim Tiền, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xen lẫn trong mình máu tươi bên trong, cùng bơm vào đến lò luyện đan bên trong. Cái lò luyện đan này, là Thanh Phù Tuyết bát quái xanh tháng lò, không phải huyết đao tà tổ đồ. Diệp Thần Lạc Bảo Kim Tiền, đánh mất đi vào, cũng sẽ không đưa tới huyết đao tà tổ chú ý. Đến nơi này một khắc, Diệp Thần mới rõ ràng, Thanh Phù Tuyết tại sao phải thay đổi lò luyện đan. Hắn quay đầu nhìn Thanh Phù Tuyết một mắt, Thanh Phù Tuyết hướng hắn cười một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Diệp Thần không giấu vết, đem hấp thu mà đến thiên địa linh khí, quy luật lực lượng, phân ra một phần chia, bơm vào đến Lạc Bảo Kim Tiền bên trong. Chỉ cần Lạc Bảo Kim Tiền hấp thu được trảm linh thời không đầy đủ linh khí, mà kim lão tổ là có thể cảm ứng được, ở căn cứ linh khí dấu vết, suy tính sau lưng đủ loại bí mật. Thiên đế cảnh cường giả, suy diễn thủ đoạn là vô cùng lợi hại, chỉ cần có một chút xíu đầu mối dấu vết, thì có thể bắt ra sau lưng đủ loại đầu mối. Ngai vàng huyết đao tà tổ, cũng không có phát hiện Diệp Thần động tác nhỏ. Dẫu sao Diệp Thần tất cả động tác, cũng giống như là ở lấy máu nhúng đan. Người ngoài căn bản không phát hiện được dị thường của hắn cử động. Chỉ có ở Diệp Thần sau lưng, phụ trợ cùng nhau luyện đan Thanh Phù Tuyết, Thanh Phù Trần, Đan Đế Vân. Vân rất nhiều đan sư, có thể mơ hồ cảm giác được, Diệp Thần luyện đan cử động, tựa hồ đột nhiên xuất hiện điểm dị thường, đan khí như có lững lờ. Nhưng luyện chế nửa bước thiên đế cấp đan dược, hơi thở xuất hiện điểm lững lờ, cũng là bình thường, không người suy nghĩ nhiều. Chỉ có Thanh Phù Trần, trong mắt lướt qua một chút âm trầm mũi nhọn. Sốt cuộc, nhúng đan vậy hoàn thành. Diệp Thần đem tự thân luân hồi máu,
toàn bộ tưới đến mệnh giới cửu nguyên đan phía trên. Nguyên viên mệnh giới cửu nguyên đan, tản mát ra kim màu đỏ đan khí, phóng lên cao, năng lượng bàng bạc dâng trào, cực kỳ nguy nga, cùng chân chính thiên đế cấp đan dược so sánh, cũng không hoàng hơn để cho. Bởi vì, viên đan dược này, hấp thu Diệp Thần đại lượng luân hồi máu. Diệp Thần cả người máu tươi, đã chảy khô, hiện tại thân thể yếu ớt được lợi hại, da nhăn nhúm khoác lên xương trên, cả người đã mau thành người khô. Hắn vội vàng vận chuyển tạo thần tiên chỉ năng lượng, từng luồng hồ tiên nước, làm dịu hắn khô héo kinh mạch, mới để cho hắn không có khô kiệt mà chết. Tiền bối, đan thành. Ngươi có thể thả ta Hàn đệ. Diệp Thần thở dốc một tiếng, nhìn về huyết đao tà tổ nói. Vì luyện chế viên đan dược này, hắn giá phải trả cực kỳ thảm thiết. Nhưng, hắn không thể nhìn Hàn Diễm chết, coi như bỏ ra giá thảm trọng, vậy trước hết cứu người nói sau. Rất tốt. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người trọng tình trọng nghĩa, ta rất là bội phục. Huyết đao tà tổ vỗ tay khen ngợi, bên người hắn tùy tùng thị vệ, cũng là vô cùng lộ vẻ xúc động, vỗ tay, không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ hy sinh đến tình cảnh này. Huyết đao tà tổ nóng nảy gần đây ngang bướng âm lệ, nhưng vào giờ phút này, cũng bị Diệp Thần rung động. Viên kia mệnh giới cửu nguyên đan, trôi lơ lửng ở lò luyện đan bầu trời, tản mát ra hào hùng đan khí. Bên trong tràn đầy đều là Diệp Thần luân hồi máu năng lượng. Huyết đao tà tổ liền muốn đem đan dược lấy tới, nhưng lúc này, Thanh Phù Trần đi ra, kêu lên. Tiền bối chậm đã, đan dược này, luân hồi chi chủ có thể làm tay chân. Nghe được Thanh Phù Trần mà nói, huyết đao tà tổ ngây ngẩn, thị vệ bên người các cường giả, cũng là ngạc nhiên. Diệp Thần bên này rất nhiều đan sư, lại là một mặt kinh ngạc. Thanh Phù Tuyết ngang Thanh Phù Trần một mắt. Nói, người nói bậy nói bạ chút gì. Thanh Phù Trần lớn tiếng nói, ta mới vừa rõ ràng cảm nhận được, cái này luân hồi chi chủ, hắn đan khí xuất hiện dị thường lững lờ, không biết khiến cho tay chân gì, xin máu đao tiền bối xem rõ, nếu là thằng nhóc này cố ý hãm hại ngươi, vậy cũng cùng ta thiên đan tháp không liên quan. Nghe được Thanh Phù Trần lời này, huyết đao tà tổ sắc mặt hoàn toàn âm lạnh xuống, sải bước đi đến bát quái xanh tháng trước lò, bàn tay sờ một cái lò luyện đan. Lại cong ngón tay tính toán, trong thoáng chốc thiên cơ thấy rõ, tựa hồ cảm nhận liền cái gì, trong mắt tuôn ra ác liệt sát khí. Phịch! Huyết đao tà tổ trùng trùng một trường, vỗ vào lò luyện đan trên, nhất thời ông một tiếng, một đạo kim quang từ trong lò luyện đan bay ra, nhưng là một quả cánh dài đồng tiền, chính là Diệp Thần Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền, Mạc Kim Lão Tổ Đồ. Huyết đao thực tà tổ vừa thấy, ngũ quan liền vặn vẹo, thiên cơ thấy rõ càng rõ ràng. Nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Là Mạc Kim Lão Tổ phái ngươi tới. Các ngươi muốn tính toán ta. Thấy cái này Lạc Bảo Kim Tiền, Thanh Phù Trần sửng sốt một tí. Xem hình dáng, Diệp Thần tựa hồ không phải ở đan dược bên trong làm tay chân gì, mà là khác có mưu đồ. Diệp Thần gặp sự việc bại lộ, sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Nói, các ngươi có âm mưu gì? Huyết đao tà tổ tức giận. Bàn tay như quỷ móng vậy giết ra, liền bóp hướng Diệp Thần cổ họng. Hắn còn không biết, Diệp Thần và Mạc Kim Lão Tổ mưu đồ, rốt cuộc là cái gì. Bởi vì, ban đầu Diệp Thần và Mạc Kim Lão Tổ mật mưu, là ở cát thành bên trong, lại là ở mộ trong cung mặt, cộng thêm Mạc Kim Lão Tổ, lại tận lực che giấu thiên cơ, cho nên người ngoài muốn suy tính theo dõi, đặc biệt khó khăn. Coi như là thời khắc này huyết đao tà tổ, cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy. Diệp Thần và Mạc Kim Lão Tổ, có thể phải đối hắn bất lợi, nhưng cụ thể là cái gì mưu đồ, hắn vậy không biết. Diệp Thần gặp Mạc Kim Lão Tổ bàn tay đánh tới, chỉ cảm thấy một cổ hào hùng thiên đế uy áp, bao phủ ở toàn thân mình, hắn thân thể nhất thời cứng ngắc, khó mà kháng ngự. Nhưng lúc này, một cái tay trắng thon thon, từ cạnh lộ ra, bót đích một tiếng, liền đánh lui huyết đao tà tổ bàn tay. Người xuất thủ, chính là Thanh Phù Tuyết. Thanh Phù Tuyết phản ứng cực nhanh, đầu ngón tay cách không một chảo, trước đem viên kia mệnh giới cửu nguyên đan, chộp vào trong tay, cười híp mắt hướng huyết đao tà tổ nói. Huyết đao tà tổ, ngươi làm qua cái gì sự việc, chính ngươi rõ ràng nhất. Huyết đao tà tổ trầm giọng nói, ta làm chuyện gì? Hừ, giả thân giả quỷ, mau đưa đan dược trả cho ta. Hắn gặp Thanh Phù Tuyết cướp đi mệnh giới cửu nguyên đan, e sợ cho sanh biến, vì đúc viên đan dược này. Hắn nhưng mà hao phí vô số thiên tài địa bảo. Hơn nữa viên này mệnh giới cửu nguyên đan,
lại đi qua Diệp Thần luân hồi máu rèn luyện, có thể nói vô cùng chân quý, năng lượng dư thừa, cùng chân chính thiên đế cấp đan dược, cũng là không hoàng hơn để cho, hắn tuyệt không thể mất đi. Thanh Phù Tuyết cười nói, người muốn đan dược, vậy cũng có thể, người chỉ cần trả lời ta, vì sao phải phản bội hồn thiên đế đại nhân. Nàng nói chuyện lúc đó, có một màn nhàn nhạt đan nhang, tràn ngập ra, thấm vào lòng người. Huyết Đao Tà Tổ ngửi được đan này nhang, tinh thần hoảng hốt, sửng sốt một tí, theo bản năng nói, cái gì phản bội, ta đối hồn thiên đế đại nhân, trung thành cảnh cảnh, làm sao sẽ phản bội. Những lời này nói ra, Huyết Đao Tà Tổ nhất thời cảm thấy không đúng. Sau lưng hắn, rất nhiều đạo tông thị vệ xem hắn ánh mắt, cũng thay đổi được kinh ngạc ngạc nhiên. Diệp Thần nơi này rất nhiều đan sư và hộ vệ, cũng là bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Thanh Phù Tuyết cười nói, à, lúc đầu ngươi quả thật quy theo liền hồn thiên đế, ngươi thân là đạo tông tôn tổ, hẳn biết, hồn thiên đế là đại chủ tể chỉ đích danh muốn giết người, là đạo tông tử địch, ngươi lại có thể đầu phục hắn, là muốn phản bội đại chủ tể sao? Huyết Đao Tà Tổ tức giận nói, Thanh Phù Tuyết, ngươi dám gạt ta. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc biết, lúc đầu Diệp Thần tới nơi này, là muốn điều tra hắn bí mật, xác định hắn phải chăng quy theo liền hồn thiên đế. Mới vừa hắn bị Thanh Phù Tuyết dẫn dụ, nhưng là đem chân tướng chủ động nói ra. Hắn đúng là quy theo liền hồn thiên đế. Sự việc bại lộ, ở Huyết Đao Tà Tổ sau lưng, có một nửa thị vệ cường giả, hơi thở mãnh liệt, ma khí nhô lên, hiển hóa ra hắc ám dữ tợn khuôn mặt. Một nửa kia cường giả, chính là trung thành với đạo tông người, thấy như vậy dị biến, nhất thời kinh ngạc. Người đâu, đem bọn họ toàn bộ giết. Huyết Đao Tà Tổ một tiếng hò hét. Sau lưng rất nhiều hắc ám cường giả, toàn bộ giết ra. Bọn họ ánh mắt, rối rít xuất hiện quỷ dị biến hóa, hiện ra tầng tầng tử vong hoa văn, lại là mở ra quyết tử ma nhãn. Quyết tử ma nhãn, là hắc ám hồn tộc cao nhất thần thông, phàm là hồn thiên đế tín đồ, phần lớn tu luyện môn thần thông này. Những thứ này hắc ám cường giả, quyết tử ma nhãn phẩm cấp đều không cao, nhưng mấy trăm cái cường giả mở mắt, sát khí nối thành một phiến, tử vong uy áp 10 phần mãnh liệt. Nhất thời để cho Diệp Thần bên này, tất cả mọi người đều không thở nổi. Diệp Thần vốn là có chân chính quyết tử ma nhãn, sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hiện giờ, hắn cả người máu tươi chảy hết sức, kinh mạch cơ hồ khô cằn, hết sức yếu ớt, nhưng là liền thông thường quyết tử ma nhãn sát khí, cũng khó mà chống cự. Đi mau! Thanh Phù Tuyết thấy không ổn, lập tức mang Diệp Thần rời đi. Thanh Phù Trần, đan đế các người, cũng là lật đật thoát đi. Thanh Phù Tuyết! Đan dược cho ta lưu lại. Huyết Đao Tà Tổ sấm sét chợt quát, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Phù Tuyết trong tay đan dược, viên kia mệnh giới cửu nguyên đan, là hắn chữa thương khôi phục hy vọng, hắn tuyệt không thể mất đi. Oanh! Huyết Đao Tà Tổ sau lưng, máu lệ ma khí nhô lên, lại có thể nổ ra một đôi máu đỏ hai cánh, hắn hai cánh rung lên, như ác ma vậy phóng lên cao, liền hướng Thanh Phù Tuyết, Diệp Thần các người đuổi theo. Đan dược cho ta ăn. Diệp Thần chính là yếu ớt, liền hướng Thanh Phù Tuyết nói, viên này mệnh giới cửu nguyên đan, bên trong rót đầy máu hắn nếu là uống, có lẽ có thể đem máu tươi bổ sung trở về, hơn nữa còn có thể thật to tăng tiến tu vi. Dẫu sao luyện chế viên này mệnh giới cửu nguyên đan, hao phí vô số chân quý thiên tài địa bảo, viên thuốc viên này linh khí, 10 phần dư thừa. Không được, nửa bước thiên đế cấp đan dược, chống đỡ cũng phải đem ngươi căng bể. Thanh Phù Tuyết thần sắc ngưng trọng. Lắc đầu một cái. Nàng dĩ nhiên muốn Diệp Thần khôi phục, nhưng viên đan dược này, năng lượng nội tình quá bằng bạc, lấy Diệp Thần vô lượng cảnh tầng thứ 7 tu vi, tuyệt đối không thể nào chịu đựng ở. Chỉ cần Diệp Thần dám uống, liền sẽ tại chỗ bạo thể bỏ mạng. Hai người nói chuyện lúc đó, Huyết Đao Tà Tổ đã đuổi giết tới, hắn thân phận nếu đã bại lộ, đó cũng không có lại che giấu, cả người cũng nổ lên hung mãnh dữ tợn ma khí, hy quang cuồn cuộn, đằng đằng sát khí. Hắn ánh mắt, tử vong đồ đằng hiện lên, quyết tử ma nhãn cũng là mở. Diệp Thần nhìn Huyết Đao Tà Tổ ánh mắt, liền cảm thấy mạnh mẽ tử vong uy áp, bao phủ tới, tại chỗ nghẹt thở. Huyết Đao Tà Tổ quyết tử ma nhãn, không ngờ kinh đạt tới bát phẩm bước, vô cùng lợi hại. Tử vong một đao lưu, phá. Huyết Đao Tà Tổ trong tay toát ra một thanh chiến đao, thân đao nhuốm máu, tà khí nghiêm nghị, hắn ngang trời một đao biểu chém ra. Hòa lẫn quyết tử ma nhãn sát khí, cái này một đao ngút trời bá đạo, thế như trẻ tre, dễ như bớn, không thể ngăn trở.
Xong rồi, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta phải chết. Thanh Phù Trần thấy cái này chém tới một đao, cả người sợ hãi run rẩy run đứng lên, lại hướng Diệp Thần mắng to. Đều do thằng nhóc này, là hắn hại chết chúng ta. Thanh Phù Tuyết cắn răng, mắt đẹp ngắm nhìn chém ngang mà đến đao mang, tự biết khó mà kháng ngự, liền giang hai cánh tay, lấy thành kính nhất tư thái, ngâm sướng nói. Nguyệt Thần à, mời che chở ngươi trung thành nhất tín đồ. Nàng cái này đạo tiếng ngâm sướng rơi xuống, cả người khí huyết kịch liệt bốc cháy, giống như thành cái gì tế phẩm, muốn cung phụng cho vĩ đại nhất thần minh. Hư không chấn động, một vòng ngọc bàn tựa như trăng tròn, từ màn đêm thiên tâm bên trong hiện lên. Rồi sau đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng, trong sáng, cao ngạo, đồ trắng tung bay, như cung trăng tiên tử vậy bóng người, từ viên kia trên mặt trăng hạ xuống. Chính là trong truyền thuyết Nguyệt Thần Thiên Đế. Nguyệt Thần Thiên Đế, tướng mạo tuyệt đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng, da thịt như tuyết, nàng vừa xuất hiện, thì có một phiến ánh trăng, như nước trong thác nước vậy rơi xuống. Huyết đao tà tổ biểu chém ra một đao, còn có ngập trời tử vong sát khí, ở đó trong trẻo lạnh lùng ánh trăng cọ rửa hạ, toàn bộ hóa thành hư không. Mà cho gọi ra Nguyệt Thần Thiên Đế Thanh Phù Tuyết, nhưng thật giống như đã tiêu hao hết cả người huyết khí, gương mặt trắng bệch được lợi hại. Thân thể lảo đảo lắc lư, cơ hồ muốn từ không trung rơi xuống. Nguyệt Thần Thiên Đế. Đáng chết, ở trên địa bàn ta, người cũng có thể triệu hoán Nguyệt Thần. Huyết đao tà tổ tức giận, đem quyết tử ma nhãn vận chuyển tới trình độ cao nhất, trong tay đao tia máu ngất trời, lần nữa một đao cuồng chém ra. Tà đao nghĩa sâu xa, thiên tà đẫm máu chém. Tia máu nổ tung, hắn thân đao bên trên, bộc phát ra tất cả huyết ma ảo ảnh, đao khí gào thét. Cực kỳ mãnh liệt tà lệ, sát khí ngút trời, cuồng bạo một đao, chém chết hướng Nguyệt Thần Thiên Đế. Nguyệt Thần Thiên Đế tiêm vung tay lên, ánh trăng như thất luyện, cuộn sạch ra, ngăn trở huyết đao tà tổ một đao. Suy, tà đao cùng ánh trăng, ở trong hư không va chạm, tuôn ra động trời thiên đế khí, đợt khí biến dạng thời không, rung động hoàn vũ. Phốc xích, huyết đao tà tổ bị kịch liệt chấn động, tại chỗ hộc máu, thân thể chật vật lui về phía sau. Vốn là bị thương hắn, đang cùng Nguyệt Thần Thiên Đế va chạm sau này, thương thế càng thảm thiết. Mà Nguyệt Thần Thiên Đế bóng người, tựa như vậy đã tiêu hao hết năng lượng, chậm rãi ở trong hư không tiêu tán, trên trời trăng tròn tán loạn, hóa thành chấm lưu huỳnh bay xuống, thiên địa lần nữa lâm vào màn đêm hắc ám. Đi mau! Thanh Phù Tuyết khẽ cắn răng, đã là cực kỳ yếu ớt nàng, liều mạng cuối cùng một chút khí lực, cho gọi ra một chiếc thiên thuyền, và Diệp Thần, Thanh Phù Trần. Đan đế các người, leo lên thiên thuyền, đi trảm linh thời không bên ngoài bay đi. Leo lên thiên sau thuyền, yếu ớt vô cùng Thanh Phù Tuyết, liền dựa vào lan can nghỉ ngơi. Diệp Thần cũng là vô cùng yếu ớt, cả người máu tươi đã chảy khô, hắn vậy cần nghỉ ngơi. Mà lúc này, Thanh Phù Trần nhưng tới đây bắt Diệp Thần đầu vai, giận nói, Tuyết tỷ tỷ thảm như vậy, đều là thằng nhóc ngươi làm hại. Chúng ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, ngươi cho ta lăn xuống đi. Dứt lời, Thanh Phù Trần liền hung hăng đẩy một cái, đem Diệp Thần đẩy xuống thuyền. Diệp Thần yếu ớt dưới, không cách nào ngăn cản, thân thể liền hướng mặt đất rơi xuống. Luân hồi chi chủ. Thanh Phù Tuyết kinh hãi, nhưng đã không cách nào vãn hồi. Diệp Thần rơi xuống đất, cả người xương cơ hồ rã rời, đau nhức bứt rứt, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Mấy cái hắc ám cường giả, nhanh chóng bay đến Diệp Thần bên người, đem hắn mang đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, liền thấy trước mặt là một tấm âm lệ mặt dữ tợn bàng, chính là huyết đao tà tổ. Thằng nhóc, người có thể coi là tỉnh, trời tội nghiệp, người cuối cùng vẫn là rơi vào ta trên tay. Huyết đao tà tổ cười âm hiểm một tí, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, ngắm nhìn bốn phía, thì phát hiện mình bị tống giam ở bên trong phòng giam. Và hắn cùng tồn tại một gian phòng giam, còn có Hàn Diễm. Diệp Thần và Hàn Diễm, cả người đều báo, bị xích sắt trói, không cách nào nhúc nhích. Những cái kia xích sắt, mang theo đặc thù cấm chế, khép kín ở bọn họ linh khí. Huyết đao tà tổ đặc biệt cẩn thận, coi như Diệp Thần máu tươi đã chảy khô, hắn cũng phải hoàn toàn phong tỏa Diệp Thần linh khí, miễn được phát sinh cái gì bất ngờ. Ở tầng tầng xích sắt phong tỏa hạ, Diệp Thần cùng luân hồi mộ địa liên lạc. Hoàn toàn đoạn tuyệt, cũng không cách nào điều động pháp bảo, càng không cách nào đem ý niệm của mình tinh thần truyền đi,
muốn cậu giúp đỡ là tuyệt đối không thể nào. Đại ca, Hàn Diễm cười khổ một tí, ánh mắt nhìn về Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần cũng cùng hắn như nhau, trở thành tù nhân. Hắn thiên cơ thấy rõ dưới, biết đại khái chuyện đi qua. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, huyết đao tà tổ lúc đầu lại quy theo liền hồn thiên đế. Nhị thúc, người có thể lợi hại, lại có thể đầu phục hồn thiên đế. Khó trách người năm đó rời nhà sau đó, còn có thể tổ chức mấy lần tập sát, muốn đến là mượn hắc ám hồn tộc lực lượng. Hàn Diễm cười khổ nói. Im miệng đi, các ngươi ngày mai đều phải chết. Huyết đao tà tổ cười lạnh nói. Diệp Thần nói, người muốn làm gì? Huyết đao tà tổ âm trầm nói, không việc gì, chỉ là muốn cầm các ngươi làm tế phẩm, cung phụng cho hồn thiên đế đại nhân thôi. Cảm ơn trời đất, luân hồi chi chủ, người còn chưa có chết, còn có làm tế phẩm giá trị, ha ha. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, lại không nghĩ rằng, huyết đao tà tổ muốn đem mình làm tế phẩm, cung phụng cho hồn thiên đế. Hàn Diễm nghe được mình muốn cùng Diệp Thần cùng nhau, bị hiến tế hết, nhưng cười nói, nhị thúc, ta như thế lợi hại sao? Lại có thể cùng Diệp đại ca chung một chỗ, ta chỉ sợ ta quá hèn mọn, hồn thiên đế không chịu thu ta. Huyết đao tà tổ cười nói, Hàn Diễm, ngươi có thể còn không biết mình thân thế. Thật ra thì, hồn thiên đế đại nhân nói cho ta biết, ngươi kiếp trước, là trong truyền thuyết kiếm ma. Ngươi là kiếm ma chuyển thế, năm đó ngươi và viêm thiên đế, từng là bạn thân, cũng là địch thủ cũ, ngươi kiếp này là kiếm thành si, là bởi vì ngươi kiếp trước, chính là kiếm ma. Thân phận ngươi đặc thù, coi như kém hơn luân hồi chi chủ, nhưng cũng có làm hồn thiên đế đại nhân tế phẩm tư cách. Ha ha, cầm các ngươi hiến tế hết, hồn thiên đế đại nhân rơi xuống che chở lực lượng, chắc hẳn có thể đảm bảo tích trữ tính mạng của ta, né tránh đại chủ tể đuổi giết, ta có thể phải cảm ơn các ngươi. Hàn Diễm đầu ông tác hưởng, nói cái gì kiếm ma, cái gì viêm thiên đế. Viêm thiên đế ở chết trước, đã đem thế gian rất nhiều dấu vết, toàn bộ xóa đi. Cho nên, ở đương kim thế gian, nghe qua viêm thiên đế truyền thuyết người, đặc biệt thiếu. Còn như kiếm ma, đó cũng là đặc biệt bí ẩn tồn tại, thiên cơ dấu vết mong manh không thể ngửi nổi. Cái này thế gian, luyện kiếm vô số người, được gọi là kiếm ma, vậy có khối người. Nhưng chẳng biết tại sao, Hàn Diễm nghe được huyết đao tà tổ nói sau đó, nhức đầu đau dữ dội, như muốn biến dạng, thật giống như có trí nhớ gì hồi phục. Trong sâu thẳm, hắn thật giống như thấy được một đạo cô độc tịch mịch, chỉ có một kiếm làm bạn thê lương bóng người. Hắn trong lòng, khó hiểu dâng lên một cổ to lớn lòng chua xót cùng bi thương, còn có bi phẫn không biết làm sao ý. Cái này cổ lòng chua xót bi thương, cũng không biết từ vì sao tới, kích thích hắn đạo tâm, hắn khóe mắt tại chỗ liền rơi xuống một nhóm nước mắt. Ha ha, như thế nào, người nhớ ra rồi sao? Người kiếp trước là kiếm ma, sát phạt nhưng mà khủng bố rất. Kiếp này ngươi cũng thức tỉnh thiên đao nguyên thể, vẫn là không cách nào áp chế kiếp trước kiếm ý, vậy là kiếm như mê. Ngươi là người rất đặc biệt, cầm ngươi hiến tế cho hồn thiên đế đại nhân, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, ha ha. Huyết đao tà tổ cười lên, đối Hàn Diễm cái này tế phẩm, vậy là vô cùng hài lòng. Hàn Diễm nghe xong huyết đao tà tổ mà nói, đầu lại là đau đớn, vô cùng thống khổ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta kiếp trước, thật là cái gì kiếm ma? Huyết đao tà tổ cười nói, đây là các ngươi một đêm cuối cùng, từ từ hưởng thụ đi. Cùng sáng sớm ngày mai, ta sẽ đem các ngươi đưa lên tế đàn. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể đi gặp hồn thiên đế đại nhân. Đây chính là vô thượng quang vinh. Nói xong, huyết đao tà tổ liền xoay người rời đi phòng giam. Phòng giam bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần và Hàn Diễm hai người. Diệp Thần nhìn Hàn Diễm thống khổ hình dáng, tạm thời tới giữa. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Hàn Diễm che đầu, ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, cắn răng vùng vẫy chốc lát, hắn liền mơ màng trầm trầm đi ngủ. Diệp Thần cũng không tìm ngủ, suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Hắn mơ hồ cảm giác được, bên ngoài khí lưu thay đổi, huyết đao tà tổ đã đem toàn bộ trảm linh thời không, hoàn toàn khép kín. Tầng tầng tinh bích hệ cấm chế, bao phủ ở trảm linh thời không, cho dù là thiên đế chủ cường giả thần cấp. Muốn kích phá nói, ít nhất cũng phải hao phí mấy ngày thời gian. Nhưng, sáng mai, Diệp Thần và Hàn Diễm, sẽ bị làm tế phẩm, hiến tế cho hồn thiên đế. Nói cách khác, coi như Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ tới cứu hắn, vậy không kịp.
chẳng lẽ ta thật phải chết? Diệp Thần một viên lòng trầm xuống, suy nghĩ đến nửa đêm, bỗng nhiên ngửi được một hồi nhàn nhạt đan nhang. Cái này cổ đan nhang, tựa như đàn tựa như xạ, không biết từ nơi nào bay tới, để cho người ngửi một tí, liền giác cả người lâng lâng, giống như thăng thiên. Trong trừng tù mười mấy cường giả, ở ngửi được cái này cổ đan nhang sau đó, toàn bộ té xỉu rồi, thân thể ùm ngã xuống đất. Đan nhang nhẹ nhàng tới đây, từ loãng như khói xương một món, dần dần đậm đà hội tụ, cuối cùng hóa thành hình người, lại là Thanh Phù Tuyết. Thanh Phù Tuyết, là ngươi. Diệp Thần thấy Thanh Phù Tuyết xuất hiện, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, là ta cái đó không ra hồn đệ đệ hại ngươi. Thanh Phù Tuyết thấy Diệp Thần, liền mười phần áy náy nói xin lỗi. Nếu như không phải là Thanh Phù Trần, đem Diệp Thần đẩy xuống thuyền, vậy Diệp Thần cũng sẽ không luân lạc đến đây, sớm liền rời đi Trảm Linh Thời Không. Diệp Thần nghe được Thanh Phù Tuyết nói xin lỗi, lắc đầu một cái, cũng không nói chuyện. Đến lúc này, nói nhiều cũng là vô ích. Thanh Phù Tuyết nói, tóm lại, hiện tại ta trước nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Vừa nói, Thanh Phù Tuyết tiến lên một bước, nắm Diệp Thần hai vai, thân thể đến gần liền một ít, ngắm nhìn hắn ánh mắt. Ngươi trước há miệng. Diệp Thần ngửi Thanh Phù Tuyết trên mình từng cơn mùi thơm, gần dưới khoảng cách, lại cảm nhận được nàng ôn nhuyễn nhiệt độ cơ thể, nhướng mày một cái, nói, ngươi muốn làm gì? Thanh Phù Tuyết không nói gì, thân thể chợt xông tới, vết son môi ở Diệp Thần môi. A! À, Diệp Thần trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy một món tinh thuần dược khí, linh khí, huyết khí, từ Thanh Phù Tuyết trong miệng, truyền tống đến miệng của hắn bên trong. Cái này cổ hơi thở, là quen thuộc như vậy, lại là mệnh giới cửu nguyên đan hơi thở. Viên kia mệnh giới cửu nguyên đan, rót đầy Diệp Thần luân hồi máu. Hiện tại, viên thuốc viên này rất nhiều linh khí, bao gồm Diệp Thần máu ở bên trong, lại lần nữa lưu hồi hắn thân thể. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy khô kiệt kinh mạch, lần nữa sinh động, cả người tinh thần phấn chấn, huyết khí dồi dào, linh khí bàng bạc, cho dù trên mình buộc chặt cấm linh xiềng xích, cũng không cách nào lại những ràng buộc hắn hơi thở. Tốt! Thanh Phù Tuyết buông miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn nàng đỏ tươi ướt át môi, thật muốn cắn nàng một hơi, nói, ngươi! Ngươi đã ăn mệnh giới cửu nguyên đan. Thanh Phù Tuyết chăn thủ nhẹ một chút nói, đúng vậy, viên đan dược kia, ngươi không ăn nổi, ta liền ăn trước. Nhưng ngươi yên tâm, đan dược kia dược khí, còn có ngươi luân hồi máu, ta không có luyện hóa, cũng cất ở trong người, hiện giờ truyền cho ngươi. Đan dược kia linh khí, mười phần dư thừa, một lần truyền là truyền không xong. Vừa nói, Thanh Phù Tuyết lại xích lại gần đi lên, ôm Diệp Thần cổ, lần nữa hôn đi lên, đem mệnh giới cửu nguyên đan dược khí, truyền tống đến Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần lại đạt được dược khí bơm vào, luân hồi máu hồi thể, khí huyết bành trướng, vậy sức thuốc, cũng là mười phần hung mãnh, không ngừng tăng lên hắn tu vi. Hắn tu vi, rất nhanh từ vô lượng cảnh tầng thứ 7 sơ cấp, tăng lên tới trung cấp bước. Nếu là vậy mệnh giới cửu nguyên đan dược lực, hắn toàn bộ hấp thu tiêu hóa, phỏng đoán có thể bước lên thần, dẫu sao đó là nửa bước thiên đế cấp đan dược, dược lực quá mạnh mẽ. Thanh Phù Tuyết vừa buông ra liền môi, nói tốt lắm, ngươi tu vi chỉ là vô lượng cảnh, cái này sức thuốc, không thể một lần hấp thu quá nhiều, nếu không đối thân thể ngươi có hại. Cùng sau khi đi ra ngoài, ngươi lúc nào muốn hấp thu, liền kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ hạ xuống đến bên người ngươi, cầm dược lực truyền cho ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, hỏi, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Hiện nay Diệp Thần, luân hồi máu hồi thể, linh khí khôi phục, thậm chí so với trước kia còn cường đại hơn, xích sắt trên người, đã trói buộc không ở hắn, hắn tùy thời có thể tránh thoát rời đi. Nhưng vấn đề là, Trảm Linh Thời Không đã bị đóng chặt đóng, hắn muốn đi, cũng không phải chuyện dễ, khẳng định sẽ bị huyết đao tà tổ phát hiện. Lấy hắn và Thanh Phù Tuyết thực lực, khó mà cùng huyết đao tà tổ đối kháng, dẫu sao nơi này là người sau địa bàn. Thanh Phù Tuyết nói, đi bây giờ không được, bằng chúng ta thực lực, còn chưa đủ để từ huyết đao tà tổ dưới quyền chạy khỏi. Ta đã liên lạc một người bạn, nàng là Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ, thực lực bản thân không tính là quá mạnh mẽ, nhưng nàng có một cái rất lợi hại tùy tùng. Đến khi ngày mai, nàng sẽ mang nàng tùy tùng, hạ xuống cứu ngươi. Diệp Thần trong lòng có vẻ tò mò, nói Trảm Linh Thời Không đã bị đóng chặt đóng, thiên đế chủ thần đều khó công đi vào, người vị bằng hữu kia,
có như thế lợi hại, có thể đột phá niêm phong đi vào. Thanh Phù Tuyết cười nói, ngày mai ngươi thì biết, hiện tại ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi trước. Nói xong, Thanh Phù Tuyết liền hóa thành một món đan nhang, theo gió rồi biến mất. Diệp Thần chau mày, hiện tại hắn thực lực đã khôi phục, cứng rắn muốn xông lên giết đi ra ngoài, chưa chắc không có chạy trốn cơ hội. Nhưng, khinh cử vọng động, đúng là quá nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đến khi ngày mai nói sau. Hắn ngược lại muốn xem, Thanh Phù Tuyết mời tới bằng hữu, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, lại có thể đột phá huyết đao tà tổ niêm phong. Một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới vừa lúc đi ra, Diệp Thần và Hàn Diễm, liền bị mấy cái thị vệ, áp tải đi tới một cái trên tế đàn. Hàn Diễm tối hôm qua ngất đi, không hề biết Thanh Phù Tuyết đã từng tới, cũng không biết Diệp Thần đã khôi phục thực lực. Đại ca, ngày hôm nay chúng ta phải chết. Hàn Diễm mặt đầy cười khổ, đã từ trong thống khổ đi ra ngoài. Cái gì kiếm ma, cái gì chuyển thế, lúc này đã không trọng yếu. Bởi vì hắn và Diệp Thần, lập tức phải bị hiến tế xử tử. Tế đàn bốn phía, chi chít, đều là trảm linh thời không cường giả, đằng đằng sát khí. Huyết đao tà tổ ngồi ở màu máu ngai vàng, cười híp mắt nhìn Diệp Thần và Hàn Diễm đến. Người đâu, trước cầm tiểu tử này ánh mắt moi ra. Hắn nuốt riêng hồn thiên đế đại nhân quyết tử ma nhãn, tội đáng chết vạn lần. Huyết đao tà tổ chỉ Diệp Thần, thanh âm lãnh khốc, lập tức thì có một cái hắc ám thị vệ, sải bước đi ra, rút ra dao nhọn, đi tới Diệp Thần bên người, giơ đao phải đem hắn ánh mắt moi ra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lúc này Thanh Phù Tuyết nói người giúp, còn không hạ xuống, nhưng hắn ánh mắt, lập tức phải bị đào đi, hắn há có thể ngồi chờ chết. Oanh! Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng không đoái hoài được như thế nhiều, cả người linh khí nhất thời bùng nổ, cuồng bạo luân hồi hơi thở, từ trong cơ thể hắn nổ ra. Trong nháy mắt, liền đem trên mình buộc xích sắt, hoàn toàn xông lên được vỡ nát, vô số mạt vụn phóng. Cái gì? Thình lình một màn, để cho huyết đao tà tổ bộ dạng sợ hãi đại chấn, trong ánh mắt mang nồng nặc kinh ngạc, khó tin nhìn Diệp Thần. Hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thần trạng thái lại có thể khôi phục, không có một chút máu tươi chảy làm hình dáng. Thậm chí, từ Diệp Thần trên mình, hắn đánh hơi được mệnh giới cửu nguyên đan hơi thở. Viên đan dược kia linh khí, Diệp Thần đã hấp thu qua. À, Thanh Phù Tuyết, đáng chết. Huyết đao tà tổ lớn tiếng mắng, trong thoáng chốc cảm nhận thiên cơ, biết tối hôm qua Thanh Phù Tuyết đã từng tới, hơn nữa cùng Diệp Thần gặp mặt. Suy rồi, giá. Diệp Thần trên mình luân hồi khí bạo phát, hóa thành một đạo kiếm mang, đem cái đó muốn đảo hắn ánh mắt hắc ám thị vệ, trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Toàn trường xôn xao. Đại ca. Hàn Diễm vô cùng rung động kinh ngạc nhìn Diệp Thần, giống như là ngửa mặt trông lên vĩ đại nhất thần minh. Luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi chết. Huyết đao tà tổ nổi giận quá độ, hắn đã hướng hồn thiên đế khấn cầu qua, ngày hôm nay sẽ hiến tế Diệp Thần. Nếu là hiến tế thất bại, hồn thiên đế hàng giận xuống, hắn không cách nào chịu đựng. Hô! Huyết đao tà tổ vung ra một trưởng phong âm ngoan kịch liệt, bao phủ hướng Diệp Thần. Titan tinh đấu quyền. Diệp Thần cảm nhận được liền mãnh liệt áp lực, nhưng cũng không có lùi bước, cắn chặt hàm răng, một quyền đánh giết ra, ánh sao nổ tung, như cự thần giáng thế, quyền thế bá đạo hung mãnh. Phịch! Quyền trưởng giao kích, Diệp Thần tại chỗ bị đẩy lui mười mấy bước, ngực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn hộc máu. Nhưng, huyết đao tà tổ cũng bị đẩy lui hai bước, sắc mặt mười phần khó khăn xem. Hắn bị kiếm tổ chi kiếm gây thương tích. Ngày hôm qua cùng Nguyệt Thần Thiên Đế giao thủ, thương thế tiến một bước nghiêm trọng, hiện giờ cho dù đối mặt vô lượng cảnh tầng thứ 7 Diệp Thần, cũng không cách nào một chiêu chân áp, có thể gặp thương thế dưới ảnh hưởng, hắn thực lực bị tổn thương nghiêm trọng. Thiên tà đẫm máu chém. Huyết đao tà tổ rút ra đao tới, thân đao huyết khí tà khí nổ tung, hoành đao đẫm máu, mang theo muôn vàn yêu ma hư ảnh, chém chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhất thời nghẹt thở, lấy hắn thực lực. Coi như đối mặt trọng thương dưới trạng thái huyết đao tà tổ, cũng là khó mà chiến thắng. Thiên bia, ngự. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần thúc giục thiên bia, bảo vệ tự thân. Keng. Thiên bia năng lượng nhô lên, hóa ra một cái bảo vệ che chở, đem Diệp Thần bảo vệ ở bên trong. Huyết đao tà tổ một đao chém tới,
lại không thể đem tầng kia bảo vệ che chở chảm phá, ngược lại bị chấn động được gan bàn tay tê dại. Trong truyền thuyết thiên bia, quả nhiên có chút con đường. Huyết đao tà tổ trong lòng trầm xuống, ánh mắt lại đổi được âm ngoan, tiếp tục một đao đao cuồng chém ra, dữ tợn nói. Thằng nhóc, ngươi có thể đỡ nổi ta mấy đao? Từng đạo hung mãnh đao mang, điên cuồng chém ở thiên bia bảo trên vòng bảo vệ mặt. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, ở huyết đao tà tổ điên cuồng chém hạ, hắn sợ rằng không nhịn được bao lâu. Khẽ cắn răng, Diệp Thần liền chuẩn bị liều mạng. Hắn có quyết tử ma nhãn, thiên đấu đại đồ kiếm, chỉ thủy kiếm đạo vân. Vân rất nhiều lá bài tẩy, nếu như không để ý giá phải trả thi triển, chưa chắc không có giết ngược cơ hội. Mà đang ở Diệp Thần, chuẩn bị liều mạng thời điểm, bầu trời nhưng kịch liệt chấn động đứng lên. Sau đó, khí tức quỷ dị, bắt đầu ở giữa trời đất lan tràn. Một cổ u ám, ảm đạm, tinh khí sương mù, che đậy ở bầu trời, vậy che đậy ở mặt trời. Ở giữa thiên địa, tràn ra một cổ bất tường, khủng bố, như ác mộng vậy thâm trầm hơi thở, mơ hồ có dã thú chó sói hống thanh âm vang lên, để cho người rợn cả tóc gáy. Ở nơi này cổ hơi thở bao phủ hạ, Trảm Linh thời không rất nhiều cường giả, đều là ngây dại, trong lòng toát ra hai chữ, đuôi thú. Đây là đuôi thú hơi thở. Hạ một sát, thiên địa âm sương mù cuồn cuộn, quả nhiên hiện ra một đầu đuôi thú dị tượng. Đó là một đầu dữ tợn chó sói, răng giọt máu, hai tròng mắt đỏ thẫm, sau lưng kéo hai cái lông xù cái đuôi, từ trong hư không bước ra, thân thể to lớn, ngang qua thiên vũ, giống như muốn che phủ phàm trần, mười phần nguy nga. Hai đuôi huyết nha chó sói. Huyết đao tà tổ thấy đầu kia khổng lồ đuôi thú bóng người, nhất thời bộ dạng sợ hãi. Thân ảnh kia chính là hai đuôi huyết nha chó sói. Chỉ gặp ngang qua thiên vũ cự sói hoang lớn, thân thể dần dần cô đọng, hóa thành hình người, là cả người hình lạnh lùng trầm ổn nam tử, giữa eo bái phục đao. Diệp Thần tự nhiên nhận được nam tử này, chính là hai đuôi Tử Thiên Lang. Tử Thiên Lang sau khi xuất hiện, lại có hai cô gái, ở hắn xuất hiện sau lưng. Một cô gái trong đó, là Thanh Phù Tuyết. Một cô gái khác, vóc người mười phần đầy đặn, lại là Từ Hữu Dung. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Thanh Phù Tuyết nói bằng hữu, Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ, chính là Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung cái đó rất lợi hại tùy tùng, chính là hai đuôi Tử Thiên Lang. Trảm Linh thời không niêm phong, cả ngày đế chủ thần đều khó công phá, nhưng Tử Thiên Lang rất đặc thù, hắn là đuôi thú. Đuôi thú không rõ hơi thở, có thể ung dung ăn mòn hết thảy tinh bích hệ phong tỏa. Cho nên, hắn liền trực tiếp đột phá phong tỏa, hạ xuống xuống. Luân hồi chi chủ, bị sợ hãi. Tử Thiên Lang ánh mắt lạnh lùng, từ trên trời hạ xuống, rút ra đao ra khỏi vỏ, ánh đao sáng bóng lược, vung đao chém về phía huyết đao tà tổ. Huyết đao tà tổ sắc mặt run lên, hắn bị thương dưới, nhưng khó mà đối kháng Tử Thiên Lang cái loại này đuôi thú, khó khăn hồi đao đón đỡ. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, vọt tới Hàn Diễm bên người, kiếm khí kích động, liền đem Hàn Diễm xích sắt trên người, toàn bộ chặt đứt hết. Chúng ta đi. Diệp Thần kéo Hàn Diễm cánh tay, liền hướng trên trời bay đi. Đại ca. Hàn Diễm mừng rỡ không thôi, trong đầu nghĩ Diệp Thần quả nhiên lợi hại, giao thiệp rộng hào phóng, lại còn có thể mời được đuôi thú cứu viện. Chỉ cần có thể rời đi Trảm Linh thời không, hắn và Diệp Thần liền an toàn. Đứng lại cho ta. Huyết đao tà tổ tức giận, nếu là để cho Diệp Thần và Hàn Diễm chạy, hắn liền hoàn toàn xong rồi. Hắn vội vàng vung đao đuổi giết đi lên, thiên đế khí bạo nứt ra. Ở trước mắt ta, người cũng muốn tổn thương luân hồi chi chủ. Tử Thiên Lang mắt mang khinh thường, cũng là vung đao chém ra. Hắn đao, không có gì chiêu pháp thần thông, có chỉ là đuôi thú đặc biệt không rõ khí, sát phạt ác liệt, khủng bố như mộng nói mớ. Keng! Song đao giao phong, Tử Thiên Lang chút nào không rơi hạ phong, ngược lại là huyết đao tà tổ, bởi vì trạng thái không tốt, bị chấn động được thiếu chút nữa muốn hộc máu. Tử Thiên Lang gặp tốt hãy thu, không có lại dưới sự đuổi giết đi. Dẫu sao, nơi này là huyết đao tà tổ địa bàn, thật không để ý hết thảy tử đấu, hắn tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Lập tức, Tử Thiên Lang ngoắc ngoắc tay, thì phải cùng Diệp Thần, Hàn Diễm, Từ Hữu Dung, Thanh Phù Tuyết đoàn người, hoàn toàn rời đi. Hừ, các ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Cũng cho ta lưu lại, toàn bộ trở thành hồn thiên đế đại nhân tế phẩm đi.
Long cốt phong trời, khốn khóa. Huyết đao tà tổ gầm thét ngâm sướng, cả người khí huyết bốc cháy, bầu trời xuất hiện kinh khủng biến hóa. Chỉ gặp từng cây một xương cốt, rắc rắc sát vang dội, từ trên trời cao nổi lên, xen lẫn thành phiến, mơ hồ hóa thành một cái cự long, phong tỏa ở nguyên phiến bầu trời. Những cái kia xương cốt, phía trên quấn vòng quanh long khí, lại có phong cách cổ xưa khí tức tang thương, là đặc biệt cổ xưa long cốt. Đây là long tổ hài cốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, nhìn vậy từng cây một xương cốt, bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Đó lại là long tổ hơi thở. Đây là long tổ hài cốt. Ha ha, thằng nhóc, coi như ngươi có chút nhãn lực. Huyết đao tà tổ cười lên, đó chính là long tổ hài cốt. Năm đó, long tổ bị đại chủ tể chu diệt, có bộ phận long cốt, liền rơi xuống huyết đao tà tổ trong tay. Hắn lấy long cốt phong trời, nhất thời phong khóa lại bầu trời, ngăn chặn Diệp Thần, từ thiên lang các người, rời đi bước chân. Con rồng này cốt, có chút cổ quái, ta cũng xông lên không đi ra. Từ thiên lang lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này phong trời long cốt, 10 phần vững chắc, so thế gian hết thảy tinh bích hệ cũng vững chắc hơn, coi như là đuôi thú lực lượng, đều không cách nào xông phá. Rắc rắc sát. Vậy phong trời long cốt, vang động lực, thủy khí nhô lên, dần dần ép xuống, tựa hồ phải đem Diệp Thần các người, toàn bộ trấn áp tại. Huyết đao tà tổ cười gằn, hắn lúc này khí huyết cháy, tiêu hao lớn vô cùng, giá phải trả cũng là to lớn. Nhưng, chỉ cần có thể trấn áp Diệp Thần các người, coi như là giá cao hơn nữa, cũng là đáng. Diệp Thần nhìn trải thiên long cốt, dưới áp chế tới, ánh mắt hơi chớp động. Nếu như huyết đao tà tổ, dùng thủ đoạn khác trấn áp, hắn có thể khó mà phản kháng. Nhưng, dùng con rồng này cốt áp chế, hắn nhưng là thấy được biện pháp phá giải. Hắn long đằng mệnh tinh, có thể nói long khởi nguyên, là vạn long tổ nguyên. Long đằng mệnh tinh vừa ra, vạn long thần phục. Nếu như mượn dùng long đằng mệnh tinh lực lượng, có lẽ có thể phá ra con rồng này cốt niêm phong. Huyết long, cùng ta dung hợp. Diệp Thần trong lòng kêu gọi, hướng huyết long truyền lệnh nói. Dạ, chủ nhân. Huyết long cảm nhận được liền Diệp Thần tâm tư, lập tức gầm thét một tiếng, gào thét ra, cùng Diệp Thần hòa làm một thể. Từ thiên lang, từ hữu dung, thanh phù tuyết các người, liền thấy vô cùng bá đạo một màn. Một cái huyết long, quanh quẩn ở Diệp Thần trên mình, dương nanh múa vuốt gầm thét. Vào giờ khắc này, Diệp Thần cả người long khí sôi trào, giống như vạn long chí tôn, hùng bá hết thảy. Trải thiên long cốt, ở Diệp Thần long khí chấn động hạ, cũng không cách nào lại chấn áp xuống tới, thậm chí không ngừng phát ra nổ vang, từng cây một long cốt rạn nứt, kế cận bể tan tành. Long đằng mệnh tinh, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp mở long đằng mệnh tinh. Vù vù, long đằng mệnh tinh xuất khiếu, sáng chói ánh sao, phách liệt long khí, từng cái màu vàng rồng thần hư ảnh, nhất thời phóng lên cao. Diệp Thần cả người trên dưới, đều là tràn đầy cuồng bạo oai rồng, không thể nhất thế. Trên bầu trời long cốt, ở Diệp Thần long đằng mệnh tinh dưới sự xung kích, tại chỗ tuyên cáo bể tan tành, nát bấy cốt tiết, giống như mưa sa chút xuống đi xuống. Cái gì? Huyết đao tà tổ hoảng hốt. Nào nghĩ tới Diệp Thần như thế bá đạo, lại liền long tổ hài cốt phong tỏa, đều có thể đột phá. Đi! Diệp Thần vung tay lên, không do dự, ở vạn long vây quanh, mang từ thiên lang, từ hữu dung, thanh phù tuyết, hàn diễm các người, cùng rời đi trảm linh thời không. Huyết đao tà tổ vành mắt hết sức nứt ra, cũng đã không cách nào ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần rời đi. Diệp Thần xuất hiện ở trảm linh thời không sau đó, lập tức gọi ra Titan thần hạp. Mang từ thiên lang các người, ngồi Titan thần hạm, xuyên phá hắc ám, xuyên qua hư không, trực tiếp về đến Cát Thành vùng lân cận. Ở Cát Thành vùng lân cận, đám người xuống thuyền, đi Cát Thành đi tới. Hồi tưởng lại mới vừa thiếu chút nữa bị long cốt phong tỏa, vĩnh viễn ở lại trảm linh thời không tình cảnh, từ thiên lang, từ hữu dung, thanh phù tuyết, hàn diễm các người, vẫn là có lòng dư quý. Hàn diễm kích động nói, đại ca, thật may có ngươi. Nếu không chúng ta liền không ra được. Diệp Thần bình tĩnh nói, không việc gì, đều là hai đuôi công lao. Từ thiên lang ngang hắn một mắt, nói ta kêu từ thiên lang, đừng cứ kêu ta hai đuôi, so với đuôi thú, ta càng muốn làm một người. Diệp Thần cười nói, kêu thói quen, xin lỗi. Thanh Phú Tuyết nói, chúng ta cuối cùng là đi ra,
huyết đao tà tổ quy theo liền hồn thiên đế, chuyện này đại chủ tể sẽ xử lý, chúng ta liền không cần phải để ý đến. Lại hỏi, Diệp Thần, người mệt mỏi sao? Diệp Thần con ngươi híp lại, vẫn là gật đầu nói, có chút. Thanh Phù Tuyết hì hì cười một tiếng, đột nhiên đi tới Diệp Thần bên người, hôn hắn một hơi. Ở hai người bốn môi giáp nhau thời điểm, nàng đem một món mệnh giới cửu nguyên đan dược khí, truyền tống đến Diệp Thần trong miệng, nhất thời để cho được Diệp Thần tinh thần đại chấn, mệt mỏi diệt hết. Chỉ bất quá, dưới con mắt mọi người, Thanh Phù Tuyết lớn gan như vậy hôn, không khỏi có chút quá phận. Tuyết, người quá phận nha. Từ Hữu Dung trợn mắt nhìn nàng một mắt. Hàn Diễm vậy xem được ngơ ngác xuất thần, chỉ có Từ Thiên Lang, gương mặt thủy chung là một bộ lạnh lùng hình dáng, tựa như không có bất kỳ sự việc, có thể dao động hắn chủ tâm. Thanh Phù Tuyết cười nói, không việc gì, ta chỉ là sợ luân hồi chi chủ mệt mỏi thôi. Hữu Dung, tiếp theo, hắn còn muốn mang ngươi đi tìm Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng đây. Từ Hữu Dung nhẹ khẽ gật đầu, hướng Diệp Thần hỏi, luân hồi chi chủ, không biết ta Nguyệt Thần Tổ Tiên bảo tàng, người phá giải được như thế nào? Nàng là Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ, dĩ nhiên là muốn tìm về Tổ Tiên bảo tàng. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trước câu thông Huyết Long, nói, Huyết Long, bản đồ bảo tàng phá giải thành công không? Huyết Long nói, may mà Thanh Phù Tuyết Thánh Nữ thân cận, ho. Ta lấy được đầy đủ thiên cơ đầu mối, đã phá giải thành công. Huyết Long có chút lúng túng hình dáng, Thanh Phù Tuyết là Nguyệt Thần Thiên Đế năm đó chế tạo đan dược, nàng hơi thở, có thể phụ trợ phá giải bản đồ bảo tàng. Diệp Thần và Thanh Phù Tuyết, cũng không biết hôn môi bao nhiêu lần, cho nên Huyết Long là thu thập đủ rồi đầy đủ đầu mối, thiên cơ đã theo dõi rõ ràng. Diệp Thần vậy nhẹ nhàng ho khan một tí, cảm thấy lúng túng. Huyết Long nói tiếp, Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, liền che giấu ở một cái kêu là Thiên Nguyệt Quy Cốc địa phương. Chỗ đó tọa độ rất bí mật, hơn nữa thời khắc thay đổi, địa phương không phải cố định, mà là tùy thời không lưu động, thật may chúng ta có bản đồ bảo tàng, ngược lại là có thể phong tỏa thiên cơ, thuận lợi đi Thiên Nguyệt Quy Cốc. Diệp Thần gật đầu một cái, nghe được bản đồ bảo tàng đã phá giải, hơn nữa tọa độ cũng có thể xác định, nội tâm nhất thời dâng lên một cổ nóng dực ý. Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, tài nguyên nhất định 10 phần phong phú, hắn muốn núp lại Huyền Trần Thiên Đế chân thân. Hoặc là ấp trứng cầm yêu trứng đá, cũng có nhiều trông cậy vào. Từ cô nương, người tổ tiên khu bảo tàng, ta đã tra được. Lập tức, Diệp Thần liền hướng Từ Hữu Dung thản nhiên nói. Từ Hữu Dung nhất thời kích động, hỏi, vậy bảo tàng chi địa, ở địa phương nào? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ, ta muốn là nói ra, vậy hơn phân nửa sẽ bị người ngoài cảm giác được. Nếu như bị cái gì người cố ý để mắt tới. Chúng ta còn muốn tìm bảo tàng, vậy thì khó khăn. Chúng ta trước tiên ở Cát Thành nghỉ ngơi 2 ngày, chờ 2 ngày sau đó, ta tự mình mang các ngươi đi tìm bảo. Cùng Huyết Đao Tà Tổ tranh đấu, Diệp Thần tiêu hao không nhỏ, cần điều chỉnh một tí. Từ Hữu Dung không thể làm gì khác hơn là kềm chế nội tâm tò mò, bất đắc dĩ nói, được rồi. Từ Thiên Lang nói, từ cô nương, ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi, ai dám cùng ngươi tranh đoạt bảo tàng, ta giết kẻ ấy. Từ Hữu Dung mỉm cười cười nói, được, đa tạ ngươi. Diệp Thần nói, từ cô nương, 100% bảo tàng, người muốn phân nhiều ít. Chúng ta vẫn là trước đó nói xong, miễn được đến lúc đó đưa tới tranh chấp. Từ Hữu Dung nói, thật ra thì ta không cần gì bảo tàng, ta chỉ muốn tìm về tổ tiên hài cốt, còn có nàng pháp bảo hạt châu, thứ khác, ta không muốn cũng được. Nhưng ta Nguyệt Thần tổ tiên di hài, còn có nàng bổn mệnh pháp bảo, phải cho ta. Diệp Thần nói, chỉ là như vậy là đủ rồi sao? Từ Hữu Dung nói, vậy là đủ rồi, ta tổ tiên di hài, so với thiên tài địa bảo gì, đều chân quý hơn. Diệp Thần nói, được, ta biết, vậy 2 ngày sau, chúng ta ngay tại Cát Cửa Thành gặp. Thương nghị xong, Diệp Thần và Hàn Diễm, về trước Mây Xanh Thương Hội cứ điểm nghỉ ngơi. Từ Hữu Dung và Từ Thiên Lang, thì ở Cát Thành khách sạn đặt chân. Thanh Phù Tuyết đi mộ cung. Trước một bước gặp mặt Mạc Kim Lão Tổ. Nàng coi như là Mạc Kim Lão Tổ một viên ám cờ. Diệp Thần ở thương hội phòng khách bên trong nghỉ ngơi, yên lặng điều tức, mới vừa vì đột phá Huyết Đao Tà Tổ Long Cốt phong tỏa, hắn trình độ cao nhất mở Long Đằng Mệnh Tinh, tiêu hao thực không nhỏ. Nguyệt Thần Thiên Đế di hài, người không thể cướp lấy, thật là tiếc nuối. Diệp Thần điều tức lúc đó,
lại nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền đến Huyền Trần Thiên Đế bất đắc dĩ thanh âm. Lúc đầu Huyền Trần Thiên Đế, lại theo dõi Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt. Nếu là lợi dụng Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, có lẽ có thể chế tạo ra một cái cao cấp thân xác, để cho hắn khôi phục thân xác. Bất quá, Diệp Thần đã cùng Từ Hữu dùng ước định tốt, vậy Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, hắn tuyệt đối sẽ không lại chấm mút tranh đoạt. Diệp Thần cười khổ một tí, nói tiền bối mời yên tâm, Nguyệt Thần Thiên Đế trong bảo tàng tài nguyên, hẳn là đủ giúp ngươi chế tạo thân thể. Huyền Trần Thiên Đế thở dài nói, ta là đủ rồi, thế nhưng đầu cấm yêu đâu? Ngươi cấm yêu trứng đá, còn không hoàn toàn ấp trứng đây. Trong bảo tàng tài nguyên, cho ta, coi như không đủ cho vậy cấm yêu. Diệp Thần cười nói, hẳn đủ đi, mưa móc đều ướt, ha ha. Huyền Trần Thiên Đế nói, ngươi ngược lại là mơ đi. Lúc này, đại khái là nghe được Huyền Trần Thiên Đế mà nói, bị Diệp Thần gửi ở luân hồi mộ địa bên trong cấm yêu trứng đá, vậy kịch liệt run rẩy. Trứng đá ở giữa tiểu cấm yêu, liều mạng vỗ vỏ trứng vách đá, y y nha ô kêu thành tiếng, thật giống như ở biểu đạt tức giận, chẳng muốn để cho Huyền Trần Thiên Đế cầm tài nguyên toàn bộ cướp đi. Diệp Thần cười khổ nói, chớ ồn ào, bảo tàng còn chưa tới tay, có thể bắt được bảo tàng nói sau. Hắn lấy lại bình tĩnh, tinh thần từ luân hồi mộ địa trừ ly đi ra, rồi sau đó chính là đứng dậy rời đi gian phòng, sải bước ra thương hội, kính vãng mộ cung đi. Dựa theo ước định, hắn giúp Mạc Kim lão tổ, tra rõ huyết đao tà tổ lai lịch, Mạc Kim lão tổ sẽ mang hắn đi thấy hết thần hậu duệ, tiến tới bắt được quang minh chi tâm chế tạo bản vẽ. Chỉ cần có chế tạo bản vẽ, Diệp Thần thì có thể, đem hoàn chỉnh quang minh chi tâm, chế tạo ra tới, từ đó đối kháng tương lai hắc ám chiếm đoạt. Hơn nữa, hắn gần đây dính vào sửu thần nhân quả. Cái đó sửu thần, cực kỳ khủng bố, sát khí ngút trời. Nếu như có thể có hoàn chỉnh quang minh chi tâm bảo vệ, Diệp Thần có lòng tin, có thể chính diện đối kháng sửu thần. Có thể nói, vậy quang minh chi tâm chế tạo bản vẽ, đối Diệp Thần cực kỳ trọng yếu. Không cho phép bỏ qua. Diệp Thần đi tới mộ cung, nhưng gặp mộ cửa cung, một người mặc xanh nhạt đan bào, da thịt trắng noãn thiếu nữ đứng, chính là Thanh Phù Tuyết. Muốn tìm lão tổ sao? Thanh Phù Tuyết tựa hồ ở nơi này chờ đợi Diệp Thần, thấy hắn tới, liền cười hỏi. Ừ. Diệp Thần gật đầu. Thanh Phù Tuyết nói, lão tổ không có ở đây, hắn đã trả lời tông. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, đã trả lời tông sao? Thanh Phù Tuyết nói, đúng vậy, đạo tông bát tổ bên trong, lại có thể có nội gián, đại chủ tể triệu tập rất nhiều trưởng lão, trở về thương lượng xử lý, lão tổ đã được vời hồi. Nhưng, ngươi yên tâm, lão tổ cam kết đồ, sẽ không quên. Cùng đạo tông thi đấu sau khi kết thúc, hắn sẽ mang ngươi đi gặp quang thần thiên tôn hậu duệ, cầm quang minh chi tâm chế tạo bản vẽ đưa cho ngươi. Diệp Thần cao mày nói, phải chờ tới đạo tông thi đấu kết thúc lâu như vậy. Thanh Phù Tuyết nói, dĩ nhiên, hiện tại coi như cầm bản vẽ cho ngươi, ngươi vậy xem không hiểu à, ngươi tu vi còn chưa đủ. Hơn nữa, đạo tông thi đấu, coi như là ngươi một kiếp. Cái này cướp có thể vượt qua, ngươi mới có quật khởi có thể. Nếu như ngươi ở đạo tông thi đấu bên trong chết, vậy quang minh chi tâm bản vẽ, hiện tại cho ngươi, há chẳng phải là lãng phí. Đây chính là quang thần thiên tôn lưu lại nhất vật chân quý. Là tương lai chiếu lượng tinh không bờ bên kia đường cao cấp ảo tưởng, cũng không thể lãng phí. Diệp Thần nhất thời có chút không nói, hắn cũng biết, muốn bắt được quang minh chi tâm bản vẽ, tuyệt sẽ không đơn giản. Nhưng lại không nghĩ rằng, phải chờ tới đạo tông thi đấu sau khi kết thúc, mới có lấy được có thể. Thanh Phù Tuyết nhìn Diệp Thần biểu tình thất vọng, đột nhiên đi tới, nhón chân lên, ôm Diệp Thần cổ, lại sâu sắc hôn hắn một tí. Ở bốn môi tiếp xúc lúc đó. Trận kia trận dịu dàng dư thừa mệnh giới cửu nguyên đan dược khí, liền truyền đến Diệp Thần trong miệng, để cho được hắn tinh thần phấn chấn, tất cả khó chịu quét một cái sạch. Thoải mái hơn chứ? Thanh Phù Tuyết cười mỉa nói. Diệp Thần rất là hoài nghi, cô gái này là không phải cố ý muốn câu dẫn hắn. Bất quá nghĩ đến nàng chẳng qua là một viên đan dược, Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ ngươi trọng yếu nhất là cướp lấy Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng. Chỉ có bắt được phần cơ duyên này tạo hóa, người ở đạo tông thi đấu bên trong, mới có tranh đoạt vô địch có thể. Người đi đến Nguyệt Thần bảo tàng sau đó, yếu vụ tất chú ý âm đan lão tổ. Thanh Phù Tuyết trịnh trọng nhắc nhở. Âm đan lão tổ.
Diệp Thần trong lòng rét một cái, nghe được Thanh Phù Tuyết nói đến cái tên này thời điểm, hắn trong sâu thẳm tựa như vậy cảm nhận liền một đạo thân ảnh, vô cùng âm ngoan lạnh lùng, âm sát hơi thở tràn ngập, trong ánh mắt như có núi thây biển máu, để cho người không dám xem chút. Thanh Phù Tuyết nói, đúng vậy, đã từng Nguyệt Thần Thiên Đế, luyện chế được một viên thiên đế cấp đan dược, kêu âm dương đoạt mệnh đan. Viên này âm dương đoạt mệnh đan, phần âm dương hai nửa, có đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nhật nguyệt huyền cơ oai, là Nguyệt Thần Thiên Đế đánh vào siêu phẩm thiên đế dựa vào. Ta là dương đan, âm đan lão tổ là âm đan, ta tu luyện thành hình người, hắn vậy đã sớm tu luyện thành hình người, hơn nữa chiếm đoạt toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng. Bất quá trong bảo tàng mặt, giống vậy thiên tài địa bảo, hắn là coi thường. Hắn bị năm tháng mài mòn, sớm muộn có vẫn diệt một ngày, hiện giờ đã sắp điên rồi, hắn theo dõi Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt, muốn chấm mút hài cốt, mượn thi sống lại. Ta cùng hắn hơi thở tương thông, ta có thể cảm nhận được hắn điên cuồng cùng tàn bạo, người nếu là dám đến gần Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, khẳng định sẽ gặp phải hắn điên cuồng tập sát. Người nhất định phải chú ý. Nói đến âm đan lão tổ thời điểm, Thanh Phù Tuyết trong giọng nói tràn đầy phòng bị kiêng kỵ ý, hiển nhiên đối với âm đan lão tổ, nàng cũng không dám khinh thường chút nào. Âm dương đoạt mệnh đan, ngươi là dương đan. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, Thanh Phù Tuyết lời nói này, lượng tin tức to lớn. Thanh Phù Tuyết nói, ừ, đúng vậy, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta tuy là dương đan, nhưng lại vậy coi là nữ nhân chân chánh, ngươi muốn không muốn buổi tối thử một chút. Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế đại nhân, là muốn lấy nghịch chuyển âm dương phương pháp, đánh vào siêu phẩm thiên đế, cho nên dương là thư, âm là hùng, là điên đảo càn khôn, nghịch chuyển thiên địa ý. Diệp Thần nói, siêu phẩm thiên đế, sợ rằng không như vậy dễ dàng đánh vào thành công chứ. Thanh Phù Tuyết nói, ta không biết, bởi vì Nguyệt Thần Thiên Đế còn chưa kịp đánh vào, nếu không, ta đã sớm bị nàng ăn, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Lúc ấy... Nguyệt Thần Thiên Đế vừa mới chuẩn bị đánh vào, nhưng gặp phải Hoa Tổ tập sát. Nguyệt Thần Thiên Đế người bị thương nặng, biết hẳn phải chết, trước khi chết đem trọn đời siêu tầm, thần công bí tịch, thiên tài địa bảo, binh khí pháp bảo vân. Vân, cũng gửi ở một chỗ đó chính là nàng tàng bảo, nàng cuối cùng ở giấu trong bảo địa chết, hóa thành xương khô. Cái đó Hoa Tổ, sau đó bị đại chủ tể mời, trở thành đạo tông bát tổ một trong, cũng là một vị đặc biệt nhân vật lợi hại. Trông coi các loại hoa thực vật, truyền thuyết đến từ nguyên sơ thế giới, sớm nhất là Thanh Liên đạo tổ tọa hạ đồng tử. Diệp Thần nghe Thanh Phù Tuyết nói bí mật, chỉ cảm thấy tầng tầng thần bí xen lẫn, xem ra vậy Nguyệt Thần Thiên Đế, sau lưng vậy dính líu tới rất nhiều nhân quả, thậm chí dính líu tới nguyên sơ thế giới tồn tại. Còn như nàng nhắc tới Thanh Liên đạo tổ, Diệp Thần thiên cơ thấy rõ, đã cảm nhận. Cái gọi là Thanh Liên đạo tổ, thật ra thì chính là sáng thế Thanh Liên hóa hình. Một bụi thanh liên tạo ra trời, là sáng lập nguyên sơ thế giới vĩ đại tồn tại, cũng là đệ nhất cỏ thần tím Lan Hải Đăng, thần tượng, sùng bái mục tiêu, là Diệp Thần thanh liên phân thân, thanh liên đúc thánh pháp ảo tưởng ngọn nguồn. Đợi một chút, vậy là ngươi làm sao chạy ra? Diệp Thần hỏi, Thanh Phù Tuyết là âm dương đoạt mệnh đan một phần chia, âm đan còn ở bảo tàng trong ruộng, chỉ có nàng đi ra. Diệp Thần rất là tò mò, Thanh Phù Tuyết là làm sao chạy ra? Thanh Phù Tuyết cũng không có giấu giếm, nói, là Mạc Kim lão tổ muốn trộm mộ, hắn tuy không chân chính đến qua Nguyệt Thần Thiên Đế tàng bảo, nhưng lợi dụng một ít đặc thù thuật pháp, vậy dung chuyển bảo tàng, ăn cắp không thiếu bảo vật đi ra. Ta là bị Mạc Kim lão tổ mang ra ngoài, hắn giúp ta tu thành hình người, chậm tách ra mài mòn, cũng đem ta an bài ở trên trời đan tháp bên trong, ta coi như là hắn một con cờ, không có sự giúp đỡ của hắn, chính ta không cách nào đối kháng năm tháng mài mòn. Một khi bị mài mòn cùng hắc ám ăn mòn, giống như hiện nay âm đan lão tổ vậy, đã mau rơi vào điên cuồng, thậm chí muốn chấm mút Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc biết sự việc tất cả ngọn nguồn. Nguyệt Thần Thiên Đế, Hoa Tổ, Mạc Kim lão tổ, Đại Chủ Tể, Thanh Phù Tuyết, âm đan lão tổ, bọn họ vận mệnh, trùng trùng xen lẫn. Bất quá cái này rất nhiều tranh đấu, đều đã thành qua lại mây khói. Hiện giờ Diệp Thần cần cảnh giác, là âm đan lão tổ. Cái này âm đan lão tổ, đã kế cận điên cuồng, thậm chí muốn chấm mút Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt. Có thể tưởng tượng, nếu là Diệp Thần dám đến gần bảo tàng chi địa, sẽ gặp phải như thế nào đáng sợ tập sát. Này, người thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh sao?
Thanh Phù Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Thần nói, thế nào? Thanh Phù Tuyết đưa tay phất liễu phất trên trán rũ xuống mấy lọn tóc, một bộ như không có chuyện gì xảy ra hình dáng, nói, không việc gì, hỏi một tí. Xem ngươi dáng vẻ, còn không thức tỉnh chứ? Nếu là sau này ngươi thức tỉnh, ta muốn ngươi dùng thiên hỏa mệnh tinh lực lượng, dễ chịu một tí ta, giúp ta hóa giải hắc ám cùng mài mòn. Diệp Thần cười nói, muốn ta dễ chịu ngươi. Vậy phải như thế nào dễ chịu? Luân hồi máu. Thanh Phù Tuyết khóe miệng gợi lên một chút động lòng người cùng quyến rũ độ cong, rõ ràng là gương mặt của thiếu nữ mà, nhưng ánh mắt so với bất kỳ một người nào người phụ nữ đều phải câu hồn, nói. Có một số việc, người sau này tự nhiên sẽ biết. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, ta nhưng mà có quyền lựa chọn, đối với có một số việc, ta tất nhiên cự tuyệt. Thanh Phù Tuyết nháy mắt mấy cái, không nói thêm gì nữa. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ước định ngày lên đường đến. Diệp Thần khắp mọi mặt trạng thái, đều đã điều chỉnh đến đỉnh cấp. Ngày này sáng sớm, hắn và Hàn Diễm, đi tới Cát Thành cửa thành. Từ Hữu Dung và Từ Thiên Lang, đã đang đợi bọn họ. Hoặc giả là bởi vì muốn bước vào tổ tiên lãnh địa, Từ Hữu Dung tâm tình hết sức kích động, chuyên tâm lối ăn mặc qua, trên mặt thi lấy nhàn nhạt phấn, gương mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì kích động đỏ ửng. Vẫn là phấn màu hồng nhạt. Nàng ăn mặc một bộ tuyết sắc mang theo lụa mỏng quần mỏng, ngạo nghễ nửa lộ, ở lộ ra ngoài một nửa bên trên, có dấu nửa vòng trăng tròn xăm, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, để cho người nhìn một cái, thì phải luân hãm vào vẻ đẹp của nàng sắc bên trong. Cửa thành không thiếu người đi đường, cũng ném tới thán phục ánh mắt, thán phục tại Từ Hữu Dung xinh đẹp cùng vóc người. Diệp Thần người phụ nữ thấy cũng nhiều, thấy chuyên tâm ăn mặc Từ Hữu Dung. Tâm cảnh vậy không việc gì chập chờn. Từ Thiên Lang chính là đuôi thú, nhân tộc người phụ nữ, ở hắn trong mắt đều là giống nhau, phấn đỏ cùng khô lâu đều là không khác biệt, tự nhiên cũng không có cái gì khác thường diễn cảm. Hắn đi theo ở Từ Hữu Dung bên người, chủ yếu là vì báo ân. Ban đầu nếu như không phải là Từ Hữu Dung, hắn đã sớm rơi vào bóng tối. Có thể nói, Từ Hữu Dung là hắn báo. Hải Đăng. Hắn chỉ có bảo vệ ý, cũng không còn lại tâm tư. Liền giống như Nhâm Phi Phàm bảo vệ Diệp Thần vậy. Trừ Từ Thiên Lang bên ngoài, Từ Hữu Dung bên người, còn ngoài định mức đi theo mấy người tùy tùng, đều là nàng người trong gia tộc, thực lực khá là cường hãn. Vậy mấy người tùy tùng, thấy Diệp Thần sau đó, im lặng khom người thi lễ, thái độ mười phần cung kính, lại hướng Hàn Diễm thi lễ. Nguyệt Thần Thiên Đế là viễn cổ đại thần, nàng lưu lại hậu duệ. Tự nhiên không chỉ một cây. Diệp Thần ở thiên đan giới bên trong nhìn thấy Thiên Đan Tông, Đan Đế, là Nguyệt Thần hậu duệ. Mà Từ Hữu Dung, là khác một chi hậu duệ huyết mạch. Diệp Thần phỏng đoán Từ Hữu Dung thế lực sau lưng, tuyệt sẽ không kém hơn Đan Đế. Luân hồi chi chủ, ngày hôm nay có thể lên đường chưa? Từ Hữu Dung rất khách khí hỏi. Có thể, lên đường đi. Diệp Thần cũng không nói nhảm. Trực tiếp sử dụng Titan thần hạp, vung tay lên, mình giành trước thuyền. Sau đó, Từ Hữu Dung, Từ Thiên Lang, Hàn Diễm các người, vậy lục tục lên thuyền. Diệp Thần khởi động Titan thần hạp, liền rời đi Cát Thành, phong tỏa Nguyệt Thần Thiên Đế tàng bảo, Thiên Nguyệt Quy Cốc tọa độ, phá không đi. Lần này đi tìm bảo, Thanh Phù Tuyết cũng không có đi theo cùng nhau, nàng đã hồi Thiên Đan Tháp đi. Diệp Thần cưỡi Titan thần hạp, ở ngay lập tức tới giữa. Xuyên Việt liền trùng trùng thời không. Chỉ bất quá, vậy Thiên Nguyệt Quy Cốc, tọa độ là thời thời khắc khắc thay đổi, theo thời không đang chảy sóng. Diệp Thần và Huyết Long phối hợp dưới, cũng là ước chừng hao tốn gần nửa ngày thời gian, mới rốt cục đi tới Thiên Nguyệt Quy Cốc chỗ ở tinh cầu, phá vỡ tầng khí quyển hạ xuống. Thiên Nguyệt Quy Cốc chỗ ở tinh cầu, vẫn luôn ở chư thiên trong vũ trụ lưu lạc, cho nên tọa độ thời khắc thay đổi. Không thể không nói. Nguyệt Thần Thiên Đế đặc biệt cẩn thận, vì không bị người ngoài tùy tiện khai thác nàng bảo tàng, nàng lại để cho ngày trước Nguyệt Tinh Cầu ở Chư Thiên lưu lạc. Phải biết, vô vô thời y không hắc ám trùng trùng, thời không thủy triều lên xuống rất nhiều, không gian phong bạo phân bố, hắc ám quái vật hoành hành, nho nhỏ một cái tinh cầu, có thể ở trùng trùng thời không trung lưu sóng qua lại, trải qua hàng tỷ đời mà không diệt, thật không biết Nguyệt Thần Thiên Đế là như thế nào làm được. Nếu như không có bản đồ bảo tàng nhân quả cảm ứng, Diệp Thần cũng không thể phong tỏa viên tinh cầu này vị trí. Làm Diệp Thần đoàn người, hạ xuống trên viên tinh cầu này mặt, bắt được ngày xưa thiên cơ,
vậy xúc động Nguyệt Thần Thiên Đế thần thông cường hãn, thủ đoạn nghịch thiên. Đây là một viên vô cùng hoang vu tinh cầu, khắp nơi đều là hố vẫn thạch và gió bão vặn cắt dấu vết. Có thể tưởng tượng, ở chư thiên lưu lạc để gặp, viên tinh cầu này, cũng không phải là không chút tổn hao nào, ngược lại, còn gặp phải vô cùng nghiêm trọng đánh vào, đưa đến trên tinh cầu, phần lớn địa phương, đã lâm vào là tử địa phế tích, không có một ngọn cỏ. Duy nhất có sinh cơ địa phương, là một vùng thung lũng. Vậy vùng thung lũng, chính là bản đồ bảo tàng trên tỏ rõ Thiên Nguyệt Quy Cốc, là Nguyệt Thần Thiên Đế khu bảo tàng, cũng là nàng chỗ chôn xương. Vậy phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, chừng hơn 10.000 bên trong chu vi, mênh mông, từ mang trời trăng sao, tạo thành mặt trời lên trăng rơi hoàn mỹ tuần hoàn quỹ tích, giống như một cái thế giới nhỏ, có trời xanh, mây trắng, tinh thần, sơn hà, cỏ xanh, rừng rậm, tiên khí lưu động, thần hy dồi dào, thụy mang cổn địa, linh thú bôn tẩu, chim tiếng gáy vang, không cốc dễ nghe. Diệp Thần đoàn người hạ xuống, xa xa, liền thấy Thiên Nguyệt Quy Cốc kỳ cảnh. Ở nơi này phiến vắng lặng tĩnh mịch trên tinh cầu, vậy phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, giống như là một khối bích ngọc vậy, khảm nạm ở trên vùng đất, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Đại ca, vậy thung lũng linh khí, thật là dư thừa à? Nếu là ở bên trong tu luyện, đủ để đưa đến chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Hàn Diễm kích động, giống như thấy được thế ngoại tiên cảnh, sải bước hướng Thiên Nguyệt Quy Cốc phóng tới. Hàn đệ, đừng xung động. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đem Hàn Diễm kéo trở lại, ánh mắt nhìn về Từ Hữu Dung và Từ Thiên Lang. Từ Thiên Lang thanh âm trầm ổn, nói, khi tiến vào thung lũng trước, chúng ta trước hay là xem bói cát hung, suy tính hạ nguy hiểm. Từ Hữu Dung nhẹ khẽ gật đầu, trong lòng cũng là cái ý này. Lập tức, đoàn người đơn giản suy tính xem bói, sau đó tất cả người sắc mặt đều thay đổi. Thiên Nguyệt Quy Cốc đang ở trước mắt, trừ Diệp Thần ra, Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung, Hàn Diễm ba người, vậy suy tính đến bên trong âm đan lão tổ tồn tại. Thung lũng này nhìn như phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nếu như bọn họ tùy tiện bước vào nói, rất có thể lập tức gặp phải âm đan lão tổ tập sát. Hơn nữa, không chỉ là âm đan lão tổ. Cùng bọn họ bước vào Thiên Nguyệt Quy Cốc sau đó, Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng thiên cơ hơi thở, ắt phải sẽ bộc lộ ra đi. Lớn như vậy bảo tàng, là không che giấu được. Tối đa thời gian 2 ngày, người bên ngoài, sẽ biết Nguyệt Thần bảo tàng tồn tại, hơn nữa đều có thể phong tỏa tọa độ, chen chúc tới. Nói cách khác, cho Diệp Thần bọn họ tìm bảo thời gian, tối đa chỉ có 2 ngày. Cái này thời gian 2 ngày, bọn họ phải cướp lấy bảo tàng. Nếu không, người sau tới chen chúc tới, bọn họ ắt phải rơi vào phiền toái tình cảnh. Nhưng, có âm đan lão tổ chấn giữ, muốn ở trong vòng 2 ngày cướp lấy bảo tàng, lại nói dễ vậy sao? Một khi thời gian trì hoãn, người sau tới tràn vào, Diệp Thần các người liền nguy hiểm. Có thiên đao thể ước tồn tại, những cái kia cao cấp cường giả, bất thiện cùng Diệp Thần tranh đoạt, nhưng coi như chỉ là thần đạo cảnh, tràn vào người quá nhiều, đó cũng không phải là Diệp Thần có thể ngăn trở. Diệp Thần mơ hồ cảm nhận, nếu như hắn không thể kịp thời cướp lấy bảo tàng nói, lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng, còn có Hùng Bá gia tộc trẻ tuổi Thiên Kiêu, thậm chí còn có Thái Hải Thiên Đế, đều có thể tự mình hạ xuống, cùng hắn tranh đoạt. Luân hồi chi chủ, cái này bảo tàng tranh đoạt, hung hiểm trùng trùng, chúng ta muốn thuận lợi cướp lấy, tựa hồ không quá dễ dàng, người có cái gì diệu kế. Từ Hữu Dung khuất bắt tay chỉ, liên tục suy hiện tính, càng coi là đi xuống, càng cảm thấy nguy hiểm cùng khủng hoảng. Diệp Thần cau mày, trong lòng còn ở suy nghĩ, chủ trừ không đáp. Từ Thiên Lang rút ra đao tới, ác liệt nói, ta trực tiếp giết đi vào, quản cái gì âm đan lão tổ, từ cô nương, lấy ta thực lực, toàn lực bùng nổ nói, chính là nửa viên đan dược hóa thân, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi ta. Tại chỗ bên trong, lấy Từ Thiên Lang thực lực mạnh nhất, hắn nuôi thú lực lượng, nếu là toàn lực bùng nổ, vậy thì thật là đủ để đối kháng nhất lưu cường giả. Từ Hữu Dung nói, Thiên Lang, đừng xung động, âm đan lão tổ chiếm cứ địa lợi, người coi như xông vào, cũng chưa chắc có thể xông vào được. Dừng một chút, Từ Hữu Dung lần nữa nhìn về Diệp Thần, luân hồi chi chủ, người có gì quyết đoán? Diệp Thần suy nghĩ một hồi, nói, liền để cho Thiên Lang huynh, cùng âm đan lão tổ quyết chiến, chỉ cần chu diệt âm đan lão tổ, chúng ta liền có thể đi vào cướp lấy bảo tàng. Từ Thiên Lang vui vẻ nói, Diệp huynh hiểu ta, giữa lúc như vậy, cái gì âm đan lão tổ, ta một đao giết. Từ Hữu Dung cả kinh nói, cái này không được,
ở Thiên Nguyệt Quy Cốc quyết chiến, Thiên Lang có thể không đánh lại. Diệp Thần cười nói, chưa chắc, chỉ cần ta đoạn tuyệt âm đan lão tổ địa lợi, là được giúp Thiên Lang huynh phá địch. Hàn Diễm không nhìn được hỏi, đại ca, người phải như thế nào đoạn tuyệt? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đan khí linh khí nhô lên, trên người có luân hồi năng lượng ba động nổ lên, ép được Hàn Diễm, từ Thiên Lang, từ Hữu Dung các người, đều là sau lui ra. Hắc Dạ Mệnh Tinh, mở đi. Hạ một sát, Diệp Thần hai cánh tay dương ra, ngâm nga một tiếng, luân hồi khí ngất trời. Thiên Nguyệt Quy Cốc bầu trời, úy bầu trời màu lam, trong thoáng chốc thì trở nên được tối xuống, hiện ra luân hồi thất tinh đường danh, trong đó viên thứ ba Hắc Dạ Mệnh Tinh, toát ra quang hoa sáng chói. Rồi sau đó, Hắc Dạ Mệnh Tinh chói lọi, soi ra. Cái này nửa đêm ánh sáng, soi tới chỗ nào, nơi nào liền rơi vào một phiến đen nhánh. Khoảnh khắc tới giữa, nửa đêm bao phủ mặt đất, toàn bộ Thiên Nguyệt Quy Cốc, thậm chí còn nguyên cái tinh cầu chung quanh thời không, cũng rơi vào tuyệt đối đen nhánh bên trong, không thấy được chút nào quang lượng. Chỉ có treo ở trên trời Hắc Dạ Mệnh Tinh, là duy nhất còn sót ánh sáng nhạt, nhìn như có quang minh hy vọng, nhưng thực tế mang cho người càng thâm trầm tuyệt vọng. Ai yêu? Ở cực hạn hắc ám bên trong, Từ Hữu Dung kinh hô thành tiếng. Từ Thiên Lang cùng Hàn Diễm, rõ ràng liền đứng ở Từ Hữu Dung bên người cách đó không xa, nhưng nghe đến thanh âm này, nhưng cảm thấy thật giống như xa cuối chân trời, đặc biệt quỷ dị. Đây là bởi vì, Hắc Dạ Mệnh Tinh đen nhánh, vặn vẹo bọn họ cảm giác. Hắc Dạ Mệnh Tinh mang tới hắc ám, không chỉ là che đậy người tầm mắt, còn có thể che đậy người rất nhiều giác quan, để cho người đổi được chậm chạp, chết lặng, thậm chí là tinh thần thác loạn. Đây chính là Hắc Dạ Mệnh Tinh mạnh mẽ. Ở đêm tối bao phủ hạ, Từ Hữu Dung thậm chí không cách nào đứng vững, thân thể lảo đảo lắc lư muốn rơi xuống. Cẩn thận một chút. Diệp Thần đem nàng đỡ, rồi sau đó thả ra từng luồng luân hồi linh khí, bao phủ đến Từ Hữu Dung, Từ Thiên Lang, Hàn Diễm cùng trên người. Ở Diệp Thần luân hồi linh khí dưới sự che chở, đám người lúc này mới có thể ở trong bóng tối thấy vật. Luân hồi chi chủ, hai đuôi, các ngươi muốn đánh nhiễu Nguyệt Thần Thiên Đế trật tự. Lập tức cho ta lăn. Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, truyền tới một đạo âm trầm như địa ngục ác ma vậy tiếng quát. Đó chính là Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng trấn thủ người, âm đan lão tổ thanh âm. Âm đan lão tổ trấn thủ bảo tàng, cũng không phải là vì bảo vệ, chỉ là muốn cướp lấy Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt, mượn thi sống lại. Một khi hắn đạt được Nguyệt Thần Thiên Đế hài cốt, chỉ dung hợp thành công, hắn sẽ đem tất cả bảo tàng cắn nuốt hết. Diệp Thần, Từ Thiên Lang, Hàn Diễm đám người đến, để cho âm đan lão tổ cảm thấy uy hiếp. Hơn nữa, Hắc Dạ Mệnh Tinh bao phủ, càng để cho hắn rợn cả tóc gáy. Ở đêm tối bao phủ hạ, cho dù là âm đan lão tổ, cũng không cách nào thấy vật, không thấy được bất kỳ đồ, cùng địa mạch liên lạc, vậy hoàn toàn ngăn cách, không mượn được chút nào phong thủy khí vận địa lợi. Âm đan lão tổ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Từ Thiên Lang ở Diệp Thần dưới sự che chở, ánh mắt như đuốc, trong đêm đen vậy có thể thấy mọi vật, sải bước xông vào Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, trên mình đuôi thú khí dần dần sôi trào, bá đạo, lạnh lùng, dữ tợn hơi thở, thả ra ngoài. Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, âm khí dâng lên, một cổ lạnh lùng đè nén đan khí tràn ngập, rồi sau đó ngưng hóa ra một cái bóng người ông lão áo bào cho. Vậy ông cụ áo bào cho, năm tháng mài mòn dấu vết đã vô cùng nghiêm trọng, mặt đầy đều là nếp nhăn, hông còng lưng, chống một cây ba tong, nhưng ánh mắt đặc biệt sắc bén, mũi nhọn như đao kiếm, có sát khí vần quanh, chính là âm đan lão tổ. Tuy nói ở Hắc Dạ Mệnh Tinh bao phủ hạ, âm đan lão tổ khó mà thấy vật, nhưng Từ Thiên Lang đuôi thú hơi thở, vẫn là quá rõ ràng, nửa đêm đều không cách nào che giấu, hắn rất nhanh liền phong tỏa lại. Ta đây muốn xem, người cái này con chó sói, có thể bao lớn bản lãnh. Âm đan lão tổ hừ một tiếng, giơ lên cây nạng, lấy trượng nhọn hướng Từ Thiên Lang đâm đi, cái này đâm một cái lại như có thể xuyên qua tinh thần, mười phần sắc bén âm ngoan. Từ Thiên Lang trong lòng rét một cái, giơ đao đón đỡ, tranh đích một tiếng, chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Cái này âm đan lão tổ, bề ngoài tuy còng lưng suy hủ, nhưng lực đạo lại lớn lạ thường. Từ Thiên Lang hít sâu một hơi, vung đao vào chém, liền cùng âm đan lão tổ kích đánh nhau. Đại ca, xem dáng vẻ bọn họ, trong chốc lát tựa hồ không phân được thắng bại. Chúng ta đi vào trước tìm bảo đi.
Hàn Diễm thấy vậy, liền nói. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng lại cảm thấy 10 phần kỳ dị, không nghĩ tới cái này âm đan lão tổ, ở hắn hắc dạ mệnh tinh dưới áp chế, lại vẫn có thể giữ mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Nhưng gặp âm đan lão tổ chiến đấu lúc đó, tay áo bào lật bay, Diệp Thần mơ hồ cảm nhận hắn cánh tay phải, khỏe mạnh có lực, cánh tay trên da như có viêm mang đổ đằng, cùng còng lưng suy hủ thân thể thù không tương xứng, cây nạng vung đánh ra lực đạo, cũng lớn lạ thường, đè được Từ Thiên Lang rơi vào hạ phong. Hắn cánh tay. Diệp Thần ngớ ngẩn, còn muốn xem chút, nhưng đã bị Hàn Diễm kéo vào Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong. Vừa tiến vào Thiên Nguyệt Quy Cốc, Diệp Thần liền cảm thấy, chung quanh âm khí tầng tầng dâng lên, che đậy tầm mắt, ăn mòn đạo tâm. Những thứ này âm khí, mang theo nồng nặc đan dược mùi vị, muốn từ thân thể con người mỗi một cái lỗ chân lông, thấm vào nhập gân cốt tạng phủ, đem người ăn mòn thành xương khô vậy. Diệp Thần lập tức vận chuyển luân hồi huyết mạch, chống đỡ âm khí ăn mòn. Từ Hữu Dung vậy mang mấy người tùy tùng, bước vào thung lũng bên trong, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, thung lũng này quy luật rối loạn, cũng không biết ta Nguyệt Thần tổ tiên hài cốt, chôn ở địa phương nào, chúng ta chia nhau tìm. Diệp Thần nói, được. Lúc này âm đan lão tổ, thấy Diệp Thần các người tiến vào, hì hì cười nhạt, nói, Nguyệt Thần thiên đế di cốt, các ngươi cũng dám chấm mút. Nếu các ngươi dám đi vào, vậy thì cũng chết ở chỗ này đi. Tiếng nói rơi xuống, âm đan lão tổ thân thể run một cái, bàng bạc âm khí bạo dũng ra, tạo thành tầng tầng sương mù dày đặc, bao phủ thung lũng. Trong thung lũng âm phong trận trận, trong gió mang đến đan dược mùi vị, là như vậy đặc biệt khó ngửi, thật giống như độc dược vậy mùi vị, thật không dễ chịu. Diệp Thần thúc giục luân hồi huyết mạch ngăn cản, đồng thời cảm thấy tự thân linh khí, đang nhanh chóng trôi qua. Lấy Diệp Thần thời khắc này tu vi, muốn duy trì hắc dạ mệnh tinh vận chuyển, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Rất nhanh, ở 15 phút thời gian sau này, Diệp Thần liền không cách nào lại duy trì tiếp. Hắc dạ mệnh tinh ông một tiếng, rơi xuống, hóa thành lau một cái lưu quang, trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Đen nhánh đêm tản đi, Thiên Nguyệt Quy Cốc khôi phục quang minh, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu khắp. Nhưng mà, ánh sáng mặt trời chiếu ở thung lũng bên trong, nhưng là một phiến âm lãnh. Bởi vì, nguyên phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, đều tràn đầy âm đan lão tổ tản ra âm khí sương mù. Những cái kia âm khí sương mù, đặc biệt quỷ dị, không phải ma khí sát khí, chướng khí khí độc như thế đơn giản, mà là một loại đặc thù dược khí, bên trong mang theo thiên đế cấp đan dược ý sát phạt. Cho dù ở năm tháng mài mòn hạ, âm đan lão tổ thực lực, không cách nào cùng thời kỳ tột cùng so sánh, nhưng tản ra âm sát dược khí, vẫn là vô cùng mãnh liệt, có thể xâm nhập phạt xương người. Từ Thiên Lang đã không cách nào lại dựa vào thân người ngăn cản, gầm thét một tiếng, hiển hóa ra đuôi thú hình chó sói, dữ tợn tàn bạo, đuôi thú kinh khủng khí sôi trào. Đuôi thú hơi thở, hội tụ thành cuồn cuộn hôi vụ, tràn ngập Thiên Nguyệt Quy Cốc, để cho được toàn bộ thung lũng sát khí mãnh liệt hơn. Thái Sơ Sinh Diệt nói, trưởng duyên sinh diệt. Diệp Thần một tiếng khẽ quát, bóp một cái thủ quyết, thi triển ra Thái Sơ Sinh Diệt nói. Nhất thời, từng vòng trắng xóa chói lọi, liền giống như rung động vậy, từ Diệp Thần trên mình khuếch tán ra, tầng kia tầng sát khí sương mù, đều không cách nào lại ăn mòn Diệp Thần. Hàn Diễm ở Diệp Thần bên người, cũng nhận được che chở, vui vẻ nói, đại ca, người đạo pháp thật là lợi hại. Cái này Thái Sơ Sinh Diệt nói, là tới từ nguyên sơ thế giới đạo pháp, là Diệp Thần từ kiếm tổ chi kiếm trên cảm ngộ đến, giờ phút này thi triển ra, trưởng duyên sinh diệt, để cho được những cái kia ăn mòn tới đây sát khí sương mù, tầng tầng hội diệt hết, không cách nào tạo thành sát thương. Chúng ta đi. Diệp Thần liền dẫn Hàn Diễm, đi Thiên Nguyệt Quy Cốc chỗ sâu đi tới, đi sâu vào thăm dò. Mà từ Hữu Dung, thì mang mấy cái gia tộc tùy tùng, đi bên kia thăm dò. Mục tiêu là tìm Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt. Trên người nàng có tầng tầng ánh trăng bảo vệ, hơn nữa thủ hạ tùy tùng, liều chết hộ chủ, miễn cưỡng vậy có thể kháng cự được sát khí ăn mòn. Một đám đạo tặc, âm đan lão tổ tức giận, muốn đi cản đường, nhưng hắn bị Từ Thiên Lang kéo, cũng không cách nào thoát thân. Từ Thiên Lang hóa ra đuôi thú chân thân sau đó, 10 phần hung tàn, thân thể nổ ra điều điều sương mù, phong kín âm đan lão tổ đường lui. Hai người trận chiến này, nhất định là cuộc chiến sinh tử, yếu quyết ra đời chết. Chỉ có thời gian 2 ngày, nhất định phải mau. Diệp Thần thoáng thở ra một ngụm chọc khí, đã mang Hàn Diễm,
đi tới Thiên Nguyệt Quy Cốc chỗ sâu. Nơi này âm khí sát khí, thoáng nhạt đi một ít. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, thấy ở chung quanh trên sườn núi, thì không có đình đài lầu các, từng ngọn phong cách cổ xưa kiến trúc. Mà ở những nhà kia trong nhà lầu mặt, mơ hồ có châu quang bảo khí truyền ra, Thụy Hà hòa hợp, hiển nhiên là siêu tầm có kỳ chân dị bảo. Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, cũng không phải là niêm phong ở cái gì mộ trong ruộng, ở nơi này vùng thung lũng bên trong, ngay tại trong núi từng ngọn bên trong kiến trúc, cụm núi tới giữa, tiên quang thần hy tô điểm, mỗi một chút ánh sáng mang, chính là một nơi bảo tàng. Những thứ này bảo tàng, Diệp Thần chỉ có thời gian 2 ngày đi thu lấy. 2 ngày trôi qua, thiên cơ lan truyền, người ngoài sẽ biết bảo tàng chỗ, vô số võ giả đem chen chúc tới. Đại ca, nơi này có bảo tàng. Hàn Diễm vào tới một tòa kiến trúc trước, ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần sải bước đi tới, liền thấy vậy kiến trúc bên trong, để mười mấy cây binh khí, còn có một biện pháp y, khôi giáp, đều là chiếu lấp lánh thần khí. Nhưng, kiến trúc cửa lối vào, nhưng mang theo một tầng nghiêm mật cấm chế bình phong che chở. Tầng này cấm chế bình phong che chở, như thủy ngân vậy nguyên mật, hoàn toàn không chịu lực, man lực đánh vào khó mà đánh vỡ. Hàn Diễm khua kiếm chém nửa giờ, mới đưa vậy cấm chế bình phong che chở chém mở, thuận lợi bước vào. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, một nơi bảo tàng, liền cần phải hao phí lâu như vậy thời gian. Cái này phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, bảo tàng điểm ngàn trăm, toàn bộ mang theo cấm chế phòng vệ, muốn đem cấm chế toàn bộ phá vỡ, cướp lấy tất cả bảo tàng, lại nói dễ vậy sao? Đại ca, những thứ này pháp y khôi giáp, cũng không tệ à? Hàn Diễm nhưng là hào hứng hình dáng, xông vào bên trong nhà, trong phòng trưng bày binh khí, hắn không có hứng thú gì, ngược lại là những cái kia pháp y cùng khôi giáp, đối hắn có chút sức hấp dẫn. Hắn chọn, liền chọn một bộ đuổi tinh kiếm bào, khoác lên người, mười phần mừng rỡ hình dáng. Diệp Thần đối những thứ này vậy binh khí, không có hứng thú gì, phất tay một cái nói, người thích liền cũng thu cất đi. Hàn Diễm hớn hở vui mừng, liền đem nơi này bảo tàng nhận lấy, nói, đa tạ đại ca. Diệp Thần cau mày khẽ nhíu trước, ngón tay suy tính, lẩm bẩm nói, không biết Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, ở địa phương nào. Cái này phiến Thiên Nguyệt Quy Cốc, linh khí quy luật là có trật tự, nhưng thiên cơ quy luật đặc biệt hỗn loạn, để cho người khó mà suy tính tất cả loại bảo tàng sở tại. Diệp Thần tạm thời tới giữa, vậy coi là không tới Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, rốt cuộc ở địa phương nào. Hàn Diễm dựa vào thần đạo cảnh tu vi, vậy thử nghiệm suy tính, nhưng vẫn là mờ mịt, nói, đại ca, nơi này quy luật quá hỗn loạn, không tốt suy tính à. Diệp Thần cau mày, lại thử nghiệm suy tính thần huyền khóa chỗ, nhưng như cũ suy tính không tới. Nhâm Phi Phàm nói qua, ở Nguyệt Thần Thiên Đế trong bảo tàng mặt, có thể tồn tại thần huyền xiềng xích. Đó là nối liền 10 khối luân hồi huyền bia, để cho Diệp Thần thức tỉnh luân hồi nguyên thể chỗ mấu chốt. Hiện giờ, Diệp Thần có thể rõ ràng bắt được, cái này phiến tàng bảo, đúng là có thần huyền khóa tồn tại, nhưng không biết cụ thể ở địa phương nào. Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, cũng giống như vậy. Hắn có thể cảm giác được, di cốt đúng là tồn tại, nhưng không cách nào phong tỏa vị trí. Quy luật quá hỗn loạn. Vù vù. Lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy, luân hồi mộ địa truyền tới dị động. Luân hồi mộ địa bên trong, viên kia cấm yêu trứng đá, tựa hồ ở lay động. Diệp Thần tinh thần chiếu vừa thấy, liền thấy trứng đá bên trong tiểu cấm yêu, đang nóng nảy nhìn hắn, y y nha nha kêu, nho nhỏ ngón tay, chỉ hướng một phương hướng, đồng thời thân thể vùng vẫy, muốn từ vỏ trứng bên trong phá ra. Nhưng làm sao, tầng này mong mỏng, nhìn như ném một cái liền bể vỏ trứng, nhưng giống như thiên đạo phong tỏa vậy vững chắc, vậy tiểu cấm yêu cũng không cách nào phá ra tới, chỉ có thể vùng vẫy cho Diệp Thần chỉ rõ phương hướng. Đứa nhỏ, chẳng lẽ người biết, Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt chỗ? Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi. Tiểu cấm yêu vậy không biết nói chuyện, chỉ là y y nha ô cho Diệp Thần chỉ đường. Diệp Thần liền hướng Hàn Diễm nói, Hàn đệ, chúng ta chia nhau tìm được Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, hoặc là đặc thù gì bảo tàng, liền lẫn nhau liên lạc. Hàn Diễm nhưng là có chút hốt hoảng, nói, đại ca, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Diệp Thần vỗ hắn đầu vai nói, không có chuyện gì, ngươi tu vi so ta lợi hại được nhiều, ngươi nhưng mà thần đạo cảnh đỉnh cấp cường giả, sợ cái gì? Nói xong, Diệp Thần liền cùng Hàn Diễm tách ra,
dọc theo Tiểu Cấm Yêu chỉ, không ngừng đi tới trước. Ở Tiểu Cấm Yêu dưới chỉ thị, Diệp Thần dần dần đi tới Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, một nơi địa phương hết sức vắng vẻ. Chỗ này, đã mau ra sơn cốc, có thể nhìn thấy bên ngoài hoang vu tinh cầu bề mặt trái đất. Ở chỗ này, vậy không kiến trúc gì, nhìn như không giống như là có bảo tàng chỗ. Y nha! Tiểu Cấm Yêu hết sức hoạt động thân thể, chỉ hướng bên cạnh một ngọn núi. Ngọn núi này, hiện đầy dây leo cỏ dại, nhìn như rất là vắng lặng. Diệp Thần chau mày, Tiểu Cấm Yêu cách vỏ trứng, chỉ ngọn núi này, y y nha ô kêu to, thật giống như trong núi có cái gì bảo tàng tựa như. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, vung tay lên, một cổ kính lực phát ra, đem trên sườn núi bao trùm dây leo cỏ dại, toàn bộ quét tới. Ở cỏ dại tảo khai sau đó, một cái hang núi, nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Lúc đầu có động thiên khác. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, trước cẩn thận cảm ứng một tí, xác định trong sơn động, không có nguy hiểm gì hơi thở sau đó, hắn mới vừa khom người, chui vào trong hang núi. Hang núi lối vào hẹp hòi, nhưng chui vào sau đó, liền rộng rãi rất nhiều. Diệp Thần trong mắt nơi gặp, một phiến tối mờ, vậy không thấy rõ cái gì. Hắn ở trên đầu ngón tay, giấy lên một chút ánh lửa, sau đó liền thấy khá là sợ hãi tình cảnh. Ở cái này trong sơn động, lại có thể dùng xích sắt treo một cái khô thi. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, nhìn kỹ lại, vậy tựa hồ cũng không phải là thi thể, mà là một cái pho tượng, dùng tượng đất sét đi ra ngoài pho tượng. Cái này cái pho tượng, chia lục bộ phút, theo thứ tự là đầu lâu, thân thể, tứ chi. Cái này lục bộ phút, dùng xiềng xích nối liền lên, tạo thành một cái thân thể con người hình dáng. Diệp Thần theo bản năng nhìn xem thân thể con người gương mặt, sau đó hắn sợ ngây người. Cái này cái tượng đất sét pho tượng, đường cong yêu mỹ, tỷ lệ kết cấu tuân theo thân thể con người hoàn mỹ trật tự, gương mặt ngũ quan lại là mài rũa được trông rất sống động. Diệp Thần vừa nhìn thấy vậy pho tượng ngũ quan, liền nhận ra, đó lại là Viêm Thiên Đế. À, đây là Viêm Thiên Đế. Con đại bàng này nặn. Là Nguyệt Thần Thiên Đế điêu khắc, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ, nàng muốn nhận vào Viêm Thiên Đế bộ kiện? Diệp Thần thất kinh. Theo hắn biết, năm đó Viêm Thiên Đế chết trước, đem mình thân thể, cắt nhỏ thành liền 6 cái bộ kiện, chính là đầu lâu, thân thể và tứ chi. Truyền thuyết, nếu như có thể gom đủ Viêm Thiên Đế thân thể bộ kiện, theo có thể đem hắn sống lại. Nếu như không chọn sống lại, mà là mình luyện hóa. Vậy thì tương đương với cướp lấy Viêm Thiên Đế tất cả lực lượng, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Trước mắt, Diệp Thần đã đạt được Viêm Thiên Đế cánh tay trái, cũng thành công luyện hóa chấp trưởng. Còn như Viêm Thiên Đế, hắn thì không muốn sống lại. Vô tận năm tháng bể dâu, đã để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi, hắn vô tâm thế sự, hơn nữa hy vọng Diệp Thần có thể gom đủ hắn thân thể bộ kiện, hoàn mỹ thừa kế hắn đạo thống. Bất quá, cái này thế gian. Đối Viêm Thiên Đế thân thể hứng thú người, hiển nhiên vượt quá Diệp Thần một cái. Từ trước mắt pho tượng tới xem, Nguyệt Thần Thiên Đế đối Viêm Thiên Đế, tựa hồ cũng có đậm đà hứng thú. Diệp Thần chú ý tới, con đại bàng này nặn cánh tay phải là thiếu sót. Hắn nghĩ đến âm đan lão tổ cánh tay phải, phá lệ khỏe mạnh có lực, hơn nữa mang theo viêm mang đồ đằng, ngọn lửa hơi thở, tựa hồ cùng Viêm Thiên Đế có liên quan. Chẳng lẽ nói... Nguyệt Thần Thiên Đế đã lấy được Viêm Thiên Đế cánh tay phải, còn bị âm đan lão tổ thừa kế. Diệp Thần tâm tư hoạt động trước, yên lặng đoán sau lưng nhân quả liên lạc. Y nha! Lúc này, trứng đá bên trong Tiểu Cấm Yêu kêu thành tiếng, ngón tay út trước vậy pho tượng, tựa hồ hắn muốn gọi Diệp Thần tìm kiếm đồ, chính là con đại bàng này nặn. Diệp Thần trong lòng động một cái, cẩn thận nhìn lại, con đại bàng này nặn không có gì đặc biệt, nhưng nối liền pho tượng cơ phận xích sắt. Lại tựa hồ như rất đặc thù. Xích sắt đen nhánh, ngoài mặt hiện lên một tầng nhàn nhạt thần hy như xương ải vậy ngưng luyện, cẩn thận cảm ứng, là có thể bắt được mênh mông vô cùng năng lượng khí tức, kéo dài không ngừng. Diệp Thần bàn tay, nhẹ nhàng đụng chạm xích sắt, liền cảm thấy cái này xích sắt phẩm chất, cũng là rất đặc thù, không hoàn toàn đúng kim loại, còn lộ ra gỗ phẩm chất, lạnh lùng bên trong mang sinh mệnh lực mạnh mẽ hơi thở, rất là kỳ diệu. Cái này xích sắt, chính là Nhâm Tiền Bối nói thần huyền xiềng xích. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn không động, thiên cơ phù hợp, đã biết ổ khóa này lai lịch, chính là Nhâm Phi Phàm nói thần huyền xiềng xích, truyền thuyết có thể nối liền vạn vật. Cái này thần huyền xiềng xích,
là Nguyệt Thần Thiên Đế bảo bối, không biết là dùng thứ gì đúc thành, đặc biệt huyền diệu. Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế, chấp trưởng thần huyền xiềng xích, tựa hồ là vì thu thập Viêm Thiên Đế thân thể bộ kiện, lại đem nối liền lên. Bất quá rất hiển nhiên, Nguyệt Thần Thiên Đế còn không thành công, liền đã chết. Cái này thần huyền xiềng xích, hôm nay xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Không biết cái này thần huyền xiềng xích, có thể hay không nối liền ta 10 khối luân hồi huyền bia. Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, liền đem thần huyền xiềng xích cởi xuống. Trên mặt ống khóa, Viêm Thiên Đế tượng đất sét, oanh một tí nghiền. Diệp Thần giọt máu tế luyện, rất thuận lợi liền chấp trưởng thần huyền xiềng xích, cùng thành lập liên lạc. Cái này thần huyền xiềng xích, tựa như thành thân thể của hắn một phần chia. Luân hồi huyền bia, ra. Hạ một sát, Diệp Thần đem Viêm bia, Phong bi, Trần bia, Ma bia, Thiên bia vân. Vân, tất cả luân hồi huyền bia, toàn bộ cho đòi đi ra. 10 khối luân hồi huyền bia, treo lơ lửng trên không trung, phân tán sắp hàng ở Diệp Thần chung quanh thân thể, ông ông tác hưởng, tản mát ra hào hùng luân hồi hơi thở. Cái này cổ luân hồi hơi thở, phóng lên cao, để cho được thiên nguyệt quy cốc thiên địa pháp tắc, đều dao động đứng lên, nơi này thiên cơ hơi thở, kịch liệt hơn truyền bá khuếch tán ra, vô vô thời ý không rất nhiều địa phương, cũng dần dần cảm ứng được thiên nguyệt quy cốc tồn tại. Diệp Thần biết, khối này bảo tàng chi địa, rất nhanh thì phải bị người phát hiện, tranh đấu không thể tránh khỏi. Nếu như có thể nối liền luân hồi huyền bia, nối liền tất cả huyền bia năng lượng khí tức, hòa làm một thể, hắn liền có cơ hội thức tỉnh luân hồi nguyên thể. Luân hồi nguyên thể, được gọi là cao cấp nhất siêu phàm nguyên thể, bá đạo vô địch, cùng luân hồi huyết mạch tương phản chiếu, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội. Nếu như Diệp Thần có thể thức tỉnh luân hồi nguyên thể, vậy kế tiếp tranh đấu, hắn là được chiếm cứ ưu thế thật lớn. Thần huyền xiềng xích, nối liền. Diệp Thần sử dụng thần huyền xiềng xích, thần hy như nước thủy triều, xiềng xích xoát kéo kéo bắn ra, lục tục đem từng cục luân hồi huyền bia, quấn quanh, cũng thử nghiệm đem tất cả luân hồi huyền bia linh khí cùng quy luật, lẫn nhau chuỗi liền. Nhưng mà, 10 khối luân hồi huyền bia, linh khí thuộc tính mỗi người không giống nhau, đặc biệt là thiên bia, phá lệ mạnh mẽ, so cái khác 9 khối luân hồi huyền bia cộng lại đều mạnh hơn. Muốn nối liền dung hợp, độ khó kia có thể nói khủng bố. Ở Diệp Thần thử nghiệm liên tiếp ngay tức thì, huyền bia cùng huyền bia tới giữa thuộc tính mâu thuẫn, liền mãnh liệt nổ lên, tạo thành cuồng bạo khí triều, cắn trả đánh vào đến trên người hắn. Phốc xích. Diệp Thần tại chỗ hộc máu, gương mặt trắng bệch. Bất quá, hắn nhưng cảm giác được, cái này cổ thuộc tính mâu thuẫn, cũng không phải là không thể điều hòa. Chỉ cần kiên nhẫn, chỉ phải tìm được một cái điểm thăng bằng. Cái này 10 khối luân hồi huyền bia, vẫn là có nối liền dung hợp có thể. Nghĩ như vậy, Diệp Thần khẽ cắn răng, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thử nghiệm dung hợp. 10 khối luân hồi huyền bia, còn quấn hắn thân thể, như trôi lơ lửng ở trong vũ trụ trên tinh cầu, tuân theo một cổ huyền diệu quỹ tích, chậm rãi xoay tròn. Trong hang núi, chỉ có khí lưu gào thét, xích sắt chuyển động thanh âm. Dần dần, Diệp Thần tiến vào trạng thái vong ngã. Không nghe thấy chuyện ngoại giới. Mà lúc này, vô vô thời ý không các nơi, nhưng là nhấc lên thao thiên ba lan. Có cổ xưa bảo tàng xuất thế. Là vị nào đại năng bảo tàng? Nguyệt Thần Thiên Đế, chưa từng nghe qua này nhân vật có số à, đó là như thế nào thần bí tồn tại? Luân hồi chi chủ đang đoạt lấy bảo tàng, muốn không muốn cùng hắn tranh đoạt. Thiên Nguyệt quy cốc nơi này thiên cơ, đã bộc lộ ra đi, vô số người có thể cảm ứng được. Vô vô thời ý không có rất nhiều cường giả, đều cực lực tìm kiếm thiên nguyệt quy cốc tọa độ. Nhưng rất nhiều môn phái thế lực, ở bắt được Diệp Thần tồn tại sau đó, lại dâng lên nồng nặc kiêng kỵ ý. Diệp Thần là luân hồi trận doanh đầu não, thiên đao thể ước đã thành lập, coi như không gia nhập thiên đao thể ước người, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Diệp Thần. Nếu không, luân hồi trận doanh rất nhiều cường giả, hàng dẫn xuống, vậy thế lực căn bản không cách nào chịu đựng. Dám cùng luân hồi trận doanh gọi nhịp, chỉ có cổ tinh môn, thiên khư thần điện, tử thần giáo đoàn vân. Vân cao cấp thế lực. Cho nên, ở biết Diệp Thần đang tìm bảo sau đó, rất nhiều thế lực cũng đoạn tuyệt tranh đoạt tâm tư, không dám cùng Diệp Thần tranh đoạt. Thế nhưng chút cao cấp thế lực, có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, có chút ý tứ, ta Chu Võ Hoàng muốn. Nguyệt Thần Thiên Đế, đó là cái gì thần linh? Thiên cơ như vậy mênh mông, thần bí,
cổ xưa, mạnh mẽ, nàng bảo tàng, nhất định không phải chuyện đùa, ta Hùng Bá gia tộc phải cướp được tay. Cái này bảo tàng, ta cổ tinh môn ban thiên đế muốn. Ha ha, luân hồi chi chủ, lúc đầu ngươi ở chỗ này, chắc hẳn huyền trần thiên đế lão nhân kia, cũng ở đây bên người ngươi chứ. Ngày xưa nợ, là thời điểm cùng nhau thanh toán. Từng đạo bóng người, bắt đầu điều động, đang siêu tầm thiên nguyệt quy cốc tọa độ, phá không đi. Thiên nguyệt quy cốc, chỗ kia trong hang núi, Diệp Thần đang chuyên tâm dung hợp luân hồi huyền bia. Hắn đạo tâm bén nhạy, dần dần bắt được một cái điểm thăng bằng, thông qua thần huyền xiềng xích, đem 10 khối luân hồi huyền bia linh khí, chuỗi liền đứng lên. Mà ở luân hồi huyền bia, linh khí dần dần nối liền dung hợp thời điểm, Diệp Thần thân thể, vậy sinh ra biến hóa kỳ diệu. Hắn cảm giác được, luân hồi huyền bia linh khí, ở rèn luyện mình ra, bắp thịt, xương cốt, kinh lạc, để cho hắn thể chất, không ngừng đổi được mạnh mẽ. Diệp Thần bắp thịt, khô nóng lên, giống như bị vứt xuống hỏa lò bên trong nướng luyện, từ nóng ran đổi được lửa đốt đau, thể chất càng ngày càng khỏe kiện, mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng, tất cả tạp chất đều bị ép liền đi ra. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, 2 ngày trôi qua. Thiên Nguyệt Quy Cốc lối vào, Từ Thiên Lang và Âm Đan Lão Tổ, còn đang chiến đấu. 2 ngày kịch liệt đánh giết, hai người đều là mệt mỏi hết sức, hơi thở dần dần đứt đoạn. Âm Đan Lão Tổ áo khoác, đã mảng lớn nứt ra, lộ ra tráng kiện nổ cánh tay phải. Hắn thân thể, còng lưng gầy yếu như khô lâu, thế nhưng cái cánh tay phải, nhưng là dị thường rắn chắc, tràn đầy nổ lực lượng, cánh tay trên da xích viêm vần quanh, ngọn lửa đợt khí ngất trời. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, vậy cái cánh tay phải, chính là Viêm Thiên Đế cánh tay. Đáng chết, đuôi thú lực lượng, lại như này khó dây dưa. Âm Đan Lão Tổ cắn răng nghiến lợi, cái này thời gian 2 ngày, hắn đã đem Thiên Đế cánh tay lực lượng, bùng nổ đến mức tận cùng, nhưng như cũ không cách nào áp chế Từ Thiên Lang, hôm nay hắn đã mau hao hết khí lực, trên cánh tay phải ngọn lửa mang khí, đang dần dần đổi được ảm đạm. Từ Thiên Lang không nói một lời, vùng đao chém thẳng, ra đao lực đạo, đã không lớn bằng lúc trước, trên thân đao vậy hiện đầy loang lổ lỗ hổng dấu vết, kế cận bể tan thành. Cái này 2 ngày chiến đấu, vậy mau để cho hắn ngã xuống, hắn là dựa vào ý chí chống đỡ. Đáng chết xúc sinh, coi là ngươi lợi hại. Âm Đan Lão Tổ khẽ cắn răng, biết đánh tiếp nữa, hắn ý chí, khẳng định không đụng nổi Từ Thiên Lang. Lập tức, hắn liền cởi chiến xoay người, đi thung lũng chỗ sâu chạy trốn đi. Nhưng, kịch chiến sanh tử giây phút, hắn muốn cởi chiến, nơi nào có như thế dễ dàng. Từ Thiên Lang vùng đao chém tới, Âm Đan Lão Tổ khí lực suy kiệt, khó mà ngăn cản, đành phải giơ lên Thiên Đế cánh tay đón đỡ. Phốc xích, Từ Thiên Lang ra đao ác liệt, tại chỗ liền đem Âm Đan Lão Tổ Thiên Đế cánh tay, chặt đứt xuống. Vậy cái Thiên Đế cánh tay, nhưng mà Viêm Thiên Đế cánh tay, hôm nay gãy nhào, Âm Đan Lão Tổ tức giận công tâm, phun ra một búng máu, nhưng cũng không dám lưu lại, che tay cụt vết thương, máu chảy như suối, lảo đảo đi bên trong sơn cốc bỏ chạy, mắng. Các ngươi quấy nhiễu liền Nguyệt Thần Thiên Đế trật tự, chờ ta triệu hoán Nguyệt Thần Đại Nhân hạ xuống, các ngươi đều phải chết. Từ Thiên Lang chặt đứt Âm Đan Lão Tổ cánh tay sau đó, khí lực cũng là hao hết, không cách nào truy kích nữa, chỉ có thể nhìn Âm Đan Lão Tổ đi xa, bóng người biến mất ở thung lũng chùm trong rừng. Ho! Kết thúc chiến đấu, Từ Thiên Lang 10 phần chật vật quỳ sụp xuống đất, cả người đuôi thú hơi thở suy kiệt, tiêu hao lớn vô cùng. Ha ha, đây không phải là hai đuôi sao? Làm sao chật vật đến đây? Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ gặp một cái thiếu niên nam tử, hạ xuống đến Thiên Nguyệt Quy Cốc bên ngoài, lại là Thiên Khư Thần Điện, lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng. Ở Chu Võ Hoàng trên đầu vai, có một đầu điêu thử. Vậy điêu thử sinh trưởng 4 cái đuôi, bề ngoài nhìn như người vô hại, nhưng nếu như cẩn thận xem ánh mắt của nó, liền có thể cảm nhận được một cổ ác mộng vậy hung ác kinh khủng không rõ hơi thở. Đó không phải là thông thường điêu thử, mà là tứ vĩ. Tứ vĩ điêu thử lông, phơi bầy màu tím, lại kêu Tử Vân Điêu. Chu Võ Hoàng, tứ vĩ, là các ngươi. Từ Thiên Lang sắc mặt trầm xuống, thấy Chu Võ Hoàng tới, vậy chắc hẳn Thiên Nguyệt Quy Cốc tọa độ, đã hoàn toàn bại lộ. Trừ Chu Võ Hoàng bên ngoài, tiếp theo, khẳng định còn sẽ có nhiều người hơn, hạ xuống đến Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, tranh đoạt bảo tàng. Thật là trời cũng giúp ta,
Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng không bắt được, lại bị ta đụng phải ngươi. Chu Võ Hoàng ánh mắt chớp mắt, lại thấy rớt xuống đất Thiên Đế cánh tay, ha ha, còn có Viêm Thiên Đế cánh tay, đây có thể đều là thiên đại cơ duyên. Tư Vĩ, trước cầm cái này hai đuôi nuốt. Từ Thiên Lang chính là yếu ớt thời điểm, là chiếm đoạt hắn tuyệt hảo cơ hội. Chu Võ Hoàng lập tức hét ra lệnh, trên đầu vai điêu thử, chính là nhanh như tia chớp bay giết ra, trong mắt không rõ khí nổ tung, mà khí thao thiên lên, ở sau lưng hóa ra một đạo thiên địa pháp tướng, chừng trăm trượng cao, là một đầu ma con trồn hình tượng, khuôn mặt dữ tợn, liền hướng Từ Thiên Lang đạp chết xuống, phải đem hắn chiếm đoạt. Từ Thiên Lang con người co rúc lại, hắn yếu ớt dưới, đã không cách nào ngăn cản. Nhưng lúc này, từ sau lưng hắn, truyền tới một tiếng gầm thét, một con cự mãng liều chết xung phong ra, đánh lui Tứ Vĩ, thậm chí thiếu chút nữa nghiền nát Tứ Vĩ thiên địa pháp tướng. Vậy con cự mãng, toàn thân đen nhánh, con người đỏ tươi, nhìn kỹ lại, liền có thể sợ hãi phát hiện, chăn lớn thân thể, là do ngàn vạn điều lớn bằng ngón cái rắn độc, hội tụ cấu trúc mà thành. Vô số rắn độc ngọa nguậy vây quanh, một bóng người, dần dần từ chăn lớn trên đầu nổi lên, chính là một cái tướng mạo âm lệ, con người như rắn đồng vậy chàng thanh niên. Chu Võ Hoàng, người đã có một đầu đuôi thú, cái này hai đuôi, hay là giao cho ta chiếm đoạt đi. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng và phiếu đề cử nha. Chàng thanh niên cười nói, tóc theo gió tung bay, hắn sợi tóc, đuôi sao lại có thể vậy có rắn độc đầu rắn hiển hóa đi ra, dị thường quỷ bí. Hùng Phách Chân, ngươi làm sao cũng tới. Ta còn lấy là, ngươi đến xà thiên đế dưới quyền nằm vùng, bị phát hiện sau đó, đã chết đây. Chu Võ Hoàng thấy cái này cái chàng thanh niên, khóe miệng nhếch một cái lãnh khốc độ cong. Ngươi cũng chưa chết, ta lại làm sao sẽ chết. Tên là Hùng Phách Chân chàng thanh niên, cũng là cười lạnh. Hắn đến từ Thiên Khư Thần Điện, và Chu Võ Hoàng sư xuất đồng môn, nghiêm chỉnh mà nói, coi như là thống nhất cái trận doanh. Nhưng là bất đồng gia tộc. Chu Võ Hoàng thuộc về lớn Chu gia tộc, mà Hùng Phách Chân, tắc lai tự Hùng Phách gia tộc. Năm xưa Hùng Phách Chân, từng nằm vùng cổ tinh môn, ở xà thiên đế dưới quyền ẩn núp, sau đó bị phát hiện, thiếu chút nữa bị xà thiên đế giết chết, khó khăn trốn về gia tộc. Ở nằm vùng thời gian, hắn lấy được xà thiên đế chân truyền, cả người độc công cùng điều khiển rắn độc pháp môn, hết sức lợi hại. Lần này Thiên Nguyệt Quy Cốc bảo tàng xuất thế. Lớn Chu gia tộc phái Chu Võ Hoàng đi ra, mà Hùng Phách Chân thì đại biểu Hùng Bá gia tộc. Hai đại gia tộc cao tầng, bởi vì thiên đao thể ước hạn chế, không tiện cùng Diệp Thần tranh đoạt, cho nên mỗi người phái trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa đụng phải Diệp Thần, cái này hai vị thiên kiêu, trước hết đụng phải. Đuôi thú quy về ta. Hùng Phách Chân ánh mắt run lên, khởi động chăn lớn, gió tanh gầm thét, dương ra miệng to như chậu máu. Hướng Từ Thiên Lang chiếm đoạt đi. Ngươi dám? Chu Võ Hoàng tức giận, lập tức một kiếm vung ra, kiếm khí bừng bừng, thần đạo cảnh quy luật như trời bộc, thế không thể đỡ. Hùng Phách Chân chăn lớn, gặp phải kiếm khí chém chết, trăm ngàn con rắn độc bị chém nứt hết, chảy ra đáng sợ khí độc cùng bẩn thỉu nọc độc. Chu Võ Hoàng cả người thần mang vần quanh, không bị ảnh hưởng chút nào, bàn tay hướng Từ Thiên Lang bắt đi. Lòng tham không đáy, ngươi đã có Tứ Vĩ, còn muốn cùng ta tranh đoạt. Hùng Phách Chân ánh mắt che lấp, hừ một tiếng, bàn tay giết ra, cánh tay vặn vẹo dị hóa, nổ tung thành thiên vạn điều thật nhỏ rắn độc. Mỗi một con rắn độc, cũng nuốt lẻ lưỡi, thật nhỏ nhọn răng, hiện lên độc mang, nhào cắn hướng Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng nhìn hờ hững, trở tay một trường, đem rất nhiều rắn độc toàn bộ nghịch giết, cuồng bạo trưởng phong, thậm chí kích được Hùng Phách Chân bước chân liên tiếp lui về phía sau. Có chút ý tứ. Hùng Phách Chân ngực bực mình, chỉ cảm thấy Chu Võ Hoàng lực lượng bá đạo, không kém chút nào hắn. Hắn tu vi, đã đến thần đạo cảnh đỉnh cấp. Mà Chu Võ Hoàng tu vi, chỉ là thần đạo cảnh tầng thứ 5. Theo lý mà nói, Chu Võ Hoàng không phải là địch thủ của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở cách nhau tầng 4 dưới tình huống, Chu Võ Hoàng vẫn là đè được Hùng Phách Chân có chút nghẹt thở. Đây là bởi vì... đã từng là Chu Võ Hoàng, chính là thiên đế cảnh vĩ đại tồn tại, sau đó từ chém tu vi, tuy chém xuống đến thần đạo cảnh tầng thứ 5 bước, nhưng thiên đế căn cơ do ở đây, cho nên vượt cấp tác chiến năng lực, vô cùng mạnh mẽ. Chiến cuồng nguyên thể, mở. Hùng Phách Chân cũng không sợ, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, sợi tóc kích trương,
lại là tại chỗ mở chiến cuồng nguyên thể. Chiến cuồng nguyên thể, là nhất lưu siêu phàm nguyên thể, hùng bá gia tộc mấy đời truyền thừa. Oanh! Chỉ gặp Hùng Phách Chân, vừa bắt đầu chiến cuồng nguyên thể, cả người liền rơi vào trạng thái cuồng bạo, trong mắt đỏ tươi, ma khí bùng nổ, bắp thịt nổ tung, từng cái tóc, thành từng cái rắn độc, cả người mỗi một cái lỗ chân lông, vậy có rắn độc nhô ra, cực kỳ kinh khủng dữ tợn. Vậy ngàn vạn con rắn độc bò loạn tán loạn, ở dưới chân hắn hội tụ, để cho được dưới chân hắn vậy con cự mãng, thể hình cũng thay đổi được vai u thịt bắp rất nhiều, há mồm gầm thét, hung mãnh hết sức. Thấy Hùng Phách Chân như vậy cuồng bạo dữ tợn tư thái, Chu Võ Hoàng cũng là cảnh giác, không dám khinh thường, khua kiếm như hắt mực, gào thét chém chết ra. Hùng Phách Chân cho đòi tới trăm ngàn con rắn độc, hội tụ thành một cái xà mâu, kịch độc chất lỏng đang chảy xuôi, ám sát hướng Chu Võ Hoàng. Hai người toàn lực đánh nhau, thanh thế hung mãnh. Mà lúc này, lại có một từng đạo bóng người, từ bốn phương tám hướng phóng tới. Những người này, là một ít tán tu bình thường võ giả, sau lưng cũng không có thế lực môn phái chống đỡ. Bọn họ tự nhiên cũng không dám đắc tội luân hồi trận doanh, nhưng đang cảm thụ đến bảo tàng hơi thở sau đó, vẫn là không nhịn được tới đây, xem có thể hay không thử vận khí một chút, nhặt cái tiện nghi cái gì. Những thứ này tán tu võ giả, một trong hạ xuống, liền thấy Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân kịch đấu, thần đạo cảnh khí thế mạnh mẽ, còn có từng cái rắn độc bộc phát ra khí độc, nhất thời để cho được đám người xôn xao. Có người dựa vào được quá gần, tại chỗ liền bị nọc độc dính, hóa thành xương khô. Thấy một màn này, có rất nhiều tán tu võ giả, bị sợ được quay đầu chạy. Cái này Thiên Nguyệt Quy Cốc bảo tàng, vậy võ giả muốn tranh đoạt, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân kịch liệt tỉ thí, cũng không cảm giác người ngoài đến. Oanh! Nhưng lúc này, một đạo to lớn nổ vang, để cho hai người đều sợ ngây người. Ánh mắt của hai người, nhìn về thung lũng chỗ sâu. Chỉ gặp một đạo luân hồi kim quang, huy hoàng minh mông, vĩ đại thần thánh, như mang chí cao quy luật, phóng lên cao, xuyên qua Tiêu Vũ. Cái này đạo luân hồi kim quang, là như vậy bá đạo mãnh liệt, biểu dương ra người sau lưng, vậy cổ dâng trào vô địch khí thế nội tình. Hơi thở này, đây là luân hồi chi chủ hơi thở. Vậy tiểu tử, lại có đột phá, đáng chết. Chu Võ Hoàng nhìn vậy đạo luân hồi kim quang, hoàn toàn sợ ngây người. Ở đó luân hồi kim quang bên trong, có một từng đạo đồ đằng đang lóe lên, gió đồ đằng, lửa đồ đằng, sấm sét đồ đằng, sáng và tối đồ đằng vân. Vân, cẩn thận đếm tới, là có 9 đạo đồ đằng, đại biểu 9 loại bất đồng thuộc tính, mơ hồ cùng 9 thần phù hợp. Chu Võ Hoàng tim phát chặt, biết Diệp Thần là nhất định lấy được cái gì không được cơ duyên, thực lực thật to tăng lên, khí tượng dâng trào, như đỉnh cấp 9 thần hạ xuống, không thể nhất thế, uy áp mãnh liệt, như cao nhất quân vương. Đây là luân hồi chi chủ khí tượng. Hùng Phách Chân thấy một màn này, cũng là thầm giật mình. Hắn tu vi đã đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, hơn nữa lại mở chiến cuồng nguyên thể, khí thế chính là hừng hực thời điểm. Nhưng, hắn đối mặt cái này của luân hồi khí tượng, kim quang ngất trời hình ảnh, hắn vậy cảm thấy mình nhỏ bé, không cách nào đối kháng cùng tương đương. Hùng Phách Chân, chúng ta trước đừng nội đấu, hiện giờ không phải tranh đấu thời điểm. Ta cầm hai đuôi, người cầm Viêm Thiên Đế cánh tay, cùng cướp lấy bảo tàng sau đó, trở lại Thiên Khư Thần Điện, sẽ chậm chậm thương lượng chia cắt. Chu Võ Hoàng cảm giác sâu sắc nguy hiểm, liền cùng Hùng Phách Chân thương lượng, con mắt nhìn xem Từ Thiên Lang, lại nhìn xem vậy rớt xuống đất Viêm Thiên Đế cánh tay. Từ Thiên Lang mới vừa cùng Âm Đan lão tổ đánh một trận, tổn lớn vô cùng, hôm nay cực kỳ yếu ớt, ở Chu Võ Hoàng, Hùng Phách Chân hao nội đấu thời điểm, hắn vậy thử nghiệm điều tức khôi phục, đáng tiếc tiêu hao chân thực quá lớn, trong thời gian ngắn, vậy khó khôi phục tới đây. Lúc này, hắn nghe được Chu Võ Hoàng phải đem hắn bắt xoay chuyển trời đất khư thần điện, nhất thời cảm thấy nguy hiểm, không nói một lời, thân thể vèo đích một tiếng, hóa thành một món màu máu ánh sáng, đi chân trời bay trốn đi. Nhưng mà, hắn yếu ớt dưới, ở Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân mí mắt phía dưới, lại như thế nào có thể chạy khỏi. Muốn chạy, Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân song song ra tay, hai người bàn tay một trái một phải, chặn đánh Từ Thiên Lang. Từ Thiên Lang trong lòng chợt lạnh, mắt xem sẽ bị bắt được. Bạn của ta, các ngươi cũng dám động. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên chợt quát nổ lên, giữa trời đất cuồng phong nổi lên, bạo gió gào thét.
từng cái màu đen gió lốc, từ mặt đất nổi lên, quán thông chân trời, tung lên bụi mù cuồn cuộn, rất nhiều rừng rậm cây cối, núi đá bụi bặm đều bị cuốn lên, thậm chí vùng lân cận có mấy ngọn núi, cũng bị vậy bạo gió nghiền nát. Gió bão này, là như vậy kịch liệt, đủ để đem phổ thông thần đạo cảnh cường giả, trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Đang kịch liệt gió bão dưới, Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân, thân thể cũng bị thổi bay, thân hình không yên, thậm chí thiếu chút nữa muốn rơi xuống đất. Cuồn cuộn gió bão bên trong, một đạo to lớn bá đạo thanh niên bóng người, hạ xuống. Chính là Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần, tu vi đạt tới vô lượng cảnh tầng thứ 7 đỉnh cấp, so trước kia không có tăng nhiều ít. Nhưng là, hắn thân thể, nhưng thấm ra một cổ cường đại hoàn mỹ khí chất, để cho tất cả người thấy được, tim cũng mãnh liệt nhảy lên. Diệp Thần thân thể, giống như pho tượng cường tráng, đường cong tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, bắp thịt không hề nổ, mà là vừa đúng lúc tráng kiện, to con, trầm ổn có lực, biểu dương ra một cổ hoàn mỹ lực lượng cảm. Vậy lộ ra kim quang ra, không một chút tì vết nào cùng tạp chất, siêu phàm hơi thở vần quanh, so với thiên đế ra, còn muốn sáng bóng thần thánh. Người thân thể, Chu Võ Hoàng ngây dại, chỉ cảm thấy Diệp Thần thân thể, cùng trước kia so sánh, có một loại kinh người dị biến, đổi cho hết đẹp, có lực, thần thánh như cung điện, thấm ra một cổ vĩ đại cùng siêu phàm ý. Ở Diệp Thần trên trán in một đạo phong chi đồ đằng. Cái này đạo đồ đằng, như xăm đóng dấu vậy, hơi lộ ra thần hy, để cho được Diệp Thần hô hấp tới giữa, liền dẫn phát cuồn cuộn gió bão, giống như là nắm trong tay thiên phong nắm giữ. Chu Võ Hoàng nhớ lại một cái đặc biệt truyền thuyết lâu đời, liên quan tới trí cao siêu phàm nguyên thể, luân hồi nguyên thể truyền thuyết. Tại tất cả siêu phàm nguyên thể bên trong, lấy luân hồi nguyên thể lợi hại nhất, bá đạo nhất, nhất vô địch. Luân hồi nguyên thể, là trí cao thiên đạo chiếu cố nguyên thể. Có thiên đạo chúc phúc lực lượng vĩ đại, chư tà không vào, vạn ma bất xâm, một khi thức tỉnh, có thể ung dung đối kháng thế giới hắc ám cùng năm tháng mài mòn. Này cùng nguyên thể, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, dĩ vãng cửu thế luân hồi chi chủ, cũng không có thức tỉnh qua. Chu Võ Hoàng cũng chỉ là ở một ít đặc biệt cổ xưa bí tịch bên trong, thấy qua liên quan tới luân hồi nguyên thể truyền thuyết ghi lại. Truyền thuyết, luân hồi không ra, chín thần xưng hùng. Luân hồi nguyên thể hội tụ trong thiên địa chín loại hạch tâm thuộc tính, theo thứ tự là gió, lôi, nước, lửa, nham đất, quang, ám, băng, cỏ cây. Luân hồi nguyên thể, hội tụ thiên địa cốt lõi nhất chín loại lực lượng, là cao nhất nhất vô địch siêu phàm nguyên thể, bao trùm ở hết thảy siêu phàm bên trên. Nhưng, cái này luân hồi nguyên thể, từ đầu đến cuối không có sản sinh ra tới. Vậy chín loại thiên địa thuộc tính, hội tụ thành chín thần gợi ý ghi. Chiêu kỳ chín thần ra đời. Nếu như luân hồi nguyên thể, có thể sinh ra nói, căn bản không sẽ có chín thần tồn tại. Chín thần khí vận, cũng sẽ hội tụ đến luân hồi nguyên thể phía trên. Đúng như luân hồi huyết mạch, hạch tâm là luân hồi thất tinh. Luân hồi nguyên thể, hạch tâm là cửu thiên đồ dọn ra, cái này nguyên thể có chín đạo đồ đằng, mỗi đạo đồ đằng đại biểu một loại thuộc tính. Cái gọi là chín thần, coi như là ăn cắp cửu thiên đồ dọn ra khí vận. Cuối cùng thành thần. Giờ phút này, Chu Võ Hoàng nhìn Diệp Thần thân thể, nhìn vậy sáng bóng ra, hoàn mỹ bắp thịt đường cong, hắn đầu óc bên trong, toát ra thần thánh, vĩ đại, mênh mông, trí cao, vô địch, quân vương vân. Vân khái niệm. Hắn hít thở không thông. Hắn biết, đó chính là luân hồi nguyên thể. Trong truyền thuyết luân hồi nguyên thể, Diệp Thần lại có thể thức tỉnh. Luân hồi không ra, chín thần xưng hùng. Nhưng nếu như luân hồi nguyên thể ra đời, vậy cho dù là ngày xưa cường đại chín thần, đều phải bò lổm ngổm ở luân hồi dưới chân. Luân hồi nguyên thể cửu thiên đồ dọn ra, Diệp Thần cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ thức tỉnh một đạo phong chi đồ đằng. Chỉ là một đạo phong chi đồ đằng mà thôi, Chu Võ Hoàng, Hùng Phách Chân, Từ Thiên Lang, còn có tại chỗ tất cả các võ giả, đều cảm thấy nghẹt thở, thật giống như thấy vĩ đại nhất phong thần hạ xuống. Oanh! Diệp Thần giơ tay lên. Gió lốc nổ, vô số gió bão cuộn sạch hướng Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng à một tiếng hét thảm, căn bản không ngăn được, thân thể tại chỗ bị vô số đao gió, vặn cắt được máu thịt mơ hồ, chật vật rơi xuống đất, ít nhất có một thời gian nửa tiếng tuyến, bị Diệp Thần tại chỗ chém chết. Luân hồi nguyên thể, ngươi lại có thể thức tỉnh luân hồi nguyên thể. Chu Võ Hoàng con ngươi gắt gao trợn to, không thể tin nhìn Diệp Thần. Hắn không dám tin tưởng.
truyền thuyết lại là thật, luân hồi nguyên thể lại là chân thực tồn tại, hơn nữa Diệp Thần còn thức tỉnh. Ha ha, không tệ, ngươi lại còn biết luân hồi nguyên thể. Diệp Thần cười một tí, Chu Võ Hoàng nói không sai, hắn đích xác là thức tỉnh luân hồi nguyên thể. Thần huyền khóa hiệu quả, tốt vô cùng. Diệp Thần ở vậy trong hang núi, đã thành công đem 10 khối luân hồi huyền bia, toàn bộ nối liền lên, hơi thở hòa làm một thể. Ở luân hồi huyền bia, hơi thở nối liền dung hợp sau đó, hắn thân thể, cũng nhận được cường đại rèn luyện, thiên đạo ban phúc thêm thân, thức tỉnh ra luân hồi nguyên thể, tu vi tăng lên tới tầng thứ 7 đỉnh cấp cảnh giới. Cái này tu vi tăng lên, không hề coi là quá lớn, nhưng Diệp Thần toàn thân sức chiến đấu, cũng không biết trở nên mạnh mẽ nhiều ít. Bởi vì luân hồi nguyên thể, là chiến đấu mà sinh siêu phàm nguyên thể, đang thức tỉnh sau đó, Diệp Thần thể chất, đổi được vô cùng mạnh mẽ. Nếu như luân hồi nguyên thể cửu thiên đồ dọn ra, có thể toàn bộ thức tỉnh, hắn thậm chí có lòng tin, không cần theo dựa vào cái gì quang minh chi tâm, chỉ dựa vào chính mình thể chất, cũng có thể chống lại toàn bộ vô vô thời y không hắc ám. Cửu thiên đồ dọn ra, là luân hồi nguyên thể độc trúc đồ đằng, sau lưng hàm chứa thiên đạo lực lượng. Mỗi loại đồ đằng thuộc tính không cùng, phân biệt đại biểu trong thiên địa 9 loại thuộc tính linh khí, cùng 9 thần đối ứng. Hoặc là nói, 9 thần năng đủ ra đời, là bởi vì là luân hồi nguyên thể chậm chạp không ra, cho nên cửu thiên đồ dọn ra khí vật, bị rời đi ra ngoài, tạo hóa ra 9 thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khí vận phân tán, đưa đến Diệp Thần thức tỉnh luân hồi nguyên thể sau đó. Chỉ là thức tỉnh ra một đạo phong chi đồ đằng, những thuộc tính khác đồ đằng, còn không điểm sáng. Bất quá, ủng có một đạo phong chi đồ đằng, Diệp Thần vậy gần như là lấy nghiền ép thư thái, ung dung liền đánh bại Chu Võ Hoàng. Hùng Phách Chân thấy Chu Võ Hoàng sa sút trọng thương, liền Diệp Thần nhất kích cũng không ngăn nổi, tại chỗ liền ngu, trợn mắt hốc mồm ngay tại chỗ. Ngươi là Xà Thiên Đế đệ tử. Diệp Thần ánh mắt nhìn về Hùng Phách Chân, từ trên người đối phương. Mơ hồ bắt được một chút Xà Thiên Đế nhân quả. Năm đó ra hắn, ở Xà Thiên Đế dưới quyền bị thương nặng, hôm nay võ tổ, ở cổ tinh môn bên trong, vậy thường xuyên bị Xà Thiên Đế hành hạ. Ngàn vạn con rắn độc phệ cắn mùi vị, cũng không dễ chịu. Không phải, không phải, ta kêu Hùng Phách Chân, là Hùng Bá người gia tộc. Hùng Phách Chân hoảng vội vàng lắc đầu, thuyết minh mình thân phận. Vậy cũng đáng chết. Diệp Thần cười một tiếng. Đại khái cảm nhận nhân quả, biết Hùng Phách Chân đã từng, ở Xà Thiên Đế dưới quyền nằm vùng qua, sau đó bị phát hiện, thiếu chút nữa thì bị giết chết, may mắn chạy nạn đi ra. Lần này Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng xuất thế, hắn là đại biểu Hùng Bá gia tộc, tới tìm bảo. Lấy hắn thần đạo cảnh đỉnh cấp thực lực, nếu như là trước kia Diệp Thần, đối mặt nói, vậy sẽ đặc biệt khó giải quyết. Nhưng hiện tại, Diệp Thần thức tỉnh luân hồi nguyên thể, từ thể chất, tinh thần, khí thế. Ý chí chiến đấu, khắp mọi mặt cũng nghiền ép Hùng Phách Chân, đối phương căn bản không phải địch thủ. Diệp Thần ngón tay vạch ra một đạo yêu nhã đường vòng cung, một cái trắng xóa đao gió khí mang, như sóng lớn cuộn sạch chém ra. Phốc xích, Hùng Phách Chân tại chỗ bị chém eo, kêu thảm một tiếng, từ trên trời rơi xuống. Bất quá hắn thân thể, vô cùng kỳ quái quỷ dị, một rơi xuống đất, cả người vặn vẹo chia ra, hóa thành ngàn vạn điều thật nhỏ rắn độc. Ô ương như hắc triều, đi bốn phương tám hướng phân tán bỏ chạy. Vô số điều rắn độc chạy thục mạng tình cảnh, quả thực có chút kinh người. Tại chỗ võ giả thấy, đều là sợ hãi, lại không có so rung động Diệp Thần thủ đoạn. Phải biết, Hùng Phách Chân nhưng mà thần đạo cảnh đỉnh cấp cường giả, hơn nữa lại đang Xà Thiên Đế dưới quyền tu luyện qua, thần thông vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, đối mặt Diệp Thần, Hùng Phách Chân cũng là liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Trực tiếp bị chém eo, không biết có nhiều ít thời gian tuyến phai mờ. Diệp Thần thấy Hùng Phách Chân, hóa thành vô số rắn độc, quỷ dị này tình cảnh, vậy để cho hắn nhướng mày một cái. Tư Vĩ, giết hắn. Lúc này, Chu Võ Hoàng quát to một tiếng, trên đầu vai Tứ Vĩ Tử Vân Điêu, lập tức như nhanh như tia chớp bạo giết ra, thân thể bạo tăng trăm lần, khuôn mặt dữ tợn, thân thể vặn vẹo, hiển hóa ra đuôi thú ác mộng không rõ khí, móng vuốt như lai từ vực sâu quỷ trảo. Xé hướng Diệp Thần thân thể. Nhưng, Diệp Thần luân hồi nguyên thể, nhưng là vô cùng thần thánh, vĩ đại, mạnh mẽ, đối đuôi thú hơi thở, có tuyệt hảo khắc chế hiệu quả. Trừ phi là chín đuôi tới, nếu không thông thường đuôi thú, khó mà đến gần Diệp Thần thân thể.
Quả nhiên, tứ vĩ móng vuốt, còn không chạm được Diệp Thần thân thể, liền bị một tầng luân hồi kim quang, bắn ngược trở về. Tứ vĩ bị cắn trả, kêu 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 loạn, thật giống như bị nước sôi đến con chuột, kịch liệt giãy giụa, thân thể héo rút. Đây là luân hồi nguyên thể lợi hại, vạn ma bất xâm, chư tà không vào. Mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật đuôi thú, liền phổ thông thiên đế cũng kiêng kỵ tồn tại, nhưng thì không cách nào thương tổn hại đến Diệp Thần. Dĩ nhiên, nếu như đuôi thú tu luyện cường đại gì võ đạo thần thông, vẫn có thể trấn áp Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần nói cho cùng, tu vi chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 7 mà thôi, liền thần minh đều không phải là, lực lượng từ đầu đến cuối có hạn. Nhưng tứ vĩ tử Vân Điêu, hiển nhiên không tu luyện qua đặc thù gì võ đạo, chỉ là dựa vào tự thân đuôi thú hơi thở tác chiến, đó là liền Diệp Thần chút nào mau cũng không đả thương được. Thấy tứ vĩ vậy sa sút, Chu Võ Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt không giấu vết, lướt qua một chút đau đớn khổ sở. Hắn cảm thấy mình bắp thịt, sắp biến dạng nổ. Vận dụng luân hồi nguyên thể chiến đấu, đối thân thể bắp thịt gánh vác, lớn vô cùng. Đây là cao cấp siêu phàm nguyên thể, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, hiển nhiên không thể thường xuyên sử dụng. Phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần nghĩ thầm, ánh mắt run lên, không có nói nhảm nữa, sải bước hướng Chu Võ Hoàng đạp đi, rút ra luân hồi thiên kiếm, bạo gió cuộn sạch, muốn một kiếm đem Chu Võ Hoàng giết chết. Chu Võ Hoàng là đã từng là thiên đế, tuy từ chém tu vi, nhưng như cũng có lần nữa lên đỉnh có thể. Đem hắn chém chết, cũng có thể giải quyết hết một cái hậu hoạn. Chu Võ Hoàng sắc mặt trắng bệch, đối mặt mở luân hồi nguyên thể Diệp Thần, hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng. Các người đánh được náo nhiệt như vậy, cũng không bảo cho ta sao. Nhưng vừa lúc đó, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ gặp một thanh kiếm, từ nghiêng gai bên trong lộ ra, dễ dàng, liền chặn lại Diệp Thần kiếm. Diệp Thần rên lên một tiếng, kiếm này bị ngăn cản, hắn hơi thở nhất thời hỗn loạn, luân hồi nguyên thể không cách nào lại duy trì tiếp, trên ra tất cả kim quang, tất cả vĩ đại siêu phàm hơi thở, toàn bộ thu liễm trở về, khí thế trong nháy mắt suy yếu trăm lần. Hàn Diễm, Diệp Thần và Chu Võ Hoàng, ánh mắt nhìn về phía xuất kiếm nam tử, đều là lấy làm kinh hãi. Vậy xuất kiếm nam tử, lại là Hàn Diễm. Nhưng thời khắc này Hàn Diễm, hình dáng khí chất tựa hồ và trước kia có chút không cùng. Hàn Diễm ánh mắt rất trong, lại không có một chút thế tục bụi bặm dấu vết, tóc hắn, chẳng biết lúc nào bù xù liền xuống, mang trên mặt ôn hú nụ cười, giơ tay nhấc chân tới giữa, cùng thiên địa đại lộ hòa làm một thể, thấm ra một cổ hoàn mỹ trật tự, vận luật, diệu pháp. Đó là liền vậy thiên đế chủ thần, cũng rất khó làm được trở lại nguyên trạng. Cái gì Hàn Diễm, ta không gọi danh tự này. Ta tên chữ mà, ha ha, ta không có tên chữ, các ngươi có thể kêu ta kiếm ma. Ta trời xanh là kiếm như ma, thích đánh nhau và luyện kiếm. Các ngươi đánh được như thế kịch liệt, vậy kêu là trên ta tốt. Hàn Diễm cười ha hả nói, con mắt nhìn xem Chu Võ Hoàng, lại nhìn xem Diệp Thần. Hắn trước đưa ngón tay một chút, một đạo thần quang bơm vào đến Chu Võ Hoàng trong cơ thể. Chu Võ Hoàng vốn là trọng thương, nhưng đạt được Hàn Diễm điểm hóa, lập tức thương thế khôi phục, từ dưới đất xoay mình bắn lên, cả người thần thái sáng láng, trong mắt mang kinh hãi kinh ngạc thần sắc, nhìn Hàn Diễm. Thời khắc này Hàn Diễm, tu vi đổi được sâu không lường được, tựa hồ trong nháy mắt tới giữa, liền có thể tan biến thiên địa vũ trụ, sinh diệt chư thiên thần ma, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước. Ngươi là kiếm ma. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Nhất thời cảm thấy không đúng. Trước mắt Hàn Diễm, bề ngoài hình mạo không có biến hóa chút nào, nhưng nói năng khí chất nhưng thay đổi, đổi được vô cùng đơn thuần, hết sức chân thành, nhiệt tình. Đối kiếm đạo hết sức chân thành, đối với chiến đấu nhiệt tình. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, phỏng đoán là Hàn Diễm thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Thậm chí trí nhớ của kiếp trước, thay thế kiếp này hắn, cho nên hắn tự xưng là kiếm ma. Trên mình ngươi luân hồi khí vần quanh, ngươi chính là luân hồi chi chủ. Rất tốt, ta trước cùng ngươi đánh. Hàn Diễm xuất kiếm, ám sát hướng Diệp Thần. Một kiếm này bình thường không có gì lạ, chỉ là khởi thủ dò xét. Nhưng cái này thử dò xét một kiếm, cũng hàm chứa thiên địa đại thế, mênh mông vô biên. Từ một kiếm này nội tình, liền có thể cảm nhận Hàn Diễm kiếm đạo tu vi, ít nhất là thiên đế cấp.
Diệp Thần chỉ là vô lượng cảnh tầng thứ 7, muốn hắn đối mặt thiên đế, đó là tuyệt đối không thể nào chiến thắng. Thiên đế một kiếm, có thể đem hắn chu diệt. Diệp Thần kinh hãi, tốt ở chung quanh còn có luân hồi nguyên thể tàn lưu lại tập tục, Diệp Thần ngự gió tránh hàn diễm một kiếm. Ồ, lúc đầu ngươi chỉ là vô lượng cảnh sao? Làm sao như thế nhỏ yếu? Ta Viêm Thiên Đế đại ca cùng ta nói, luân hồi chi chủ là vô địch, là vượt qua siêu phẩm thiên đế tồn tại. Ta Viêm Thiên Đế đại ca ngọn lửa đạo thống, chính là xuất xứ từ luân hồi chi chủ thiên hỏa mệnh tinh. Ngươi lại chỉ có vô lượng cảnh. Hàn Diễm không tưởng tượng nổi, thu hồi trường kiếm, trong mắt lại tràn đầy thất vọng. Hắn muốn chiến đấu kịch liệt nhất, nhất niềm vui tràn trề quyết xiết, nhưng hắn kiếm đạo tu vi là thiên đế cấp, tại chỗ cũng không người có tư cách cùng hắn quyết chiến. Diệp Thần tạm thời tới giữa, không biết nói cái gì cho phải, lại sợ Hàn Diễm sẽ tẩu hỏa nhập ma. Kiếp trước kiếm ma, giai đoạn trước tính cách như đứa bé vậy đơn thuần, hết sức chân thành, chính là si mê chiến đấu cùng kiếm đạo. Nhưng đến hậu kỳ, hắn muốn cùng Viêm Thiên Đế quyết chiến, nhưng thủy chung không có được thỏa mãn, tính cách vậy dần dần đổi được nóng nảy, khắp nơi giết người. Ở Viêm Thiên Đế chết sau đó, hắn lại là cáu kỉnh, cả ngày rơi lệ, một bên khóc, một bên giết người cho hả giận. Nước mắt của hắn, thậm chí hội tụ thành sát lục tiên trì. Rồi đến cuối cùng, hắn giết được mệt mỏi, liền ngồi chơ nhập diệt, lúc này chết. Hắn là mình ngồi chơ mà chết, không phải là bị kẻ địch giết chết. Bởi vì kiếm đạo của hắn, thế gian không người có thể áp chế, không người có thể giết chết hắn. Lúc này Hàn Diễm, bị kiếp trước kiếm ma trí nhớ chiếm cứ, hẳn là tiền kỳ tính cách, đặc biệt đơn thuần. Diệp Thần đành phải cầu nguyện, hy vọng Hàn Diễm có thể nhanh lên một chút tỉnh lại, coi như bất tỉnh tới, vậy đừng tẩu hỏa nhập ma, biến thành hậu kỳ vậy cáu kỉnh cố chấp hình dáng. Hàn Diễm gặp Diệp Thần tu vi, và hắn chênh lệch quá nhiều, cũng mất chiến đấu hứng thú, ánh mắt nhìn về Chu Võ Hoàng, vui vẻ nói. Bên trong cơ thể ngươi có bữa đế khí, nhất định là thiên đế cảnh cường giả, ngươi đứng lên, chúng ta so tài một chút đi. Chu Võ Hoàng một mặt khủng hoảng, khoát tay lia lịa nói, ta từng là thiên đế cảnh, nhưng đã sớm từ chém tu vi, hôm nay chỉ là thần đạo cảnh. Phải không? Hàn Diễm ngẩn ngơ, ngưng xem vừa thấy, quả nhiên như vậy, nhất thời lại thất vọng. Dừng một chút, hàn ánh mắt chuyển động, nói, à, ta một ngày không đánh nhau, liền cảm thấy ngứa tay. Như vậy đi, ta cầm ta tu vi, áp chế đến thần đạo cảnh, chúng ta đánh lại. Hắn nhìn xem Diệp Thần và Chu Võ Hoàng, các ngươi hai cái cùng tiến lên, ta thật lâu không hoạt động qua gân cốt. Vừa nói, hắn hoạt động một tí hông, cả người xương cốt rắc rắc sát vang dội. Diệp Thần và Chu Võ Hoàng nhìn nhau một mắt, nào dám và Hàn Diễm đánh. Coi như Hàn Diễm áp chế tu vi, dẫu sao là kiếm ma, đã từng cao cấp thiên đế, hai người tuyệt đối không phải Hàn Diễm địch thủ. Các ngươi không động thủ, vậy ta trước ra chiêu. Hàn Diễm cười một tiếng, gặp Diệp Thần và Chu Võ Hoàng cũng không có động thủ, liền nắm chặt chuôi kiếm, khua kiếm hướng Diệp Thần chém tới. Trên thân kiếm, che lấp một tầng màu vàng kim mộ đạo quy luật, hắn quả nhiên đem tự thân tu vi, áp chế đến thần đạo cảnh. Nhưng dù vậy, Diệp Thần đối mặt kiếm hắn phong, vẫn là cảm thấy ngập trời áp lực, giống như thiên địa tinh không đại thế, cũng hướng mình gào thét tới. Keng! Diệp Thần nhắc tới kiếm, dùng hết toàn lực ngăn cản. Song kiếm giao phong, bung ra đốm lửa. Một cổ mạnh mẽ kiếm lực, áp chế tới đây, chấn động được Diệp Thần cánh tay tê dại, gan bàn tay dạn nứt. Hàn Diễm một kiếm này, thế đại lực trầm, mang có thiên địa đại thế, coi như chỉ là thần đạo cảnh, đó cũng không phải là Diệp Thần có thể ngăn cản. Lại tới, Hàn Diễm gặp Diệp Thần chặn lại hắn một kiếm, trong mắt mũi nhọn lóe lên, hưng phấn, khua kiếm lần nữa chém ra, thiên địa mưa gió đều bị kinh động. Kiếm phong biến dạng hư không, mang theo nhọn gào thét. Thiên đế cánh tay, mở. Diệp Thần biết Hàn Diễm lợi hại, vội vàng đem kiếm giao đến tay trái, trên cánh tay trái viêm mang nổ lên, cổ xưa đồ đằng hiện lên. Viêm thiên đế cánh tay, tại chỗ mở. Oanh! Còn mở khải viêm thiên đế cánh tay ngay tức thì, Diệp Thần cánh tay trái lực lượng bằng bạc, một kiếm vung ra, kiếm khí cũng là tương đương mãnh liệt. Keng! Song kiếm lần nữa giao phong, lần này đến phiên Hàn Diễm không địch lại, bị đẩy lui hai bước. Diệp Thần mở thiên đế cánh tay sau đó, lực lượng tăng gấp đôi, tu vi áp chế đến thần đạo cảnh Hàn Diễm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng,
liền bị đẩy lui. Ồ, đây là... Hàn Diễm ngơ ngác nhìn Diệp Thần cánh tay, mờ mịt kinh ngạc nói. Đây là ta Viêm Thiên Đế đại ca cánh tay, tại sao sẽ ở trên mình ngươi? Ông ông ông! Lúc này, một bên trên mặt đất, truyền tới một hồi ông minh chấn động. Trên mặt đất, có một cái tay cụt, đó là Viêm Thiên Đế cánh tay phải, mới vừa là ở âm đan lão tổ trên mình, bị Từ Thiên Lang chặt đứt xuống, rơi xuống đất, bị cỏ dại thấp thoáng. Lúc này, Diệp Thần mở Thiên Đế cánh tay, trong cỏ dại cánh tay phải, nhưng là phát ra đồng tình. Thiên Đế trở về vị trí cũ. Diệp Thần tâm niệm vừa động, tay phải cách không một chảo, vậy cái Viêm Thiên Đế cánh tay phải, lập tức liền hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, trốn vào trong cơ thể hắn. Lại lấy được một cái Thiên Đế cánh tay, Diệp Thần cảm thấy cả người nóng hừng hực, nếu như có thể luyện hóa dung hợp, hắn thực lực, tất có thể lần nữa tăng lên. Các ngươi giết chết ta Viêm Thiên Đế đại ca. Thậm chí, đem hắn cắt chi. Hàn Diễm ngũ quan vặn vẹo, trong tròng mắt xông ra một cổ to lớn đau buồn, tức giận, khó tin, từng cái tóc cuốn lên kích động, quanh thân khí lưu gầm thét, cuồng bạo thiên đế khí bạo phát. Ngày trước đế khí, từ tinh khiết hình dáng, nhanh chóng đổi được hắc ám, tràn đầy âm lệ giết hại. Ở kiếp trước, thân là kiếm ma hắn, cùng Viêm Thiên Đế là bạn thân. Giờ khắc này, hắn thấy Viêm Thiên Đế hai cái tay cụt, chỉ lấy là Viêm Thiên Đế là bị Diệp Thần các người giết chết, thậm chí cắt chi. Hàn đệ, không phải vậy, ngươi nghe ta nói. Diệp Thần muốn giải thích rõ, nhưng Hàn Diễm trong mắt sát khí, nồng nặc đến đáng sợ, quanh thân ma khí nổ, kiếm khí gào thét, căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Dám giết ta Viêm Thiên Đế đại ca, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Hàn Diễm giận dữ, một kiếm mang ngập trời thiên đế khí, gào thét chém thẳng Diệp Thần. Luân hồi huyền bia, ngăn trở. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng thúc giục luân hồi huyền bia ngăn cản. Hắn đem 10 khối luân hồi huyền bia, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Thoáng chốc tới giữa, hào hùng luân hồi ánh sáng, ở trong sân bùng nổ. Chỉ gặp vậy 10 khối luân hồi huyền bia, từ một cái phong cách cổ xưa xích sắt chuỗi liền trước, hơi thở nối thành một phiến, đem Diệp Thần vây ở bên trong. Diệp Thần lại gọi ra thiên ma cổ bảo, cuối cùng thậm chí mượn luân hồi mộ địa bên trong, huyền trần thiên đế thần hồn lực lượng, liều chết ngăn cản Hàn Diễm kiếm thế. Keng! Hàn Diễm một kiếm bổ tới, cuồng bạo thiên đế kiếm lực, hung hăng chém ở thiên bia phía trên. Thiên bia vững chắc không phá, Hàn Diễm kiếm, không có thể đối thiên bia tạo thành chút nào hư hại. Nhưng, hắn mạnh mẽ kiếm lực, nhưng xuyên thấu thiên bia, hung hăng đánh vào đến Diệp Thần trên mình. Phốc xích. Diệp Thần há mồm phun ra máu tươi, tạng phủ cũng mau bị chấn bể, thật may hắn làm trùng trùng phòng bị, lại mượn huyền trần thiên đế lực lượng, nếu không nhất định phải chết ở Hàn Diễm dưới kiếm. Hàn Diễm gương mặt, dính liền một ít Diệp Thần phun ra máu. Hắn ngẩn ngơ, trong mắt cuồng bạo âm lệ vẻ, thoáng rút đi, mờ mịt nhìn Diệp Thần, hơi có chút vùng vẫy cùng thống khổ kêu một tiếng, đại ca. Diệp Thần vừa kinh vừa vui, nói, Hàn đệ. Người thức tỉnh. Nhưng mà, Hàn Diễm trong mắt thống khổ vẻ rằng co, nhưng lại nhanh chóng bị một cổ âm lệ giữ tợn hơi thở thay thế. Hắn lại muốn nổi điên, đi mau, đi mau. Huyền Trần Thiên Đế thấy vậy, biết nguy hiểm, vội vàng khống chế Diệp Thần thân thể, mở ra Huyền Trần mờ ảo thân pháp, bước chân lơ lửng như quỷ mị, nhanh chóng đi bên trong sơn cốc bỏ chạy đi. Mà lúc này, Chu Võ Hoàng, Hùng Phách Chân các người, sớm không biết trốn đi nơi nào. Từ Thiên Lang vậy kiêng kỵ Hàn Diễm khủng bố, vậy thật sớm thoát đi. Huyền Trần Thiên Đế khống chế Diệp Thần thân thể, mới vừa chạy tới thung lũng chỗ sâu, Hàn Diễm liền ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cả người ma khí bùng nổ, sau lưng hiển hóa ra ngàn trượng cao thiên địa pháp tướng, như viễn cổ ma thần, gầm thét kêu to bên trong, khua kiếm chém lung tung giết lung tung. Những cái kia muốn đến Thiên Nguyệt Quy Cốc tìm bảo các võ giả, kinh hoàng hò hét tứ tán chạy trốn. Nhưng rất nhiều người cũng không có chạy mất, bị Hàn Diễm chém rớt. Diệp Thần chú ý tới, ở đó chút chạy trốn các võ giả, lại có người chặn lại Hàn Diễm một kiếm, rồi sau đó chạy tới thung lũng bên kia. Thái Hải Thiên Đế lão nhân kia tới. Huyền Trần Thiên Đế trầm giọng nói, bắt được một chút quen thuộc hơi thở mới vừa vậy ngăn trở Hàn Diễm một kiếm võ giả, chính là Thái Hải Thiên Đế, tuy ẩn nặc hơi thở, nhưng vẫn bị hắn nhận ra. Tiền bối. Chúng ta trước tìm một nơi an toàn, trốn nói sau. Diệp Thần thấy Hàn Diễm rơi vào điên cuồng,
vậy không tâm tư đi quản Thái Hải Thiên Đế, nếu như không nhanh chóng tránh né nói, sợ rằng phải táng thân ở Hàn Diễm dưới kiếm. Bị điên dưới trạng thái Hàn Diễm, khua kiếm chém lung tung giết lung tung, hắn sải bước xông vào Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, cuồng bạo kiếm khí, giết được rừng rậm phá hủy, vách núi nứt đoạn, nước sông ngừng chảy, mặt đất sụp đổ, tình cảnh một mảnh hỗn độn. Diệp Thần viễn tránh xa mở Hàn Diễm, tiếp tục đi thung lũng chỗ sâu bay vút đi. Luân hồi chi chủ, nơi này. Vừa lúc đó, Diệp Thần nghe được tiếng người kêu gọi, đó là Từ Hữu Dung thanh âm. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, cũng không gặp có người. Từ cô nương, người ở nơi nào? Diệp Thần dừng lại ở bước chân, kinh nghi bất định. Rào. Hư không lóe lên, Từ Hữu Dung bóng người, liền nổi lên, mang một cổ mơ hồ hơi thở, tựa như thật như ảo, lúc đầu nàng mới vừa là ở ảo tưởng bên trong. Ảo tưởng quy luật, là vô thời ý không cơ sở quy luật, mới vừa Từ Hữu Dung chính là trốn vào ảo tưởng, cho nên Diệp Thần không có phát hiện nàng. Nhưng Diệp Thần là cấm thần phi thăng, vậy nắm giữ ảo tưởng quy luật, nếu như giống vậy ảo tưởng thủ đoạn, không thể nào lừa gạt được hắn tai mắt. Từ Hữu Dung sau lưng ảo tưởng quy luật, khẳng định không so tầm thường, nếu không, không thể nào lừa gạt được Diệp Thần. Mau vào. Từ Hữu Dung hướng vẫy vẫy tay, sau lưng nàng nứt ra một cái vết nứt không gian, kẽ hở sau lưng, có mộng ảo thần quang tràn ngập ra, tựa hồ là một phiến ảo tưởng không gian. Diệp Thần kinh nghi bất định, liền đi theo Từ Hữu Dung, xuyên qua vẫy vết nứt không gian. Vẫy vết nứt không gian sau lưng, quả nhiên là một phiến ảo tưởng không gian. Cái này phiến ảo tưởng không gian, vậy mà nói, chỉ có thần đạo cảnh chân thần, mới có tư cách đặt chân. Nếu như là thần đạo cảnh trở xuống người, căn bản không cách nào ở trong ảo tưởng sinh tồn. Diệp Thần tuy còn chưa tới thần đạo cảnh, nhưng hắn là cấm thần phi thăng, tự nhiên cũng có thể ở ảo tưởng không gian đặt chân. Diệp Thần con người híp lại, kinh ngạc nhìn cái này phiến ảo tưởng không gian, liền thấy không gian bên trong, lơ lửng một tòa cung điện lớn, thủy ải rực rỡ, kim quang vạn nói, treo một tấm bảng, Thượng Thư Nguyệt Thần Thiên Cung bốn chữ. Ta Nguyệt Thần Tổ Tiên Di Cốt, ở nơi này địa phương. Từ Hữu Dung hướng Diệp Thần ngoắc ngoắc tay, đi về phía Nguyệt Thần Thiên Cung. Diệp Thần nói, từ cô nương, người rốt cuộc tìm được Nguyệt Thần Thiên Đế Di Cốt. Từ Hữu Dung nhẹ khẽ gật đầu nói, đúng vậy, người xem, đó chính là ta tổ tiên Di Cốt. Chỉ phía trước, ở Nguyệt Thần Thiên Cung cửa đại điện đối ra địa phương, là một phiến cự sân rộng. Trên quảng trường, tiếng nước chảy róc rách, có một cái nước trong veo ao. Ở đó ao nước bên trong, để một bộ quan tài băng. Diệp Thần đến gần đi lên vừa thấy. Liền thấy trong suốt quan tài băng bên trong, nằm một cái khí chất trong trẻo lạnh lùng, dung mạo cô gái tuyệt mỹ, chính là Nguyệt Thần Thiên Đế. Quan tài băng ở giữa Nguyệt Thần Thiên Đế, tựa như chỉ là ngủ, da vẫn là trắng nõn hình dáng, chỉ bất quá trắng nõn được có chút quá phận, đã là trắng bệch. Năm tháng bể dâu, thời gian mài mòn, Nguyệt Thần Thiên Đế di thể, lại còn có thể giữ như thế hoàn hảo. Diệp Thần thất kinh, hắn nguyên vốn cho là, Nguyệt Thần Thiên Đế đã hóa thành khô cốt. Nào nghĩ tới lại còn có như thế hoàn mỹ di thể lưu lại, bề ngoài nhìn như chỉ là ngủ vậy, không có một chút năm tháng dấu vết hư hại. Ta lần đầu tiên thấy thời điểm, vậy đặc biệt ngạc nhiên, hẳn là bởi vì cái này thần nguyên trì. Từ Hữu Dung chỉ nước kia ao, quan tài băng liền ngâm ở ao nước bên trong. Thần nguyên trì. Diệp Thần hỏi. Từ Hữu Dung nói, ừ, cái này thần nguyên trì, chính là trời đế thần nguyên hội tụ mà thành. Thiên đế thần nguyên. Là đạo tông tranh phong thi đấu, cuối cùng khen thưởng, chỉ có hạng nhất có tư cách lấy được. Ngày trước đế thần nguyên, sau khi luyện hóa, cả đời bất diệt, có thể giúp người lên đỉnh thiên đế. Ta Nguyệt Thần Tổ Tiên, đã từng vậy cầm lấy đạo tông thi đấu hạng nhất, hơn nữa đạt được thiên đế thần nguyên. Đáng tiếc nàng là cấm thần phi thăng, cho dù có thiên đế thần nguyên, cũng khó mà tấn thăng thiên đế, cuối cùng là dựa vào tạo thần tiên chỉ trợ lực, mới rốt cục tấn thăng. Đạo tông ban cho thiên đế thần nguyên, nàng còn gìn giữ có rất nhiều năng lượng, ở tự thân chết sau đó, nàng liền đem thiên đế thần nguyên năng lượng, hóa thành một cái ao nước, dùng để chứa mình quan tài, mượn thiên đế thần nguyên hơi thở, chống lại năm tháng mải mòn, đem di thể một mực gìn giữ xuống. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu nước này ao, lại là thiên đế thần nguyên biến thành. Chính là bởi vì có những bữa đế thần nguyên bảo vệ, cho nên Nguyệt Thần thiên đế di thể. Có thể một mực gìn giữ xuống. Từ Hữu Dung nói tiếp, ngày này đế thần nguyên,
mang theo mãnh liệt cấm chế, người bất kỳ dám can đảm đến gần ta Nguyệt Thần Tổ Tiên Quan Tài Băng, cũng sẽ gặp phải cấm chế đánh chết. Chính là bởi vì như vậy, cho nên vậy Âm Đan lão tổ, một mực không có thể chấm mút ta tổ tiên di thể, vậy coi là lớn may mắn. Diệp Thần gật đầu một cái, thật may như vậy, nếu không, bị Âm Đan lão tổ lão nhân kia, ô nhục Nguyệt Thần Thiên Đế di thể, vậy thì thật là thiên đại lỗi. Từ Hữu Dung lại nói, bất quá, ta không phải thứ nhất cái tìm được ta tổ tiên di thể người. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, hỏi cái đầu tiên là ai? Từ Hữu Dung nói, là Hàn Diễm, ta tìm được cái này phiến ảo tưởng không gian thời điểm, Hàn Diễm đã tới, hắn té xỉu ở quan tài băng bên cạnh, là ta đánh thức hắn. Hắn sau khi tỉnh lại, đổi được rất kỳ quái, thật giống như tựa như biến thành một người khác, cũng không nhận được ta, nhưng nhận được ta Nguyệt Thần Tổ Tiên, nói gì không nghĩ tới nàng đã chết. Sau đó, hắn nghe phía bên ngoài có tiếng đánh nhau, liền mình chạy ra ngoài. Dừng một chút, Từ Hữu Dung lại có chút sợ hãi nói, bất quá, ta không nghĩ tới, hắn sẽ biến thành bộ dáng kia, là bị vị kia đại năng đoạt xác. Lại có thể như vậy lợi hại. Mới vừa Hàn Diễm ở bên trong sơn cốc, điên cuồng giết lung tung tình cảnh, Từ Hữu Dung tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng theo bản năng lấy là, Hàn Diễm là bị đoạt xác, nếu không, cũng sẽ không đổi được như thế lợi hại. Diệp Thần không biết giải thích thế nào, trong lòng chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Hàn Diễm lại có thể đã sớm đã tới Nguyệt Thần Thiên Cung, thậm chí gặp qua Nguyệt Thần Thiên Đế, té xỉu ở quan tài băng bên cạnh. Chẳng lẽ nói, Hàn Diễm thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cùng Nguyệt Thần Thiên Đế có liên quan. Xem ra kiếp trước kiếm ma, hẳn biết Nguyệt Thần Thiên Đế. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ. Luân hồi chi chủ, ta muốn mang đi cái này quan tài băng, ngươi có thể có cái gì phương pháp? Từ Hữu Dung hỏi. Nàng chuyến này mục đích, chính là vì đạt được Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, còn như những thứ khác bảo tàng, nàng toàn bộ nhường cho Diệp Thần vậy không có vấn đề. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhìn về phía vậy quan tài băng. Quan tài băng ngâm ở trong thần nguyên trì mặt, tựa hồ xúc tu có thể đụng, thật giống như tùy tiện cũng có thể rời ra ngoài. Nhưng, làm Diệp Thần đưa tay, thử nghiệm đụng chạm quan tài băng thời điểm, trong hư không toát ra mấy đạo mạnh mẽ cấm chế phù văn. Hắn ngón tay chạm được phù văn, như bị sét đánh, cả người tê liệt, thiếu chút nữa kinh mạch đều phải bị cấm chế lực lượng đánh gãy. Tê! Không được, cái này quan tài băng có cấm chế bảo vệ, không như vậy dễ dàng mang đi. Diệp Thần lắc đầu một cái này thần nguyên chỉ cấm chế lực lượng, 10 phần hung hãn, hắn tạm thời tới giữa, cũng không biết như thế nào giải khai. Vậy phải làm sao bây giờ? Từ Hữu Dung có chút nóng nảy, tổ tiên di thể đang ở trước mắt. Nàng nhưng không cách nào mang đi. Ta trước nghỉ ngơi một chút, lại nghĩ biện pháp. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền nói. Mới vừa ở bên ngoài một phen kịch đấu, hắn tiêu hao đặc biệt to lớn, hiện tại cần nghỉ ngơi. Được rồi. Từ Hữu Dung không biết làm sao, biết tiêu gấp cũng vô ích. Chú ý Âm Đan lão tổ. Diệp Thần nhắc nhở một câu, ở nơi này Nguyệt Thần Thiên Cung bên trong, hắn mơ hồ ngửi được Âm Đan lão tổ nhân quả hơi thở. Chỗ này, nói không chừng chính là Âm Đan lão tổ ổ. Âm Đan lão tổ có thể một mực cư ngụ ở nơi này, thời thời khắc khắc đều nhớ chấm mút Nguyệt Thần Thiên Đế di thể, đáng tiếc không có thể như nguyện thôi. Mới vừa Âm Đan lão tổ, cùng Từ Thiên Lang chiến đấu, tiêu hao vậy là đặc biệt to lớn. Hiện tại, Âm Đan lão tổ không biết mai phục ở đó bên trong, tùy thời cũng có thể trở về, phải chú ý phòng bị. Ừ, Từ Hữu Dung gật đầu, liền ngưng thần phòng bị. Canh giữ ở Diệp Thần bên người, đồng thời lại đưa tin đi ra ngoài, triệu hoán Từ Thiên Lang trở về. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, hít thở sâu một hơi, yên lặng điều tức. Mới vừa hắn chiến đấu tiêu hao đặc biệt to lớn, nhưng cũng có thu hoạch trọng đại, Viêm Thiên Đế khác một cái Thiên Đế cánh tay, thành công rơi vào trong tay hắn. Lập tức, Diệp Thần liền ngưng thần luyện hóa, đem Viêm Thiên Đế cánh tay phải, chậm rãi cùng thân thể mình dung hợp. Vù vù. Một hồi xích luyện như lửa ánh sáng, từ Diệp Thần thân thể dâng lên. Hắn cánh tay phải, dần dần toát ra một tầng đẹp lạ thường viêm mang đồ đằng, cổ xưa lửa trời đợt khí đang lưu chuyển, hào hùng lực lượng tích chứa trong đó. Dung hợp quá trình, so Diệp Thần tưởng tượng, còn thuận lợi hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn đem Viêm Thiên Đế cánh tay phải, dung luyện thành năng lượng tinh thuần hơi thở, dung nhập vào tay mình cánh tay bên trong.
ở dung hợp viêm thiên đế cánh tay phải sau đó, Diệp Thần tinh thần đại chấn, mới vừa chiến đấu tiêu hao linh khí, cũng là nhanh chóng khôi phục. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, thiên hỏa mệnh tinh truyền tới dị động, bị hắn cất ở mệnh tinh trong không gian mồi lửa, giấy lên kịch liệt ngọn lửa. Cái này thiên hỏa mệnh tinh, lại là xuất hiện thức tỉnh đầu mối. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, nếu là thiên hỏa mệnh tinh có thể thức tỉnh, hắn thực lực, sợ rằng sẽ cường hãn 10 lần vượt quá. Rất hiển nhiên, viêm thiên đế tay chân, đối Diệp Thần thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, có tác dụng to lớn. Dẫu sao ở lúc ban đầu, viêm thiên đế cả người đạo Pháp, chính là xuất xứ từ thiên hỏa mệnh tinh. Hắn học hỏi thiên hỏa mệnh tinh, sáng tạo ra lửa, hiện tại Diệp Thần dung hợp hắn cánh tay, thiên hỏa mệnh tinh bị kích thích, mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Bất quá, Diệp Thần cũng biết, cái này cổ thức tỉnh dấu hiệu, chỉ là nho nhỏ đầu mối, muốn chân chính thức tỉnh, hắn trừ phi là đạt được càng nhiều viêm thiên đế tay chân. Ồ, người thiên hỏa mệnh tinh muốn thức tỉnh sao? Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế cảm nhận được Diệp Thần thân thể dị biến, nhất thời kinh ngạc. Không nhanh như vậy. Diệp Thần cười khổ một tí, hắn ngược lại là muốn thức tỉnh, nhưng thiên hỏa mệnh tinh, lại nơi nào là như thế dễ dàng thức tỉnh. Huyền Trần Thiên Đế nói, phải không? Nếu là ngươi có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, vậy thì thật là vô địch. Viên này mệnh tinh, đại biểu chí cao lửa trời quy luật, nếu là ngươi có thể thức tỉnh, trừ thực lực tăng lên bên ngoài, luyện đan luyện khí vân. Vân kỹ thuật, cũng có thể được chất tăng lên. Nếu là ngươi hiện tại thì có thiên hỏa mệnh tinh, nặn một cái bùn, đều có thể luyện chế ra thích hợp nhục thân của ta, ha ha. Thiên hỏa mệnh tinh sau khi thức tỉnh, có thể bùng nổ nhất nóng rực ngọn lửa, rất thích hợp luyện đan cùng luyện khí. Thiên hỏa mệnh tinh bản thân, liền ẩn chứa có tinh thuần dư thừa năng lượng. Một đống đất vàng, một cái bùn, đi qua thiên hỏa mệnh tinh rèn luyện sau đó, đều có thể nghịch thiên lột xác, có thể tạo thành nhất lưu binh khí pháp bảo, cũng có thể tạo thành thân xác, huyền diệu vô cùng. Diệp Thần đối với thiên hỏa mệnh tinh, tự nhiên cũng là tràn đầy mong đợi. Bất quá hiện giờ, hắn xa xa còn chưa tới hoàn toàn thời điểm thức tỉnh. Muốn thay Huyền Trần Thiên Đế, luyện chế thân xác mà nói, cần dùng đại lượng tài nguyên đắp. Tiền bối, chỗ này bảo tàng tài nguyên, quả thực không thiếu, cùng Hàn Diễm không tái phát điên sau đó, ta đi ngay cho ngươi tìm, sau đó, vì ngươi luyện chế thân xác. Diệp Thần nói, hiện tại Nguyệt Thần Thiên Cung ra, vô cùng nguy hiểm, Hàn Diễm còn ở nổi điên, khắp nơi giết hại, nếu như đi ra ngoài tìm bảo mà nói, vậy chỉ có bị giết lung tung kết quả. Bất quá, Hàn Diễm như vậy bị điên cuồng bạo trạng thái, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, quả quyết không cách nào kéo dài. Diệp Thần phỏng đoán, không bao lâu, Hàn Diễm sẽ hao hết khí lực dừng lại. Huyền Trần Thiên Đế ở luân hồi mộ địa bên trong, dương mắt nhìn một mắt bên ngoài quan tài băng bên trong Nguyệt Thần Thiên Đế, nhìn như chỉ là ngủ say vậy, hắn thở dài nói. Nếu có thể cầm Nguyệt Thần Thiên Đế thi thể, luyện chế thành thích hợp ta thân xác, vậy cũng được rất tốt. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói tiền bối, ngươi coi trọng Nguyệt Thần Thiên Đế di hài. Huyền Trần Thiên Đế ha ha cười một tiếng, nói, không có, ta hãy nói một chút, liền làm ta hổ ngôn loạn ngữ đi. Nguyệt Thần Thiên Đế, là đã từng thử nghiệm đánh vào siêu phẩm Thiên Đế viễn cổ đại thần, nàng không như vậy dễ dàng rơi xuống, ta suy tính đến, nàng khí số còn không hết sức, nàng còn có sống lại có thể. Nàng hậu duệ tới tìm nàng di cốt, đoán chừng là muốn sống lại nàng đi. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Trần Thiên Đế lại nhìn Từ Hữu Dung một mắt, ngón tay nặn coi là, không ngừng theo dõi sau lưng nhân quả. Hắn dĩ nhiên muốn cầm Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, làm nguyên vật liệu, để cho Diệp Thần ra tay, luyện chế thành thích hợp hắn thân xác. Nhưng cái này là không thể nào, bởi vì Nguyệt Thần Thiên Đế còn chưa có chết tuyệt. Nàng khí số chưa hết, còn có sống lại có thể. Lúc đầu Nguyệt Thần Thiên Đế, tương lai còn sẽ sống lại. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, không nghĩ tới Nguyệt Thần Thiên Đế còn có thể sống lại. Vậy quan tài băng bên trong thi thể, Diệp Thần là không thể chấm mút. Hơn nữa hắn coi như muốn chấm mút, cũng khó mà đánh vỡ thần nguyên chỉ cấm chế. Huyền Trần Thiên Đế nói, nàng hài cốt, là không thể loạn đụng, nếu không ắt sẽ gặp ách nan. À, ta xem vậy âm đan lão tổ, còn có Thái Hải Thiên Đế, ngược lại là vô cùng thích hợp. Nếu là cầm bọn họ giết, cầm máu thịt của bọn họ làm nguyên vật liệu,
đủ để luyện chế ra một cái đặc biệt hoàn mỹ thân xác. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Trần Thiên Đế trong mắt lướt qua một chút sát khí hàn mang. Năm đó hắn cùng Thái Hải Thiên Đế, tình đồng thủ túc, đáng tiếc đến cuối cùng, Thái Hải Thiên Đế nhưng phản bội hắn, để cho hắn ám âm thâm uyên bên trong, gặp vô cùng hành hạ khổ nạn. Hiện tại, hắn chỉ muốn sống lại, giết Thái Hải Thiên Đế còn chưa đủ, hắn còn muốn cầm Thái Hải Thiên Đế máu thịt, đúc lại mình thân xác. Lần này Nguyệt Lệnh Thần Thiên Đế bảo tàng xuất thế, Thái Hải Thiên Đế là không tiếc giá phải trả, đích thân hạ xuống. Bởi vì, Thái Hải Thiên Đế biết, vậy thế lực, không dám đắc tội luân hồi trận doanh, mà Thiên Khư Thần Điện, Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn Vân. Vân thế lực cao cấp, bởi vì thiên đao thể ước hạn chế, nhân vật cao tầng không cách nào hạ xuống. Nói cách khác, Thái Hải Thiên Đế đích thân phủ xuống nói, đủ để hoành đẩy hết thảy. Coi như hắn trả giá to lớn giá phải trả, đích thân hạ xuống sau đó, thực lực không phát huy ra một thành, nhưng đối với vậy võ giả mà nói, hắn vẫn là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Tiền bối, Thái Hải Thiên Đế không tốt giết đi. Diệp Thần nhướng mày một cái, hiển nhiên cũng biết, lấy trước mắt mình thực lực, muốn khiêu chiến Thái Hải Thiên Đế, không khỏi có chút ý nghĩ quá hảo huyền. Huyền Trần Thiên Đế cười nói, không có vấn đề, ta sẽ xuất thủ. Ngươi mượn thần hồn lực của ta sẽ phóng thích toàn bộ lực lượng, sau đó vận dụng hết thảy lá bài tẩy, đủ để khiêu chiến Thái Hải Thiên Đế, hơn nữa ngươi không phải có một đầu cấm yêu sao? Hơn nữa vậy cấm yêu, chúng ta muốn giết Thái Hải Thiên Đế, dư sức có thừa. Đầu kia kêu vong xuyên cấm yêu, nhưng mà viễn cổ yêu hoàng, được gọi là vạn yêu thiên tôn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có cấm yêu trợ lực nói, Huyền Trần Thiên Đế có lòng tin, có thể ung dung nghiền ép Thái Hải Thiên Đế. Diệp Thần cao mày nói, vậy cấm yêu còn không ấp ra. Ấp trứng cấm yêu, cần số lượng cao tài nguyên, tuyệt không phải chuyện dễ. Huyền Trần Thiên Đế ha ha cười nói, không sao, ngươi cầm vậy cấm yêu trứng đá, thả vào trong thần nguyên chỉ mặt, để cho hắn hấp thu thiên đế thần nguyên năng lượng, hắn liền có thể ấp ra. Diệp Thần bên cạnh thần nguyên chỉ, năng lượng đặc biệt dư thừa, nếu như để cho cấm yêu trứng đá hấp thu, đúng là có thể ấp trứng. Tuy nói trong thần nguyên chỉ thiên đế thần nguyên hơi thở, đi qua năm tháng trôi qua sau đó, năng lượng đã yếu bớt rất nhiều, nhưng muốn để cấm yêu ấp trứng, cũng không là chuyện không thể nào. Tiền bối, người có phải hay không quên, cái này thần nguyên chỉ có cấm chế tồn tại. Diệp Thần ra mặt xé một tí, hắn ngược lại là muốn để cho cấm yêu mau sớm ấp trứng, nhưng cái này thần nguyên chỉ, mang theo mãnh liệt cấm chế, hắn nếu như dám cầm cấm yêu trứng đá thả đi vào, sợ rằng nguyên viên trứng đá, đều phải bị cấm chế nghiền nát, bên trong tiểu cấm yêu, khẳng định vậy phải chết. Huyền Trần Thiên Đế đột nhiên hỏi, người Phật tổ chân kinh, luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Huyền Trần Thiên Đế lại đột nhiên hỏi Phật tổ chân kinh, hắn suy nghĩ một tí, liền nói coi như là luyện đến tầng thứ 8 đi. Phật tổ chân kinh cộng có 9 tầng, ở thế giới hiện thật thời điểm, Phật tổ liền đem tầng thứ 8 chiếu kiến hư không bí quyết, truyền cho Diệp Thần. Cái này chiếu kiến hư không, Diệp Thần ở thiên huyền cảnh thời điểm, cũng đã cảm ngộ, chỉ bất quá tu vi còn chưa đủ, khó mà thi triển ra. Muốn thi triển ra chiếu kiến hư không Phật Pháp, ít nhất phải có vô lượng cảnh tu vi. Hiện nay Diệp Thần, tu vi đã đến vô lượng cảnh tầng thứ 7, hắn muốn thi triển chiếu kiến hư không Phật Pháp, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Huyền Trần Thiên Đế gật gật đầu nói, rất tốt, Phật Tổ chân kinh tầng thứ 8, tên là chiếu kiến hư không, môn Phật Pháp này, 10 phần huyền diệu tinh thâm, có thể chiếu phá hết thảy hắc ám tà khí, cũng có thể chiếu phá các loại cấm chế. Ngươi mượn dùng thần hồn lực của ta, thi triển chiếu kiến hư không, là được phá hỏng thần nguyên chỉ cấm chế, đem cấm yêu trứng đá thả vào nước trong ao đi, để cho hắn hấp thu thiên đế thần nguyên, hoàn toàn ấp ra. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, nói cái này chiếu kiến hư không Phật Pháp, còn có thể chiếu phá cấm chế. Huyền Trần Thiên Đế nói, dĩ nhiên, chiếu kiến hư không, chiếu phá hết thảy vô căn cứ trở ngại, là Phật Tổ tạo hóa thần thông, rất lợi hại, chỉ có cùng Phật Tổ có duyên phận người, mới có thể luyện thành. Ngươi tu vi sức lửa có thể còn chưa đủ, nhưng mượn nữa dùng ta lực lượng, tất có thể hoàn toàn chiếu phá cấm chế. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói cấm chế phá vỡ sau đó, ta há chẳng phải là có thể mang đi Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt. Huyền Trần Thiên Đế nói, đừng nóng, Thiên Đế di cốt, giá trị ngút trời, ngươi lấy này làm mồi, cầm địch nhân bên ngoài, toàn bộ dẫn dụ tới đây,
chúng ta lại một lưới bắt hết, hì hì, chẳng phải đẹp thay. Diệp Thần khóe miệng hơi co quắp, nói tiền bối, một lưới bắt hết, điều này có thể sao? Huyền Trần Thiên Đế nói, làm sao không thể nào? Cùng vậy cấm yêu ấp ra, có cấm yêu trợ lực, kẻ địch tới nhiều ít, chúng ta liền giết nhiều ít. Ha ha, bất quá, bố trí con mồi, thời cơ ngươi phải đem cầm tốt, phải cùng cấm yêu ấp ra nói sau. Hơn nữa, muốn chờ vậy Hàn Diễm, trước yên tĩnh chút nói sau, ngàn vạn chớ đem hắn vậy dẫn tiến vào. Nói xong lời cuối cùng, Huyền Trần Thiên Đế trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ, kiếm ma dưới trạng thái Hàn Diễm, thật là quá điên cuồng, không người có thể địch. Coi như là Huyền Trần Thiên Đế, cũng không cách nào cùng xứng đôi. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, trong lòng vẫn là cảm thấy quá mạo hiểm. Đem Âm Đan Lão Tổ, Thái Hải Thiên Đế, Chu Võ Hoàng, Hùng Phách Chân, Tứ Vĩ Vân. Vân kẻ địch, toàn bộ dẫn dụ đi vào, lại một lưới bắt hết, ý tưởng là tốt, nhưng muốn thực hiện, lại nói dễ vậy sao? Huyền Trần Thiên Đế nhưng là sao cũng được hình dáng, tựa hồ đối với cấm yêu thực lực, đặc biệt có lòng tin. Diệp Thần cân nhắc luôn mãi, nhất cuối cùng nói, được, tiền bối, liền y theo ngươi kế hoạch. Cầm Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt làm mồi dụ, cầm kẻ địch tiến cử tới, một lưới bắt hết, nhất định là đặc biệt mạo hiểm. Bất quá lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, coi như không cách nào trấn áp tất cả kẻ địch, chí ít cũng có thể trở lui toàn thân, ngược lại không cần lo lắng quá nhiều. Huyền Trần Thiên Đế mỉm cười nói, yên tâm, ta cái kế hoạch này, tuyệt đối có thể được, người ta liên thủ. Coi như Thái Hải Thiên Đế hạ xuống, cũng không phải chúng ta địch thủ. Dừng một chút, Huyền Trần Thiên Đế lại có chút ngưng trọng nói, bất quá, người muốn chú ý, ta bắt được một chút đặc biệt mịt mờ kẻ địch, còn có một cái kẻ địch, không có nổi lên mặt nước. Diệp Thần nói, còn có ai? Huyền Trần Thiên Đế cong ngón tay nặn coi là, lo lắng, nói, tựa hồ là cổ tinh môn người, là Ban Thiên Đế đệ tử. Cổ tinh môn, Ban Thiên Đế. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lần này Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng xuất thế, Thiên Khư Thần Điện tới Chu Võ Hoàng và Hùng Phách Chân, Tử Thần giáo đoàn nội chiến sơ định, mọi chuyện bận rộn, không có nhúng tay vào, nhưng cổ tinh môn không có lý do sẽ không đến. Cái này Ban Thiên Đế danh hiệu, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Ừ, Ban Thiên Đế, là cổ tinh môn một trong năm đại thiên đế, người này thần thông đặc biệt quỷ dị, mang theo mãnh liệt mài mòn sát phạt. Có thể để cho người rơi vào nghiêm trọng loang lổ cùng bể dâu bên trong. Đã từng là cổ tinh môn, thật ra thì vậy tác phẩm nghĩ ra một kiện thần chí cao khí, đủ để cùng thiên tội cổ kiếm, thiên đế kim luân, thiên ma tinh hải, viêm hoàng đế ấn sánh bằng, vậy thần khí kêu tiên thiên độn long thung, nhưng mới vừa sản sinh ra hình thức ban đầu, liền bị Ban Thiên Đế thi triển thần thông, ăn mòn mài mòn, vậy thần khí sinh ra loang lổ cùng rêu xanh dấu vết, lâm vào là phế phẩm. Ban Thiên Đế thần thông cường hãn, quá mức cho tới đủ để ăn mòn thần chí cao khí bước, người muốn chú ý người này. Huyền Trần Thiên Đế nói tới Ban Thiên Đế qua lại, giọng tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Thần thầm giật mình, nghe Huyền Trần Thiên Đế như thế nói, vị kia Ban Thiên Đế, chỉ sợ cũng là một vị cao cấp nhân vật lớn. Cổ tinh môn chế tạo thần chí cao khí, hắn tại sao phải phá hoại? Diệp Thần lại rất là tò mò. Ha ha! Vậy thần khí chủ yếu là cốt thiên đế tác phẩm nghĩ ra được, hắn sợ thần khí ra đời sau đó, cốt thiên đế sẽ một bước lên trời, một nhà độc quyền, thống ngự toàn bộ cổ tinh môn. Đến lúc đó, cổ tinh môn nội bộ thăng bằng bị phá vỡ, hắn phải hướng cốt thiên đế thần phục, nhưng là tuyệt đối không thể. Cho nên, hắn tình nguyện hủy diệt vậy thần chí cao khí, cũng không cho cốt thiên đế quật khởi cơ hội. Huyền Trần Thiên Đế cười lạnh, nếu như cổ tinh môn trên dưới đoàn kết một lòng nói. Vậy đã sớm xưng bá toàn bộ vô vô thời ý không? Bất quá cổ tinh môn nội bộ, tồn tại tranh đấu kịch liệt, quá mức cho tới tự hủy trường thành bước. Ta suy tính đến, lần này Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng xuất thế, Ban Thiên Đế phái một người học trò tới đây, đệ tử kia còn chưa phát hiện thân, ta không xác thực định hắn mai phục ở đó bên trong, người nhất định phải chú ý. Huyền Trần Thiên Đế nhắc nhở lần nữa nói, Ban Thiên Đế thần thông kinh thiên, dưới tay hắn đệ tử. Tự nhiên vậy là cường hãn vô cùng tồn tại. Bởi vì thiên đao thể ước hạn chế, Ban Thiên Đế bất tiện tự mình hạ xuống, nhưng dưới tay hắn đệ tử, nhưng sẽ không phải chịu chế ước. Ta biết, Diệp Thần âm thầm đề phòng, trong sâu thẳm, vậy bắt được một cổ đặc biệt mịt mờ nguy cơ. Xem ra Huyền Trần Thiên Đế nói không sai,
Ban Thiên Đế thủ hạ đệ tử, đúng là đã tới, nhưng một mực ẩn núp, không có ra tay, rõ ràng cho thấy đang đợi thời cơ. Trước phá vỡ thần nguyên chỉ cấm chế, ấp trứng cấm yêu rồi hãy nói. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, bỏ mặc có địch nhân gì tới đây, cũng không cần sợ. Huyền Trần Thiên Đế nói. Diệp Thần đáp ứng, tinh thần từ luân hồi mộ địa bên trong Triều Ly trở về, hai mắt mở ra, chỉ gặp Từ Hữu Dung đang bảo vệ ở hắn bên cạnh, Từ Thiên Lang vậy bị triệu trở về. Từ Thiên Lang gương mặt khá là trắng bệch, trước đây cùng Âm Đan lão tổ kịch chiến, hắn tiêu hao to lớn, thật may không đau đến căn nguyên, hôm nay hơi thở đang chậm rãi khôi phục. Diệp huynh, Từ Thiên Lang thấy Diệp Thần tỉnh lại, liền kêu một tiếng. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng Từ Hữu Dung nói, Từ cô nương, ta có thể thử nghiệm, phá vỡ cái này thần nguyên chỉ cấm chế. Từ Hữu Dung đại hỉ, nói, luân hồi chi chủ, người có biện pháp phá vỡ cấm chế. Diệp Thần nói, ta nếm trước thí một tí, nhưng nếu như cấm chế phá vỡ, Nguyệt Thần Thiên Đế quan tài băng, người trước không nên động. Từ Hữu Dung nghi ngờ, nói, tại sao? Nếu như cấm chế phá vỡ, ta muốn lập tức mang cái này quan tài băng về nhà. Diệp Thần nói, bên ngoài cường địch rình chung quanh, cái này quan tài băng ngươi muốn mang đi ra ngoài, cũng không như vậy dễ dàng. Ta dự định lấy cái này quan tài băng làm mồi, đem kẻ địch dẫn dụ đi vào, một lần hành động tiêu diệt. Từ Hữu Dung thân thể chấn động một cái, nói cái này. Cái này không được đâu, nếu là tổ tiên di thể, gặp phải cái gì phá hoại, vậy thì thật là thiên đại lỗi. Diệp Thần cười nói, không sao, không cần lo lắng, ta sẽ xuất thủ. Bảo đảm Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, không sẽ gặp phải bất kỳ hủy tổn là được. Thật ra thì, Diệp Thần cũng không có tuyệt đối lòng tin. Nhưng ở Từ Hữu Dung trước mặt, dĩ nhiên không thể biểu lộ ra. Được rồi. Từ Hữu Dung nghĩ đến Diệp Thần thực lực, vậy liền đáp ứng. Mới vừa Diệp Thần mở luân hồi nguyên thể, nghiền ép toàn trường hình ảnh, nàng cũng nhìn thấy, nội tâm vô cùng là sùng bái rung động. Ở nàng trong lòng, trừ Hàn Diễm cái đó người điên. Những người khác đều có thể không phải Diệp Thần địch thủ. Chỉ bất quá, nàng nhưng là không biết, cái này luân hồi nguyên thể, mở sau đó, đối thân thể gân cốt gánh vác cực lớn, Diệp Thần mở ra một lần, cũng đã mau kiệt sức, muốn bắt đầu lần thứ hai, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Lấy được Từ Hữu Dung đáp ứng, Diệp Thần không do dự nữa, đi tới thần nguyên tê ngày trước, nhìn bộ kia quan tài băng, trong tay nặn quyết, một món màu vàng kim Phật quang, dần dần ở Diệp Thần trong tay nổi lên. Phật viết, xem tự tại Bồ Tát, hình sâu bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu gặp ngũ uẩn đều là không, phá hết thảy khổ ách. Phật tổ chân kinh, tầng thứ 8, chiếu kiến hư không. Diệp Thần đầu tiên là thấp giọng ngâm sướng Phật Pháp, rồi sau đó thanh âm như kim cương gầm lên, quát tháo hoa sen, cả người Phật quang màu vàng kịch liệt bung ra, thi triển ra Phật tổ chân kinh tầng thứ 8 nghĩa sâu xa, chiếu kiến hư không. Cái này chiếu kiến hư không, vừa thi triển ra. Thoáng chốc tới giữa, đầy trời kinh Phật phù văn tách thả ra, chư thiên phạm sướng ầm ầm tự minh, ở Diệp Thần sau lưng, hiển hóa ra một tôn to lớn Bồ Tát hư ảnh, trang nghiêm túc mục. Vậy Bồ Tát hư ảnh, nhưng thật ra là Thích Già Phật Tổ nữ tướng. Phật Tổ phổ độ chúng sanh, có muôn vàn pháp tướng, có lúc, nữ tướng có thể càng lộ vẻ từ bi, là Bồ Tát. Từ Thiên Lang và Từ Hữu Dung, thấy vậy Bồ Tát pháp tướng khí tượng. Cảm nhận được chung quanh mênh mông vô biên Phật quang, nội tâm đều là rung động. Diệp huynh, người Phật Pháp tu vi, lại đến như vậy lợi hại bước. Từ Thiên Lang thân thể có chút phát run. Diệp Thần giờ phút này thi triển ra Phật Pháp, chính là Phật Tổ chân kinh tầng thứ 8, chiếu kiến hư không. Môn Phật Pháp này, ở vô vô thời ý không bên trong, nắm giữ người không vượt qua trăm người, không một không phải Phật môn cao cấp cao tăng. Diệp Thần chính là vô lượng cảnh tầng thứ 7. Lại vậy nắm giữ chiếu kiến hư không Phật Pháp, quả thực ra Từ Thiên Lang dự liệu. Như vậy Phật Pháp ánh sáng, đối trí âm trí tả đuôi thú, mang theo mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Thật may, Từ Thiên Lang đã hóa thành hình người, hơn nữa trong lòng có hải đăng, sẽ không bị Phật Pháp khắc chế, nhưng thấy vậy ngút trời Phật quang hình ảnh, hắn tâm lý vẫn là bản năng sợ hãi đứng lên. Diệp Thần cầm hoa chỉ một cái, vậy Bồ Tát Pháp tướng, liền cử trọng nhược khinh, một trường vung ra. Rắc rắc sát, hư không tan vỡ, bao phủ toàn bộ thần nguyên chỉ cấm chế, ở Bồ Tát một trưởng dưới, chính là tuyên cáo bể tan tành. Theo cấm chế bể tan tành, bộ kia quan tài băng,
lại vậy không có bất kỳ hạn chế nào, người bất kỳ đều có thể đụng chạm. Quan tài băng nhân quả hơi thở, cũng phải thả ra ngoài. Một khi quan tài băng hơi thở, truyền tới ngoại giới đi, người nọ người đều biết, Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, liền ở chỗ này. Coi như nơi này là ảo tưởng không gian, chỉ cần hơi thở bại lộ, vậy không che giấu được Chu Võ Hoàng, Hùng Phách Chân, Thái Hải Thiên Đế các người. Diệp Thần đúng lúc ra tay, thả ra một món luân hồi khí, đem vậy quan tài băng nhân quả hơi thở chế trụ. Hiện tại quan tài băng hơi thở, vẫn không thể nhanh như vậy bộc lộ ra đi. Chí ít, phải chờ tới cấm yêu ấp ra nói sau. Diệp Thần thu liếm lại Phật Pháp khí tượng, rồi sau đó sử dụng cấm yêu trứng đá, thận trọng, đem trứng đá thả vào trong thần nguyên chỉ đi. Luân hồi chi chủ, người muốn làm gì? Từ Hữu Dung thấy Diệp Thần cử động, liền ngạc nhiên hỏi. Diệp Thần cười nói, cái này thần nguyên chỉ linh khí dư thừa, ta muốn dùng tới ấp trứng một viên trứng. Từ cô nương mời yên tâm, hành động này không hề sẽ phá hoại Nguyệt Thần Thiên Đế di thể. Thần nguyên chỉ chủ yếu tác dụng, là dùng để đối kháng năm tháng hư hại. Từ Hữu Dung lập tức phải mang đi quan tài băng, tự nhiên không cần phải để ý đến cái gì năm tháng trôi qua, Diệp Thần coi như cầm thần nguyên chỉ hút khô, vậy sẽ không ảnh hưởng đến Nguyệt Thần Thiên Đế di thể. Thiên Đế di cốt, muốn dựa vào năm tháng ăn mòn mà nói, vậy phải trăm triệu tỷ vạn thế thời gian. Từ Hữu Dung trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, không hề ngăn cản. Diệp Thần đem cấm yêu trứng đá, thả vào trong thần nguyên chỉ sau đó, thần nguyên chỉ linh khí, liền điên cuồng đi trứng đá bên trong hội tụ đi. Trứng đá hấp thu được đại lượng linh khí, bên trong tiểu cấm yêu, chính là phát ra thoải mái hưng phấn y nha tiếng, xem uống đủ liền sữa đứa bé. Vật này là sống. Từ Hữu Dung trợn to hai mắt. Ngạc nhiên nhìn về phía vậy trứng đá, liền thấy mong mỏng vỏ trứng bên trong, quả nhiên là có một cái tượng người vàng nhỏ, tuy còn không ấp ra, nhưng đã có thể thoáng sống tay máy tay chân, còn có thể mở miệng nói ra. Bên trong đứa nhỏ, thực lực có thể như người thú rất, chúng ta muốn đối phó địch nhân bên ngoài, trước hết đem hắn ấp ra. Diệp Thần cười nói, trứng đá bên trong cấm yêu, nhất đỉnh cấp thời điểm, được gọi là Vạn Yêu Thiên Tôn, là Chư Thiên Yêu Tộc Tôn Sư. Vô cùng lợi hại. Thiên yêu, huyền yêu các người, còn muốn khu hổ nuốt chó sói, dựa vào cấm yêu đi đối phó cổ tinh môn, có thể gặp cấm yêu thực lực cường hãn. Coi như năm tháng mài mòn, hôm nay cấm yêu, không có đỉnh cấp thời điểm như vậy lợi hại, nhưng khẳng định vậy giữ khá là thực lực cường đại, có thể đảm nhiệm Diệp Thần Thiên Đại trợ lực, đối kháng ngoại địch. Từ Hữu Dung và Từ Thiên Lang, mắt nhìn không chớp trứng đá, đều rất là tò mò, không biết trứng đá bên trong đứa nhỏ. Một khi xuất thế, có thể bộc phát ra như thế nào mạnh mẽ sức chiến đấu. Trứng đá không ngừng hấp thu thần nguyên chỉ linh khí nguyên thế chấp, rắc rắc sát vang dội, trên vỏ trứng kẽ hở, càng ngày càng nhiều. Xem như vậy khuynh hướng, sợ rằng tối đa một ngày thời gian, trứng đá bên trong cấm yêu, thì phải hoàn toàn ấp ra. Đại khái một ngày thời gian, trái trứng này là được ấp trứng hoàn thành, chúng ta kiên nhẫn chờ là được. Diệp Thần nói, không. Từ Hữu Dung và Từ Thiên Lang gật đầu một cái, lập tức, ba người liền tại chỗ chờ. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục điều tức, khôi phục tự thân linh khí. Từ Thiên Lang trước đó chiến đấu, cũng là tiêu hao to lớn, lập tức vậy yên lặng ngồi xếp bằng điều tức. Từ Hữu Dung thì canh giữ ở bên cạnh hai người, chú ý trứng đá ấp trứng. Mà lúc này, ngoại giới vậy bình tĩnh lại. Hàn Diễm chém lung tung giết lung tung sau một lúc. Tựa hồ là hao hết tất cả khí lực, thở hồng hộc, cuối cùng thậm chí ngã xuống đất ngất đi. Hắn ngã xuống đất ngất đi, xem bộ dáng kia, tựa như tùy tiện một cái võ giả đi lên, đều có thể ung dung đem hắn đánh chết. Nhưng là, không ai dám đến gần Hàn Diễm. Mới vừa Hàn Diễm động trời giết hại uy thế, mang cho tất cả người to lớn tâm lý rung động, cho dù hiện tại Hàn Diễm té xỉu, vậy không ai dám đến gần hắn bên người. Mà rất nhiều tán tu võ giả thì bắt đầu ở trong thung lũng tìm bảo. Chỉ bất quá, Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong bảo tàng, phần lớn đều có cấm chế bình phong che chở bao phủ, càng bảo vật chân quý, cấm chế lực lượng càng cường đại. Giống vậy võ giả, chỉ có thể đi tranh đoạt cấp thấp nhất bảo tàng, cướp đoạt một ít vật liệu thừa. Chân chính có giá trị bảo tàng, bọn họ còn không tư cách chấm mút. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Ảo tưởng không gian, Nguyệt Thần Thiên Cung, Thần Nguyên chỉ cạnh. Diệp Thần mở mắt ra, đi qua một ngày điều tức,
hắn trạng thái khôi phục được 7-8 phần, trừ bắp thịt bởi vì thi triển luân hồi nguyên thể, chịu đựng tác dụng phụ mà có chút đau nhức bên ngoài, những địa phương khác cũng không đáng ngại. Trừ luân hồi nguyên thể, hắn bất tiện lại mở bên ngoài, cái khác võ đạo thần thông, đều có thể thi triển. Từ Thiên Lang vậy khôi phục rất nhiều, bái phục đao bảo vệ ở Diệp Thần bên người, kêu một tiếng, Diệp huynh, ngươi tỉnh. Ngươi viên kia trứng đá, đồ vật bên trong, là cấm yêu. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nhìn về phía thần nguyên trì, liền gặp đi qua một ngày ấp trứng, trứng đá kẽ hở bên trong, toát ra từng luồng yêu khí. Những cái kia yêu khí, hội tụ thành sương mù, bao trùm ở nguyên viên trứng đá, quỷ bí âm u hơi thở tràn ngập ra, để cho người có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà vậy thần nguyên trì, ít nhất có một nửa linh khí, đều bị trứng đá hấp thu, ao nước bốc hơi một nửa. Từ Thiên Lang đã cảm nhận thiên cơ, đại khái biết được trứng đá bên trong đồ, rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Ừ, Diệp Thần cũng không có giấu giếm. Một bên Từ Hữu Dung, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói ta Nguyệt Thần Tổ Tiên, năm đó là cấm thần phi thăng, không nghĩ tới lại có yêu vật hiệu pháp nàng, cũng là cấm kỵ phi thăng. Luân hồi chi chủ, người có thể nắm trong tay cái này cấm yêu sao? Nàng có chút lo lắng, chỉ sợ Diệp Thần không nắm được cái loại này cấm kỵ tồn tại. Diệp Thần cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, nhưng bỗng nhiên lúc này, chung quanh yêu khí gào thét. Chỉ gặp thần nguyên chỉ ở giữa trứng đá, bắt đầu lấy một cái kinh khủng tốc độ, điên cuồng hấp thu thần nguyên chỉ linh khí. Thần nguyên chỉ còn thừa lại linh khí, mà lại ở hô hấp tới giữa, liền bị trứng đá toàn bộ hấp thu. Toàn bộ thần nguyên trì, linh khí hoàn toàn bị ép khô, ao nước suy suy bốc hơi hết, trắng xóa sương mù trưng bốc lên. Những cái kia trắng xóa hơi nước sương mù, nhưng ở ngay lập tức tới giữa, liền gặp phải yêu khí dính, hóa thành đen sẫm hỗn độn màu sắc. Ở giữa thiên địa, yêu khí đại tác, yêu phong gào thét, trong hư không truyền ra quỷ dị tiếng gào chát chúa, như có ngàn vạn con yêu vật, ở lạc giọng gầm thét. Cổ xưa năm tháng sông dài chỗ sâu, truyền đến mịt mờ thiên cơ hình ảnh. Diệp Thần, Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung ba người, tinh thần đều có điểm hoảng hốt. Bọn họ thật giống như thấy được một cái yêu đạo thiên tôn, ngồi ngay ngắn ở trí cao đen sẫm ngai vàng lên, xuống phương hàng tỷ yêu linh cúi phục màng bái, bối cảnh là núi thây biển máu, bộ xương trắng, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Nguyên viên trứng đá, hoàn toàn nứt ra. Đầu kia tiểu cấm yêu, rốt cuộc bị ấp trứng đi ra. Hắn y nha một tiếng, vươn vai một cái, hình dáng rất là ngây thơ khả ái, tràn đầy thú nhỏ, trong mắt vô cùng trong suốt, không mang theo một chút lệ khí, thậm chí có điểm ngốc manh hình dáng. Nhưng hắn trên mình, nhưng tràn ra từng luồng đen sẫm yêu khí, gào thét ngất trời, cùng hắn ngốc manh ngây thơ đáng yêu bề ngoài, thủ không tương xứng. Hắn thân thể, đại khái chỉ có 6 tấc cao, bề ngoài chính là một đầu tiểu yêu, phơi bày hình người, hình như là quả nhân sâm hình dáng, tay chân mập 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 mạp, gương mặt cũng là tròn du du, rất là đáng yêu. Nhưng ở hắn trên đỉnh đầu, yêu khí lượn lờ ngất trời, ngập trời yêu khí hội tụ thành một đạo dữ tợn pháp tướng. Đó là một tôn to lớn yêu hoàng pháp tướng, chính là ngày xưa vạn yêu thiên tôn hình dáng, uy nghiêm, lạnh lùng, như bạo quân bá chủ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, coi chúng sanh như con kiến hôi, xem người bất kỳ ánh mắt, đều giống như nhìn một đống rác. Cái này to lớn dữ tợn yêu hoàng pháp tướng, để cho Diệp Thần, Từ Hữu Dung, Từ Thiên Lang ba người, đều cảm thấy chấn động phố cùng áp lực. Nhưng, tiểu cấm yêu nhưng là ngây thơ hồ đồ hình dáng, hoàn toàn không biết mình huyết mạch sau lưng, hàm chứa đáng sợ đến bực nào lực lượng. Phụ thân, phụ thân. Hắn hết sức phấn khởi kêu lên, thanh âm non nớt, chỉ có 6 tấc cao thân thể, bước ra vui sướng bước chân, hướng Diệp Thần chạy qua tới, lại có thể kêu Diệp Thần là phụ thân. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, không nghĩ tới cái này tiểu cấm yêu, biết nhận mình làm phụ thân. Chỉ xem tiểu cấm yêu hình dáng, ngây thơ khả ái, người vô hại, nhưng đỉnh đầu hắn trên, hội tụ không tiêu tan yêu khí, ngưng hóa ra to lớn yêu hoàng pháp tướng, nhưng đủ để làm người ta sợ hãi. Tiểu cấm yêu hướng Diệp Thần chạy chạy lúc tới, Diệp Thần chỗ đã thấy, không phải tiểu cấm yêu, mà là một đầu dữ tợn đáng sợ, xẻ thịt thiên hạ yêu hoàng chí tôn, ở hướng mình nhào tới. Diệp Thần nội tâm chấn động, theo bản năng lui về phía sau, cũng gọi ra thiên ma cổ bảo, toàn lực phòng ngự. Hắn sợ mình không làm tốt phòng bị nói, sẽ tại chỗ bị đáng sợ kia yêu hoàng pháp tướng,
trực tiếp nghiền bạo. Nhưng mà, Tiểu Cấm Yêu thấy Diệp Thần cử động, nụ cười nhưng lập tức đọng lại, diễn cảm đổi được mất mong, ủy khuất, rồi sau đó lỗ mũi bị chua, mắt đục đỏ ngầu, nghẹn ngào kêu một tiếng, phụ thân. Hạ một sát, hắn giống như một cái bị vứt bỏ hài tử vậy, oa một tiếng lớn khóc lên, tâm trạng hoàn toàn mất khống chế. Vong Xuyên. Diệp Thần thấy vậy, lại theo bản năng kêu một tiếng Tiểu Cấm Yêu tên chữ. Nhưng mà, cái này hai chữ, ở Thiên Yêu, Huyền Yêu đám người bố trí hạ, đã sớm thành nguyền rủa, có thể dùng để trừng phạt Tiểu Cấm Yêu. Quả nhiên, ở Diệp Thần kêu lên Tiểu Cấm Yêu tên chữ sau đó, Tiểu Cấm Yêu rên lên một tiếng, thật giống như bị người trùng trùng sáng một bạt tai, lại thích xem bị lôi điện hung hăng đánh một lần. Mới vừa ra đời không bao lâu hắn, liền ò e một tiếng, ói ra máu tươi, tổn thương nguyên khí nặng nề, hình dáng 10 phần đáng thương, rồi sau đó càng bi thương khóc lớn lên. Đứa nhỏ, đừng khóc. Diệp Thần lật đật muốn an ủi, bước nhanh hướng Tiểu Cấm Yêu đi tới. Nhưng lúc này Tiểu Cấm Yêu, tâm trạng đã mất khống chế, than vãn khóc lớn, cả người yêu khí sôi trào, như rơi vào cuồng bạo. Hu hu hu, màn. Kịch liệt cuồng bạo yêu khí, xung nhét thời không, ùn ùn kéo đến. Toàn bộ ảo tưởng không gian cùng Nguyệt Thần Thiên Cung, đều tràn đầy Cấm Yêu yêu khí. Trước đây Diệp Thần bày linh khí, chế trụ quan tài băng nhân quả hơi thở, nhưng hôm nay, ở đó cuồng bạo yêu khí dưới sự xung kích, Diệp Thần áp chế hoàn toàn mất hiệu lực. Cái này quan tài băng nhân quả hơi thở, còn có Tiểu Cấm Yêu vậy cuồng bạo yêu khí, cũng tiết lộ đi ra ngoài. Ngoại giới, Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong. Rất nhiều tìm bảo võ giả, cũng cảm nhận được vậy cuồng bạo yêu khí. Còn có sau lưng hỗn tạp một chút đặc thù nhân quả hơi thở, tất cả người đều là kinh hãi. Tốt hung mãnh yêu khí, có cái gì yêu vật xuất thế sao? Còn có Nguyệt Thần Thiên Đế Di Cốt hơi thở. Lúc đầu Nguyệt Thần Thiên Đế Di Cốt, che giấu ở ảo tưởng không gian bên trong, khó trách ta một mực tìm không tới. Rất nhiều thanh âm phân khởi, tất cả mọi người đều cảm nhận được, Nguyệt Thần Thiên Đế Di Cốt hơi thở, còn có vậy cuồng bạo động trời yêu khí. Như vậy yêu khí chập chờn, chân thực quá hung mãnh, làm người ta rung động. Ảo tưởng trong không gian yêu khí, tiết lộ ra ngoài, thấm vào đến Thiên Nguyệt Quy Cốc bên trong, thậm chí để cho được cái này vùng thung lũng, vậy dần dần đổi được u ám, sát khí bức người, âm phong gào thét. Ở yêu khí dưới sự xung kích, choáng váng mê ở giữa hàn diễm, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mờ mịt nhìn chung quanh hết thảy, lẩm bẩm nói ta mới vừa ngất đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại ca ta đâu? Cùng lúc đó, ảo tưởng không gian bên trong, Diệp Thần biết yêu khí tiết lộ, còn có Nguyệt Thần Thiên Đế Di Cốt, nhân quả hơi thở vậy bại lộ ra ngoài, địch nhân bên ngoài khẳng định sẽ liều chết xung phong đi vào. Đây có thể phiền toái, trạng huống hôm nay nếu như càng nhiều người hơn xuất hiện, tất nhiên sẽ hơn nữa khó giải quyết. Diệp Thần khẽ cắn răng, hắn và Huyền Trần Thiên Đế kế hoạch nguyên thủy, là muốn mượn dùng Tiểu Cấm Yêu lực lượng, cùng tiêu diệt ngoại địch. Nhưng hiện tại, Tiểu Cấm Yêu tâm trạng mất khống chế, than vãn khóc lớn, hắn không ngã mâu mặt đối mặt, đã là cảm ơn trời đất, nơi nào còn có thể mượn dùng hắn lực lượng. Phụ thân, ngươi không muốn ta. Tiểu Cấm Yêu một bên khóc, một bên ô ô nhìn về Diệp Thần, ánh mắt ủy khuất bên trong lại mang điểm đáng thương. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế luôn miệng thúc giục Diệp Thần nói, mau trấn an tốt vật nhỏ này, nếu là không có trợ lực của hắn. Chúng ta muốn đối phó bên ngoài kẻ địch, vậy coi như khó khăn. Diệp Thần cũng biết sự quan trọng đại, hơn nữa xem vậy Tiểu Cấm Yêu đáng thương ủy khuất hình dáng, hắn vậy tại tim không đành lòng, liền nói, đứa nhỏ, người mau tới đây, ta không có không muốn ngươi. Tiểu Cấm Yêu lau sạch nước mắt, tựa hồ biết là trên người mình yêu khí, để cho Diệp Thần khủng hoảng, lập tức hắn yên lặng thu liễm lại khí tức trên người, trên đỉnh đầu kinh khủng kia yêu hoàng pháp tướng, rốt cục thì tản đi. Rồi sau đó, Tiểu Cấm Yêu nức nở, bước nhanh hướng Diệp Thần chạy tới. Diệp Thần đại hỉ, liền trương tay nghênh đón. Nhưng mà, lúc này, mặt đất bên trên, có một món u ám sát khí, như rắn độc vậy chạy trốn tới đây. Vậy một món sát khí, hình cũng không phải là yêu khí, thấm ra lau một cái đan dược mùi, 10 phần quỷ dị. Vậy sát khí dâng lên, hóa thành một cái bàn tay, đem chạy nhanh ở giữa Tiểu Cấm Yêu, xách lên. Như xốc lên một con gà con vậy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho được Tiểu Cấm Yêu hoàn toàn khủng hoảng, lại oa một tiếng khóc lớn lên, hướng về phía Diệp Thần kêu lên, phụ thân.
Đây là, vậy sát khí không ngừng hội tụ, không chỉ là hóa ra một bàn tay, thậm chí hóa ra một cái hình người, tay xách tiểu cấm yêu, mắt nhìn không chớp, phát ra khen ngợi. Thật là, không tưởng tượng nổi. Vật nhỏ này, là thượng cổ yêu hoàng chuyển thế. Huyết mạch linh khí nội tình, lại có thể như vậy mênh mông. Chặc chặc, nếu là nuốt hắn, không biết sẽ có bao nhiêu tư bổ. Diệp Thần gặp tiểu cấm yêu bị bắt, nhất thời kinh hãi. Từ Thiên Lang thấy vậy sát khí biến thành hình người, cũng là kinh hô âm đan lão tổ, là ngươi. Cái này đạo nhân hình, chính là âm đan lão tổ. Đi qua một ngày nghỉ ngơi, âm đan lão tổ hơi thở vậy khôi phục rất nhiều, cả người tản mát ra âm lệ hung hãn sát khí. Hắn hì hì cười gần một tí, nhìn chăm chăm tiểu cấm yêu, nói, vật nhỏ này, thật là thiên tứ cho ta tạo hóa à. Dứt lời, hắn liền muốn đem tiểu cấm yêu, vứt xuống trong miệng nuốt nhai. Nhưng lúc này, tiểu cấm yêu cũng là kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu bắt âm đan lão tổ cổ tay, hung hăng cắn một cái. Âm đan lão tổ bị đau, ai yêu một tiếng thét kinh hãi, cổ tay đã nhiều hơn một cái vết cắn vết thương, chảy máu đầm đìa, phía trên tràn đầy âm u yêu khí, hủ cốt phệ hồn, đau đớn dị thường. Ở to lớn đau đớn hạ, âm đan lão tổ bàn tay buông, tiểu cấm yêu thừa dịp này cơ hội, lập tức chạy khỏi hắn nắm trong tay, bước nhanh chạy nhanh trở lại Diệp Thần bên người, vèo một tí, liền nhảy lên Diệp Thần đầu vai, kề bên Diệp Thần đầu đứng, lại là cảnh giác, lại là tức giận nhìn chằm chằm âm đan lão tổ. Tiểu cấm yêu chỉ có 6 tấc cao, bề ngoài như quả nhân sâm, đứng ở Diệp Thần trên đầu vai, cao độ ngược lại cũng 10 phần thích hợp. Đứa nhỏ, không có sao chứ? Diệp Thần thấy tiểu cấm yêu trở về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân, ta không có chuyện gì. Cái này lão tạp mao, tốt đáng ghét à, còn muốn ăn liền ta. Tiểu cấm yêu nổi giận đùng đùng chỉ âm đan lão tổ, nói chuyện càng ngày càng lưu loát. Diệp Thần còn không đáp lại, một bên Từ Thiên Lang, đã sải bước ra, rút ra đao ra khỏi vỏ, thanh âm lãnh khốc nói ta giúp ngươi trả thù. Hắn nhìn về phía âm đan lão tổ, hờ hững cười nói, âm đan lão tổ, lần trước chiến đấu không phân ra thắng bại, lần này tất phân sống chết. Âm đan lão tổ ha ha cười một tiếng, tỉnh táo lại, nói, hai đuôi, luân hồi chi chủ, các ngươi còn muốn cùng ta đánh. Các ngươi có biết hay không, Nguyệt Thần Thiên Cung là địa phương nào, nơi này chính là địa bàn ta. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thần Nguyên Trì. Thần Nguyên Trì đã khô cạn, tất cả năng lượng đều bị tiểu cấm yêu hấp thu hết. Trong ao quan tài băng, đã không có bất kỳ cấm chế ngăn trở, người bất kỳ đều có thể đụng chạm. Thấy một màn này, âm đan lão tổ tâm tình là hết sức kích động. Bởi vì trong quá khứ trong năm tháng, hắn đã từng vô số lần, muốn chấm mút quan tài băng, đụng chạm Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, nhưng bởi vì có cấm chế ngăn trở, hắn đều thất bại. Hiện tại, Thần Nguyên Trì cấm chế, lại bị Diệp Thần phá vỡ. Nói cách khác, hắn rốt cuộc có cơ hội, có thể tự tay tiếp xúc tới Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt. Hi hi, ngày hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ giết, cùng nhau chiếm đoạt. Cắn nuốt hết máu thịt của các ngươi, lấy này làm căn cơ, ta lại dung hợp Nguyệt Thần Thiên Đế di cốt, chắc hẳn sẽ đơn giản rất nhiều. Âm đan lão tổ cười gằn, nếu như ở bên ngoài, hắn không chắc chắn cầm Diệp Thần, Từ Thiên Lang các người, toàn bộ giết chết. Nhưng ở Nguyệt Thần Thiên Cung, hắn nhưng là có to lớn chắc chắn. Bởi vì chỗ này, coi như là hắn địa bàn, hắn ở ẩn cư này tu luyện nhiều năm, đã sớm cùng thiên địa pháp tắc hòa làm một thể. Không gian phong tỏa, nhân quả ngăn cách. Âm đan lão tổ hai cánh tay dương ra, đầu tiên là phong tỏa cái này phiến ảo tưởng không gian, ngăn cách nhân quả, không để cho nơi này hơi thở bộc lộ ra đi. Bởi vì, hắn muốn giết quang Diệp Thần cùng tất cả người, lại chiếm hữu Nguyệt Thần Thiên Đế thân thể, cũng không muốn bị người ngoài quấy rầy. Ngoại giới rất nhiều võ giả, vốn là cảm thấy được ảo tưởng không gian hơi thở, muốn tìm, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện, nơi có khí tức đều biến mất, nhất thời ngạc nhiên. Nguyệt Thần canh phòng, đi ra đi. Âm đan lão tổ lại quát lên một tiếng lớn, phảng phất là muốn triệu hoán cái gì cổ xưa tồn tại. Oanh! Nguyệt Thần Thiên Cung cửa, ầm ầm mở ra, một cổ kim quang, từ bên trong bộc phát ra. Chỉ gặp Thiên Cung bên trong đại điện, điêu long họa phượng, khí tượng xâm nghiêm. Đại điện hai bên, đứng sừng sững tất cả to lớn tượng đá canh phòng. Những cái kia tượng đá canh phòng, cố chấp trường kích, một bộ đằng đằng sát khí hình dáng.
Ở âm đan lão tổ thanh âm sau khi rơi xuống, vậy tất cả to lớn tượng đá canh phòng, lại hình như là sống lại, mang sải bước, từ trong cung điện đi ra, tiếng bước chân đạp đất, phát ra ủng ủng vang lớn, tựa hồ phải đem thiên địa cũng đạp sụp. Diệp Thần, Từ Thiên Lang, Từ Hữu Dung ba người, cũng phân biệt gặp phải mười mấy đầu tượng đá thủ vệ vây công. Những cái kia tượng đá canh phòng, huy động trường kích, động tác trầm hậu chậm chạp, nhưng thanh thế thật lớn, hơn nữa còn là mười mấy đầu canh phòng cùng tấn công, cho dù động tác chậm một ít, vậy làm cho không người nào từ né tránh. Từ cô nương, chú ý. Từ Thiên Lang sắc mặt trầm xuống, bảo vệ ở Từ Hữu Dung bên người, vùng đao như hắt mực giết ra, thân đao cùng rất nhiều tượng đá canh phòng trong tay đá kích, mãnh liệt đụng nhau, bùng nổ kịch liệt vang động. Nhưng mà, những cái kia tượng đá canh phòng, thân thể khổng lồ, lực lượng bá đạo, cho dù là Từ Thiên Lang, vậy tối đa chẳng qua là cho chống lại, cũng không thể nghiền nghiền bột bể. Diệp Thần thấy vậy, càng cảm thấy hung hiểm. Những thứ này tượng đá canh phòng, rõ ràng cho thấy năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế, tự tay chế tạo, dùng để trấn thủ bảo tàng, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Hắn nếu như cùng những thứ này tượng đá canh phòng cứng rắn đụng mà nói, tuyệt đối bất lợi. Lập tức, Diệp Thần mở Lăng Phong thần mạch, thi triển Huyền Trần mờ ảo thân, thân thể như có gió mát vờn quanh, nếu như một viên bụi bậm vậy mờ ảo, lấy một cái như quỷ mị tư thái, tránh thoát rất nhiều tượng đá thủ vệ tiến công. Ha ha, Nguyệt Thần Thiên Đế chế tạo canh phòng con rối, không phải các ngươi có thể chống lại, mau chịu chết đi. Âm đan lão tổ cười gằn. Tự thân thả ra từng luồng đan dược linh khí, bơm vào đến những cái kia tượng đá canh phòng trên người. Ở hắn đan dược linh khí bơm vào hạ, tất cả tượng đá canh phòng, con người trở nên đỏ như máu, thân thể động tác đổi được càng linh hoạt, huy động trường kích lớn chém lớn giết, thanh thế hung mãnh. Diệp Thần coi như hết sức né tránh, vậy dần dần không tránh kịp. Nguyệt Thần Thiên tránh thuật. Vừa lúc đó, Từ Hữu Dung đột nhiên giang hai cánh tay, hai tay ký kết cổ xưa ấn quyết. Trong miệng ngâm sướng, Từ Ghi trong tim bên trong toát ra lau một cái mát lạnh ánh trăng. Cái này lau một cái ánh trăng, lóe lên bắn ra, đánh trúng một đầu tượng đá canh phòng, tượng đá kia canh phòng, một tiếng nổ, thân thể tại chỗ liền bị ánh trăng tránh nổ, nổ tung thành đầy trời tung tóe đá vụn. Thấy một màn này, Diệp Thần cùng Từ Thiên Lang, đều là giật mình. Những cái kia tượng đá canh phòng, vô cùng cường hãn, coi như là Diệp Thần và Từ Thiên Lang hai người. Cũng khó mà đối kháng, nhưng Từ Hữu Dung lại có thể nhất kích tránh nổ. Nàng Nguyệt Thần Thiên tránh thuật, tựa hồ là một môn vô cùng mạnh mẽ thần thông, Diệp Thần bắt được một chút nhân quả luật nghĩa sâu xa.